Phong Phi Vân đứng trên luyện thạch đài, hắn cảm nhận được chỗ này không tầm thường. Như thể luyện thạch đài là trung tâm thiên địa quy tắc, các khí tượng thần kỳ nhảy lên tại đây, hiện ra xung quanh thiên địa thái cổ. Ầm, một luồng khí đại đạo lao vào người Phong Phi Vân, thánh linh nội đan hình thành vòng xoáy lớn với thân thể hắn là trung tâm. Phong Phi Vân mở mắt ra, ánh lửa rực cháy trong con ngươi. Có một bóng tiên tuyệt thế đứng trên bầu trời, mình người đuôi rắn mỹ miều thần thánh. Đây chỉ là một cái bóng, nhưng trong cái bóng ẩn chứa đại đạo làm người Phong Phi Vân run lên, không rời mắt được, như thể thiên đạo bày ra trước mặt. Chẳng lẽ đây là đạo thân của Hoa Hậu Đại Thánh trong truyền thuyết? Nỗi lòng Phong Phi Vân khó thể bình tĩnh, hắn vội ngồi xếp bằng, nhìn chằm chằm cái bóng tùy thời tan biến trong bầu trời, cảm ngộ đạo trên người Hoa Hậu Đại Thánh. Đây là đạo thân của Hoa Hậu Đại Thánh, dù chỉ lĩnh ngộ một chút đạo tắc cũng là hưởng thụ vô cùng. Trong đầu Phong Phi Vân cố gắng mô phỏng ảo ảnh đạo thân của Hoa Hậu Đại Thánh, khắc vào linh đài, tham ngộ tinh túy đại đạo. Bùm! Đột nhiên ảo ảnh đạo thân Hoa Hậu Đại Thánh biến mất. Phong Phi Vân vừa mới mô phỏng sơ đường nét đại đạo ảo ảnh đạo thân Hoa Hậu Đại Thánh, lòng buồn bã. Cơ hội như thế chỉ gặp chứ không thể cầu, sau này Phong Phi Vân muốn lại nhìn ảo ảnh đạo thân Hoa Hậu Đại Thánh sẽ rất khó khăn. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một hình ảnh khác, là khối linh thạch sặc sỡ nhiều màu. Một nữ nhân ngồi khoanh chân trong linh thạch, yên tĩnh tường hòa như đã ngồi như thế ức vạn năm. Nữ nhân rất giống ảo ảnh đạo thân Hoa Hậu Đại Thánh, nhưng ánh sáng linh thạch ngũ sắc che mất, không thấy rõ. Hình ảnh chỉ hiện một giây rồi biến mất, linh thạch nhiều màu bay vào trời sao hoặc như chìm xuống lòng đất hoặc như rơi vào biển cả. Nhưng trong lòng Phong Phi Vân vô cùng rung động, máu sôi sục. Cảnh tượng này rung động hồn người. Ngồi xếp bằng trong linh thạch nhiều màu chắc chắn là Hoa Hậu Đại Thánh, đệ nhất nhân xưa nay. Ngũ thải linh thạch xếp hạng nhất trong thập bát phẩm linh thạch, quý giá hơn linh hồn linh thạch gấp trăm lần, hơn một giọt tinh huyết đại thánh gấp mấy ngàn lần. Ngũ thải linh thạch được gọi là báu vật quý giá nhất thiên địa, thánh linh dụng cụ cũng không bằng. Đồn rằng ngũ thải linh thạch do năm loại nguyên khí trong thiên địa tụ tập lại, đó là năm loại lực lượng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ thải linh thạch có linh lực, sinh mệnh lực, quy tắc lực đều không gì sánh kịp. Ngũ thải linh thạch cũng được gọi là đại đạo chi tâm, thiên địa căn bản. Chẳng lẽ Hoa Hậu Đại Thánh trong truyền thuyết không chết mà tự phong mình trong ngũ thải linh thạch? Nỗi lòng Phong Phi Vân khó thể bình tĩnh, nếu không xem cảnh vừa rồi thì hắn không thể tin mọi thứ là thật. Phong Phi Vân nghĩ đến Thiên Vu thần nữ đóng băng một vạn năm, khi băng tan thì sống lại. Trên đời này còn có chuyện gì không thể xảy ra? Từ thái cổ đến bây giờ đã qua rất lâu, nói Hoa Hậu Đại Thánh còn sống thì Phong Phi Vân không tin chút nào. Nhưng có thể tin tưởng di thể Hoa Hậu Đại Thánh nguyện vẹn trong ngũ thải linh thạch. Nhưng nếu chỉ để giữ lại thân thể thì không cần dùng ngũ thải linh thạch, vì xác Đại Thánh vốn là vạn cổ bất hủ. Tại sao Hoa Hậu Đại Thánh phải giấu xác vào ngũ thải linh thạch? Ai nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi đều khó thể bình tĩnh, tựa như tâm tình Phong Phi Vân vào lúc này. Nếu cảnh vừa rồi hiện ra tại chỗ này nghĩa là ở góc nào đó trên thế giới chắc chắn có một khối ngũ thải linh thạch, trong ngũ thải linh thạch phong ấn một nữ nhân rất có thể là Hoa Hậu Đại Thánh. Nếu Hoa Hậu Đại Thánh thật sự sống trên đời, vậy với vô thượng thần thông của nàng chắc chắn có thể ngăn cản đại kiếp nạn này. Phong Phi Vân siết chặt nắm tay, ánh mắt càng kiên quyết hơn. Khối ngũ thải linh thạch kia nằm ở đâu? Trời sao vực ngoài, địa uyên vô tận, biển sâu lạnh lẽo. Không. Nếu Hoa Hậu Đại Thánh dùng ngũ thải linh thạch tự phong thánh thể, vậy chắc chắn ngũ thải linh thạch đặt ở nơi Hoa Hậu Đại Thánh từng đi hoặc nơi nàng từng để lại truyền thuyết. Loại trừ Hoa Hậu Miếu ra, trong lịch sử có nhiều thánh linh từng đến đây, nếu ngũ thải linh thạch có trong Hoa Hậu Miếu sớm đã bị thánh linh phát hiện, còn chờ ta đến tìm sao? Phong Phi Vân nhíu chặt mày, khó khăn lắm mới tìm được một nhân vật chí tôn có thể ứng đối đại kiếp nạn, nhưng hắn chỉ biết Hoa Hậu Đại Thánh còn sống trên đời. Thiên hạ to lớn, muốn tìm một tảng đá nói dễ hơn làm. Thái cổ qua đã lâu, có lẽ ngũ thải linh thạch đã chìm vào lòng đất hoặc khảm trong tòa núi lớn nào đó, hoặc bị lớp đá bao bọc, bị mài thành đá lót đường, hoặc ở trong ức vạn tinh cầu vực ngoại. Dù là thánh linh muốn tìm ra ngũ thải linh thạch cũng khó như lên trời. Đang lúc Phong Phi Vân suy tư sau lưng chợt vang tiếng tỳ bà du dương, êm tai tuyệt vời như nước suối róc rách, chim hót véo von trong rừng nói. Từ khi nào một giai nhân áo trắng ngồi gần đó? Giai nhân dịu dàng như nước, tóc tơ như thác, dịu dàng trong sáng.
ngón tay thon du điêu bằng ngọc ấm nhẹ nhàng lướt trên phím đàn. Khi Phong Phi Vân mở mắt ra, ngón tay giai nhân cũng ngừng, đôi mắt đen láy xinh đẹp nhìn hắn. Phong Phi Vân cười hỏi. Nàng đến bao lâu rồi? Ánh mắt Đông Phương Kính Nguyệt mông lung trả lời. Một lúc rồi, thấy người đang ngộ đạo nên không quấy rầy. Đông Phương Kính Nguyệt đứng gần vách đá dày đặc mây mù. Đông Phương Kính Nguyệt cách Phong Phi Vân chỉ 5 bước, đôi mắt trong suốt như 2 ngôi sao. Bộ dạng và khí chất của Đông Phương Kính Nguyệt giống Thủy Nguyệt Đình y như đúc, nhưng Phong Phi Vân không thấy chút tình cảm trên người Thủy Nguyệt Đình. Nàng giống như pho tượng, lạnh băng, đến gần nàng một chút sẽ khi khí lạnh đông đá. Phong Phi Vân cảm nhận dịu dàng tình cảm từ người Đông Phương Kính Nguyệt, có thêm cảm xúc thân thiện, làm người ta muốn đến gần nàng. Một xa xôi, một gần gũi. Từ khi biết kiếp trước của mình có lẽ bị vị đại thần thông giả mô phỏng, Phong Phi Vân rất áy náy với Đông Phương Kính Nguyệt. Phong Phi Vân biết tình nghĩa Đông Phương Kính Nguyệt đối với mình. Trước kia Phong Phi Vân nghi ngờ Đông Phương Kính Nguyệt là Thủy Nguyệt Đình, nhưng sau khi gặp Thủy Nguyệt Đình thì hắn không nghi ngờ gì nữa. Phong Phi Vân không nghĩ ra lý do từ chối tình nghĩa của Đông Phương Kính Nguyệt. Có lẽ hắn nên đối xử tốt với nàng hơn. Phong Phi Vân hỏi. Sao nàng một mình đến Hỗn Độn Thiên Thành? Đông Phương Kính Nguyệt trả lời. Đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường. Nếu không đi du lịch thì sao tiến bộ được? Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Lời này không giống nàng, nếu nàng nói cho ta nàng đến Hoa Hậu Miếu du lịch ngắm cảnh thì ta tin tưởng hơn. Đông Phương Kính Nguyệt là loại nữ nhân kiêu ngạo, từ nhỏ lớn lên trong gia tộc lớn giàu có như Ngân Câu Phiệt, không kiêu kỳ sao được. Nữ nhân kiêu ngạo như thế lại càng lúc càng hèn mọn, ti tiện trước mặt Phong Phi Vân, trừ nàng thật lòng yêu hắn ra chẳng lẽ còn nguyên nhân gì khác. Đông Phương Kính Nguyệt cắn răng nói. Thật ra, ta biết một bí mật. Phong Phi Vân hỏi. Bí mật gì? Phong Phi Vân cho rằng Đông Phương Kính Nguyệt định nói bí mật liên quan việc nàng đến Hoa Hậu Miếu. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Hoa Hậu Đại Thánh một trong 3 đại thánh thái cổ có lẽ là bán yêu. Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi. Sao nàng biết? Phong Phi Vân biết bí mật đó, vì Thủy Nguyệt Đình đã nói với hắn. Nhưng Phong Phi Vân tò mò là sao cô nương Đông Phương biết bí ẩn kia? Đông Phương Kính Nguyệt cắn môi xong, nói. Ngươi đừng hỏi, tóm lại Hoa Hậu Đại Thánh rất có thể là bán yêu. Ngươi nghĩ thử xem nếu Hoa Hậu Đại Thánh là bán yêu vậy nguyền rủa, bán yêu không thể đột phá vũ hóa cảnh, thật ra có thể phá vỡ. Đông Phương Kính Nguyệt không biết một đã phá nguyền rủa bán yêu, càng không biết trước thái cổ bán yêu có thể đột phá vũ hóa cảnh. Đông Phương Kính Nguyệt chỉ biết Hoa Hậu Đại Thánh với thân bán yêu đến cảnh giới đại thánh, khi nàng biết bí ẩn này thì rất kích động. Phong Phi Vân nheo mắt, cười nói. Ta hiểu rồi, nàng đến Hoa Hậu Miếu chắc vì muốn giúp ta tìm ra cách bán yêu đột phá vũ hóa cảnh. Nàng vì ta một mình đến Hỗn Độn Thiên Thành đúng không? Đông Phương Kính Nguyệt đeo khăn che mặt. Không rõ khuôn mặt nàng màu đỏ hay trắng, nhưng nàng đưa mắt nhìn hướng khác. Nói bậy, ta đến Hoa Hậu Miếu là vì có nhiều di tích thánh linh để lại đây, có thể lĩnh ngộ đạo mà thánh linh để lại, không liên quan gì ngươi. Phong Phi Vân tiếp tục bảo. Chắc vì nàng thấy ta và Lưu Tô Hồng đính hôn, biết dù có cho ta cũng chỉ có thể làm cái tiểu thiếp, nàng giận quá chạy vào miếu Nico. Nàng trong cơn tức giận định chặt đứt 3000 tơ hồng trần, từ nay xuất gia. Nhưng không ngờ Đại Ni cô thấy nàng trần duyên chưa xong, trong lòng còn nghĩ đến nam nhân tên Phong Khốn Kiếp, thế là không đồng ý cho nàng quy y. Nàng giận quá ở mãi chỗ này không đi. Đông Phương Kính Nguyệt trợn trắng mắt. Ngươi tự kỷ quá, nếu ta thật sự muốn xuất gai thì Đại Sư Trai Đường chắc chắn sẽ nhận ta. Trong lòng Đông Phương Kính Nguyệt sung sướng, trước kia Phong Phi Vân thấy nàng luôn né tránh, mặc cho nàng tốt với hắn bao nhiêu cũng không làm hắn vui vẻ, ân cần hỏi han được. Hôm nay tên xấu xa này đột nhiên đổi tính, chủ động theo đuổi nàng, điều này vượt ngoài dự đoán của Đông Phương Kính Nguyệt. Phong Phi Vân cười to bảo. Nếu nàng không muốn xuất ra vậy là trong lòng thật sự có một tên khốn. Thì có, nhưng kẻ đó không phải là ngươi. Đông Phương Kính Nguyệt là nữ nhân thông minh, nàng biết nam nhân càng không có được thứ gì thì càng quý trọng. Hiện tại Phong Phi Vân chủ động theo đuổi nàng, Đông Phương Kính Nguyệt sẽ không dễ dàng đồng ý. Nếu không sẽ bị hắn xem thường. Kêu thì đến, đuổi thì đi. Nam nhân muốn tìm loại nữ nhân này rất dễ, vào thanh lâu hơ một mớ. Phong Phi Vân ngây người, tức giận nói. Vậy tên khốn kia là ai? Có câu là,
con muốn báo hiếu mà phụ mẫu không còn. Tình trạng Phong Phi Vân bây giờ là ta muốn cầu mà giai nhân không đợi. Có lẽ một nữ nhân sẽ luôn luôn thích một nam nhân, nhưng chưa chắc sẽ chờ mãi mãi. Ách ba chân khó tìm chứ nam nhân hai chân thì một đống. Đông Phương Kính Nguyệt thấy bộ dáng sốt ruột của Phong Phi Vân thì rất vui vẻ, hí hửng như chuột con ăn vụng mật. Ngươi muốn biết, nhưng ta không nói. Phong Phi Vân không ngờ Đông Phương cô nương luôn không nói dối mà bây giờ cũng biết nói xạo. Phong Phi Vân nói, nàng không nói thì ta cũng không ép, không thể trách nàng, chỉ trách ta. Nàng không muốn biết ta làm sao biết nàng ở Hỗn Độn Thiên Thành sao. Đông Phương Kính Nguyệt giả bộ ngu. Không muốn biết chút nào, có người trùng hợp đến Thủy Nguyệt Đình gặp ta. Phong Phi Vân nói, ta đặc biệt đến tìm nàng. Đông Phương Kính Nguyệt sướng rơn, nhưng không lộ ra ngoài mặt. Đông Phương Kính Nguyệt nheo mắt lại, vui vẻ nói. À, vậy thì thật hiếm thấy. Chẳng phải trước kia ngươi luôn trốn tránh ta sao? Chẳng phải ngươi luôn cho rằng gặp ta thì rất xui sao? Chẳng phải ngươi rất hận ta sao? Phong Phi Vân nói. Tại trước kia ta, được rồi, nói chuyện lúc trước cũng vô dụng. Bây giờ ta chỉ muốn biết có phải nàng cũng nằm mơ, trong giấc mơ nàng không tên Đông Phương Kính Nguyệt mà là Thủy Nguyệt Đình. Cơ mặt Đông Phương Kính Nguyệt cứng ngắc. Huyết Giao, Mao Ô Quy, Mao Thành Thật chờ dưới chân núi. Chúng nó vây quanh một khối bia đá thánh linh, tham ngộ đạo thánh linh để lại. Vốn xung quanh bia đá thánh linh có nhiều tu sĩ khác đang tham ngộ nhưng bị Huyết Giao hù sợ chạy mất, giờ bia đá thánh linh bị chúng nó bá chiếm tạm thời. Nhưng trừ Mao Thành Thật ra hai tên kia không ngồi yên ngộ đạo. Mao Ô Quy, Huyết Giao ầm ới xếp bằng trước bia đá thánh linh một lúc đã như ngồi ghế đinh. Huyết Giao đứng dậy bước tới sau lưng Mao Ô Quy, đấm lưng cho nó. Quy ra, ta vẫn cảm thấy người uy vũ bất phàm, thần thông đạo pháp rất lợi hại. Nói về kiến thức thì trong nhân tộc khó tìm được vài người sánh bằng Quy ra. Không biết tại sao Quy ra lại đi theo Phong gia lăn lộn. Mặc dù tư chất của Phong gia xuất sắc nhưng kinh nghiệm ít, thế lực sau lưng quá yếu. Mao Ô Quy mở mắt ra. Ngươi thì biết gì, nhân vật sau lưng Phong Phi Vân một người đi ra đủ hù ngươi nhũng chân. Huyết Giao nói. Hay phụ mẫu của Phong gia là đại nhân vật gì? Cũng đúng, phụ thân của Phong gia cua cả Thanh Liên nữ thánh, chắc là nhân vật siêu phàm. Mao Ô Quy lườm Huyết Giao. Ngươi biết thì tốt, đừng bao giờ dùng những thế lực mặt ngoài tính toán Phong Phi Vân, nếu làm vậy thì ngươi sai hoàn toàn. Tóm lại chúng ta đi theo hắn chắc chắn không thiếu thịt, không chừng sẽ gặp một ít đại tạo hóa. Huyết Giao gật đầu, nói. Dường như Phong gia hơi hứng thú với thánh nữ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, hay chúng ta âm thầm giúp Phong gia? Mao Ô Quy cười gian. Cái này, ta thích, nếu thêm vài thần thai thì càng tuyệt. Khi đó chúng ta mang theo mấy đứa nó trời sinh thần thai, xem ai không vừa mắt thì đánh kẻ đó. Mao Thành Thật lên tiếng. Ra ra, lai lịch của thánh nữ điện hạ không nhỏ, nàng là người của đế gia. Mao Ô Quy, Huyết Giao đồng thanh kêu lên. Sao ngươi biết? Mao Thành Thật trả lời. Tối hôm qua ta nghe bọn họ nói chuyện. Mao Thành Thật kể lại những gì đêm qua nghe được. Mao Ô Quy vỗ tay vui mừng nói. Đế gia là đệ nhất gia tộc của nhân tộc, truyền thừa từ Thái Cổ. Nhưng năm xưa Hiên Viên Đế Sư đắc tội quá nhiều cường giả yêu tộc, vì vậy đế gia trải qua đại kiếp nạn, buộc phải thay tên đổi họ ẩn náu. Chắc bây giờ đế gia sống rất vất vả, chỉ có thể trốn trong Diệp Hồng cảnh hẻo lánh kéo dài hơi tàn. Huyết Giao hỏi. Sao Quy gia biết đế gia trốn trong Diệp Hồng cảnh? Mao Ô Quy cười nói. Thất quận chúa của Diệp Hồng cảnh và Thủy Nguyệt Thánh Nữ chơi thân từ nhỏ. Nghĩa là bọn họ quen biết từ khi còn bé xíu. Tại sao lúc Thủy Nguyệt Thánh Nữ còn nhỏ quen thất quận chúa chứ không phải người khác? Huyết Giao nịnh hót. Quy ra nói chí lý. Mao Ô Quy cười gian. Cô nương Hiên Viên tâm cao khí ngạo, nhưng nàng có thể khóc vì gia tộc nói lên gia tộc là điểm yếu của nàng. Chúng ta có thể chọt ngay vào chỗ yếu. Huyết Giao nói. Ý của Quy ra là truyền tin đế gia núp trong Diệp Hồng cảnh ra. Để những yêu tộc có thù không đội trời chung đến tìm đế gia tính sổ. Rồi chúng ta xúi Phong gia anh hùng cứu mỹ nhân, tiếp đó bắt lấy trái tim của cô nương kia. Mao Ô Quy đá bay Huyết Giao, hung tợn nói. Cái ý tưởng rác rưởi gì vậy? Dù đế gia bị yêu tộc vây công, người thứ nhất thánh nữ điện hạ nghĩ đến là nhờ thánh thần giúp đỡ. Hơn nữa để thánh nữ điện hạ biết chúng ta lộ tin về đế gia, khiến đế gia lần nữa bị yêu tộc huyết tẩy,
ngươi cảm thấy nàng sẽ tha cho chúng ta sao? Huyết Giao hỏi. Vậy ý của Quy gia là? Mao Ô Quy cười gian. Tuy đế gia tụt dốc nhưng vẫn có địa vị rất cao trong nhân tộc, những kẻ tội ác tày trời cũng cung kính với người đế gia. Không có Hiên Viên đế sư thì không có nhân tộc phồn thịnh như bây giờ. Nhưng cá tiền bối đế gia không chỉ muốn những điều này, bọn họ muốn vực dậy hưng thịnh đế gia trước kia. Nhìn bọn họ đưa Hiên Viên Nhất Nhất đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh là biết bọn họ không cam lòng trốn trong góc suốt đời. Bọn họ hy vọng hùng mạnh hơn, lấy lại dòng họ tổ tiên. Huyết Giao hỏi. Chẳng lẽ Quy gia muốn trợ giúp đế gia hưng thịnh lại? Không, người đó không phải ta, là Phong Phi Vân. Mao Ô Quy cười nham hiểm. Nghe đồn ngày xưa Hiên Viên đế sư rèn một thanh Hiên Viên kiếm, đó là thần kiếm vô địch. Hiên Viên đế sư từng dựa vào thanh kiếm này chém 8 vị thánh linh, uy chấn thiên hạ. Thánh tổ thái cổ thánh yêu tộc thấy Hiên Viên kiếm cũng sẽ run sợ né tránh. Nhưng sau khi Hiên Viên đế sư chết thì Hiên Viên kiếm mất tích. Nếu không phải sát kiếm thánh linh đó biến mất, năm xưa đế gia hùng mạnh sao có thể bất lực trước cường giả yêu tộc. Nếu Phong Phi Vân tìm về Hiên Viên kiếm, người nói xem đế gia cảm tạ hắn như thế nào. Huyết Giao cười nói. Đương nhiên Phong Phi Vân muốn cái gì được cái đó. Mao Ô Quy nói. Đầu óc của ngươi làm người ta lo thật, chuyện như thế sao có thể để Phong Phi Vân tự mình nói. Chúng ta sẽ nhắc nhở đám lão nhân đế gia, nói cho thánh nữ điện hạ biết một tiếng. Bảo là Phong Phi Vân muốn cưới vợ, Hiên Viên kiếm làm xính lễ. Huyết Giao cười to bảo. Cô nương kia sẽ chạy tới nói với Phong gia là ta gả cho ngươi, ta gả cho ngươi. Không đúng, chúng ta không biết Hiên Viên kiếm ở đâu thì nói gì. Mao Ô Quy giật mai rùa, kiêu ngạo nói. Người ta không biết nhưng ta thì khác. Mao Ô Quy cười bí hiểm. Nhưng phải chờ sau hội luận đạo vạn tộc mới lặng lẽ nói cho Phong Phi Vân. Bây giờ Phong Phi Vân không rảnh đối phó thánh nữ điện hạ, Đông Phương cô nương được gọi là số mệnh của hắn. Phong Phi Vân sẽ nhức đầu đây. Một con chim mơ miệng anh vũ, đuôi phượng hoàng bay lên. Ta đã biết kế hoạch của các ngươi, ta đã biết kế hoạch của các ngươi. Ta sẽ nói cho Tiểu Nguyệt Nhi, nói Phong Phi Vân muốn cưới thánh nữ, dùng Hiên Viên kiếm làm xính lễ. Là Vân Cáp. Mới rồi Vân Cáp nằm trong ngọn đèn bên cạnh miếu Phật, nó như tim đèn. Vân Cáp đang ngủ sau đó tỉnh dậy, nghe một nửa đoạn sau. Mao Ô Quy biến sắc mặt, nó và con chim này từng tiếp xúc, biết không dễ chọc. Nếu để con chim ngốc không nghe trọn câu chuyện bay đi thọc mạch với Đông Phương Kính Nguyệt thì tàn đời. Mao Ô Quy sốt ruột la lên. Bắt lấy nó, đừng để nó thoát. Huyết Giao đã bay lên, thò vuốt định bắt Vân Cáp. Không bắt được, không bắt được. Tốc độ Vân Cáp rất nhanh. Nó như tia sáng lửa bay ra từ móng vuốt Huyết Giao. Vân Cáp vừa bay vừa nói. Ta muốn nói cho Tiểu Nguyệt Nhi, Phong Phi Vân lại có người trong lòng, hắn đến lừa tình cảm của nàng. Các ngươi đều là người xấu. Bùm! Đột nhiên một trái cây bắn lên đập vào đầu Vân Cáp. Vân Cáp cảm giác trước mắt tối sầm, đầu nặng chân nhẹ cắm xuống đất. Vân Cáp choáng váng mặt mày. Ai, ai đánh lén, két. Mao Ô Quy nói. Thành thật, làm giỏi lắm, trói nó lại, con chim này không dễ chọc, nếu để nó trốn thoát thì gây họa lớn. Mặt Huyết Giao giữ tợn một chân đạp đầu Vân Cáp, ánh mắt tàn nhẫn hỏi. Hay giết chim diệt khẩu? Mao Ô Quy đá bay Huyết Giao. Giết con khỉ, chim nã ức là Đông Phương cô nương nuôi, làm thịt nó thì Đông Phương cô nương sẽ xử chúng ta. Cần gì so đo với con chim? Mao thành thật lấy gân dao long ra trói Vân Cáp lại. Cột hai vuốt và hai cánh, vác lên mai rùa. Mao Ô Quy nói. Ra ra, không thể ở lại đây lâu, nếu bị Đông Phương cô nương phát hiện chim ngốc mất tích sẽ nghi ngờ ra ra. Dù sao ra ra và chim ngốc có xích mích. Đúng, đi, khoan, đợi ta để lại dòng chữ. Mao Ô Quy, Huyết Giao, Mao thành thật vác con chim lén lút rời khỏi miếu Phật, dưới đất để lại hàng chữ siêu vẹo. Huyết Giao lại bị tiêu chảy, chúng ta đưa nó về, đừng lo. Đông Phương Kính Nguyệt nghe Phong Phi Vân nói câu đó xong nàng im lặng thật lâu, xung quanh chỉ có tiếng gió núi thổi. Phong Phi Vân yên lặng đứng chờ nghe đáp án. Đông Phương Kính Nguyệt hỏi. Ngươi còn nhớ bức tranh trong nhà tổ Ngân Câu gia tộc không? Phong Phi Vân đáp. Tất nhiên là nhớ, tranh vẽ hai thôn, miếu nữ thần Tần Hà. Không lẽ? Đông Phương Kính Nguyệt gật đầu, nói. Giấc mơ kia chính là nó.
Lúc trước ta cứ nghĩ mình vốn là Thủy Nguyệt Đình, sau khi chết trọng sinh thành Đông Phương Kính Nguyệt. Phong Phi Vân có cùng kinh nghiệm như Đông Phương Kính Nguyệt nên rất hiểu cảm giác của nàng. Bởi vì giấc mơ rất thật, chân thật như đã trải qua một đời, thật đến nỗi như kiếp trước của mình. Phong Phi Vân kích động hỏi. Vậy tại sao nàng muốn giết ta? Không đúng, trong mơ, tại sao Thủy Nguyệt Đình muốn giết Phượng Phi Vân? Đông Phương Kính Nguyệt mơ thấy nàng là Thủy Nguyệt Đình nên đương nhiên hiểu lý do tại sao Thủy Nguyệt Đình muốn giết Phượng Phi Vân. Đông Phương Kính Nguyệt cắn chặt môi, tuy là mơ nhưng như chính nàng trải qua. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Chuyện này không thể nói, nhưng ngươi nên biết trong mơ, Thủy Nguyệt Đình thật sự yêu Phượng Phi Vân, nếu không nàng đã chẳng sử dụng chiêu kiếm quyết mạnh nhất giết Phượng Phi Vân. Cái giá dùng chiêu kiếm quyết đó là chết tâm. Khi Thủy Nguyệt Đình đâm nhát kiếm đó thì lòng nàng đã chết. Sau khi Thủy Nguyệt Đình trở thành Bại Nguyệt Hoàng tử vô địch thiên hạ rất nhanh đau buồn mà chết. Để Thủy Nguyệt Đình sống chỉ càng hành nàng khổ hơn, ngươi nên biết nàng có nỗi khổ riêng. Tình cảm lúc ở Biển Bắc là thời gian Thủy Nguyệt Đình hạnh phúc nhất. Hai người kể về giấc mơ nhưng như trải qua đoạn thời gian Phong Phi Vân và Đông Phương Kính Nguyệt dám yêu dám hận. Tuy chỉ là mơ nhưng tình yêu đó không giả. Hai người vốn không quen biết nhau cùng chung một giấc mơ, cùng hoàn thành câu chuyện xảy ra trong mơ. Tình cờ gặp đối phương, yêu nhau, cùng tu luyện, chơi đùa, ôm nhau, sống như thần tiên quyến lữ. Nhưng cái kết không hạnh phúc, một chết vì kiếm của đối phương, một chết vì đau buồn. Phong Phi Vân khí thế khiếp người, đôi tay như cái kiềm bắt chặt bờ vai Đông Phương Kính Nguyệt. Phong Phi Vân kích động nói. Nếu chỉ là mơ vậy tại sao nàng không chịu nói ra nguyên nhân Thủy Nguyệt Đình giết Phượng Phi Vân? Đông Phương Kính Nguyệt đáng thương mắt ngấn lệ né tránh ánh mắt hùng hổ của Phong Phi Vân, nói. Tuy đây là mơ nhưng rất chân thật, người không nghi ngờ chuyện này xảy ra từ kiếp trước sao? Nếu không tại sao chỉ có hai chúng ta mơ? Trong mơ hình dạng Phượng Phi Vân giống người y như đúc, thanh niên tài tuấn giống ta y hệt. Đây chỉ là giấc mơ đại thần thông giả mô phỏng nhập vào đầu ngươi và ta thôi sao? Ta không tin điều đó. Đúng vậy. Nếu chỉ là giấc mơ đại thần thông giả mô phỏng ra thì tại sao lựa chọn Thái Cổ Thần Phượng và Thủy Nguyệt Đình? Một là Đại Thánh Thái Cổ, một là Thánh Thần hiện tại. Hai người này không có chút tiếp xúc gì, vì sao chọn Thái Cổ Thần Phượng và Thủy Nguyệt Đình làm nhân vật chính trong mơ? Hơn nữa Thái Cổ Thần Phượng tu luyện bất tử Phượng Hoàng Thân, Thủy Nguyệt Thánh Thần tu luyện tâm ngự tính tâm kiếm điển, người bình thường không biết được. Kỳ lạ, rất lạ lùng. Phong Phi Vân trầm ngâm thật lâu, nói. Nhưng Thái Cổ Thần Phượng và Thủy Nguyệt Đình không thể nào có tiếp xúc gì, bọn họ không cùng một thời kỳ. Trừ phi Thủy Nguyệt Đình sống từ Thái Cổ đến tận bây giờ, nhưng điều đó càng không thể xảy ra. Đông Phương Kính Nguyệt nhỏ giọng nói. Tóm lại ta chưa thể cho ngươi biết lý do giết ngươi trong mộng. Nguyên nhân này dính líu rất lớn, ta cần kiểm chứng, chờ ta xác định xong chắc chắn sẽ nói ngay cho ngươi biết đầu tiên, được không? Phong Phi Vân không nghi ngờ lời Đông Phương Kính Nguyệt nói. Hắn không ép nàng nữa. Phong Phi Vân nhận ra hai tay siết chặt vai mềm, gần Đông Phương Kính Nguyệt đến nỗi hắn thấy rõ từng sợi lông mi, ánh mắt ai oán. Cảm giác này rất quen thuộc, thân thiết. Khi biết Đông Phương Kính Nguyệt có ký ức của Thủy Nguyệt Đình trong mơ, không hiểu sao Phong Phi Vân sinh ra cảm giác kỳ lạ. Như thể Đông Phương Kính Nguyệt vốn là thê tử của hắn, hai người sống cùng nhau mấy trăm năm, thảo luận cách tu luyện, cùng nhau ngắm mặt trời ở bờ biển, tán tỉnh liếc mắt đưa tình. Hắn đi vực ngoại hái trăng cho nàng, còn nàng như thiếu nữ viết thơ tình tặng hắn. Dường như bọn họ hiểu rõ về nhau. Cảm giác vô cùng lạ lùng, như trang chu mộng điệp, tỉnh mộng rồi không biết mình là người hay bướm, là mơ hay đã tỉnh. Đối với Phong Phi Vân, ngăn cách duy nhất là nhát kiếm vô tình cuối cùng. Đông Phương Kính Nguyệt cùng cảm giác, nhưng nàng biết chuyện sớm hơn Phong Phi Vân. Thật lâu trước kia Đông Phương Kính Nguyệt đã xem Phong Phi Vân là phu quân của mình. Nên lúc hắn vì Nam Cung Hồng Nhan hóa ma tàn sát thiên hạ thì nàng luôn lặng lẽ theo sau hắn. Đông Phương Kính Nguyệt yên lặng nhìn Phong Phi Vân đau thương, tức giận, tuyệt vọng vì nữ nhân khác. Vào lúc đó Đông Phương Kính Nguyệt cũng có cảm giác tương tự. Khi Phong Phi Vân kiệt sức té dưới đất, Đông Phương Kính Nguyệt đưa hắn đi ngự thú trai, đau khổ van xin trai chủ cứu hắn. Khi biết Hoa Hậu Đại Thánh rất có thể là bán yêu, Đông Phương Kính Nguyệt bất chấp tất cả đến Hoa Hậu Miếu. Trợ giúp Phong Phi Vân tìm cách đột phá vũ hóa cảnh. Đông Phương Kính Nguyệt sớm xem mình là thê tử của Phong Phi Vân, lặng lẽ làm những chuyện thê tử nên làm.
Nhưng Đông Phương Kính Nguyệt không thể nói những gì liên quan giấc mơ kia, vì đúng là nàng có lỗi với Phượng Phi Vân, nàng muốn chuộc tội. Nếu bỏ qua kinh nghiệm sống hơn 10 năm ngắn ngủi của Phong Phi Vân, Đông Phương Kính Nguyệt thì hai người là kéo dài cuộc sống của Phượng Phi Vân, Thủy Nguyệt Đình. Người Đông Phương Kính Nguyệt khẽ run, xấu hổ né tránh ánh mắt Phong Phi Vân, gò má hơi hồng. Ngươi, nắm đau ta. Phong Phi Vân không buông tay, nói. Chúng ta hãy xem nó là mơ đi. Ta Phong Phi Vân, Phong gia Nam Thái Phủ. Nàng là Đông Phương Kính Nguyệt, thiên kim tiểu thư Ngân Câu gia tộc. Vứt bỏ hết giấc mơ, kiếp trước đi. Bây giờ ta chính thức theo đuổi nàng, có được không? Bàn tay Đông Phương Kính Nguyệt siết chặt góc áo, mừng vui tràn ngập trong lòng. Nàng chờ câu nói này đã rất lâu. Đông Phương Kính Nguyệt cắn chặt môi, đôi mắt sắc bén, sóng mắt tịnh khôi đẩy Phong Phi Vân ra. Đông Phương Kính Nguyệt cố ý né tránh. Đây là thủ đoạn lừa gạt nữ hài tử của ngươi sao? Không dễ vậy đâu, bên cạnh ngươi có nhiều nữ nhân, tại sao ta phải đồng ý với ngươi? Trong mơ ta là thê tử của ngươi, ngươi chỉ thuộc về một mình ta, nhưng bây giờ thì sao? Đông Phương Kính Nguyệt bây giờ giống với Thủy Nguyệt Đình trong mơ, điêu ngoa, nổi cáu. Nàng không là thiếu nữ dịu dàng yếu đuối hùa theo Phong Phi Vân, Đông Phương Kính Nguyệt cũng có cá tính cứng rắn. Nữ nhân biến sắc mặt nhanh thật. Phong Phi Vân há to mồm có thể nhét trứng gà. Ta hiểu rồi. Đông Phương Kính Nguyệt kinh ngạc hỏi. Hiểu cái gì? Phong Phi Vân nói. Biết tên khốn kia là ai? Đông Phương Kính Nguyệt giật mình, ngón tay vuốt dây trên tỳ bà để che giấu nỗi lòng vui mừng. Phong Phi Vân càng như vậy càng biểu thị hắn chú trọng nàng. Nếu ngươi có thành ý thì hãy đứng yên trên luyện thạch đài này. Không ngồi, không nằm, đứng 10 ngày. Nếu ngươi làm được, tâm tình bản tiểu thư vui không chừng sẽ cho ngươi biết. Đông Phương Kính Nguyệt nói xong đỏng đảnh rời đi. Phong Phi Vân nhìn bóng lưng Đông Phương Kính Nguyệt yểu điệu đi xa, nhếch môi. 10 ngày, chuyện nhỏ. Phong Phi Vân đứng yên 7 ngày trên luyện thạch đài, không nhúc nhích một ly, như pho tượng đá. Mỗi ngày Đông Phương Kính Nguyệt đứng ở phía xa nhìn Phong Phi Vân, có khi cười thầm, có khi đàn khúc nhạc trời. Cách rừng cổ xa xôi đưa tiếng nhạc vào tai Phong Phi Vân, bọn họ nói chuyện bằng cách đặc biệt, tâm sự tình cảm. Phong Phi Vân đứng trên luyện thạch đài không đơn giản là hóa đá, mấy hôm nay hắn thấy ảo ảnh đạo thân Hoa Hậu Đại Thánh hiện ra trên bầu trời. Mỗi ngày Phong Phi Vân ngộ đạo tắc trong ảo ảnh đạo thân Hoa Hậu Đại Thánh. Có lẽ đây là nơi Hoa Hậu Đại Thánh bổ thiên địa. Thiên địa quy tắc cực kỳ rõ ràng, khiến tu vi của Phong Phi Vân tăng vùn vụt. Tuy chỉ ngộ đạo 7 ngày nhưng tu vi của Phong Phi Vân tăng một mảng lớn, dựa theo đạo thân lĩnh ngộ ra thần thông pháp tướng của Hoa Hậu Đại Thánh. Phướng tướng của Hoa Hậu Đại Thánh. Nhiều lúc có thể thấy sau lưng Phong Phi Vân hiện ra ảo ảnh Hoa Hậu Đại Thánh to lớn, khí thế cực kỳ mạnh mẽ, uy nhiếp khủng bố. Hôm nay Đông Phương Kính Nguyệt đến luyện thạch đài, Phong Phi Vân mở mắt ra nhìn mỹ nhân khuynh thành tuyệt sắc. Đông Phương Kính Nguyệt mặc áo trắng, thanh tú hút hồn, như bách hợp trong nước. Nhưng đôi mắt Đông Phương Kính Nguyệt đầy lo lắng. Vân Cáp biến mất rồi. Phong Phi Vân hỏi. Sao nó biến mất? Đông Phương Kính Nguyệt lo lắng nói. Ta cũng không biết, từ ngày ngươi đến thì không thấy nó đâu nữa. Cùng ta đi tìm nó được không? Phong Phi Vân nói. Nhưng thời hạn 10 ngày chưa đến. Đông Phương Kính Nguyệt nhếch môi như đang trách Phong Phi Vân ngu ngốc. Ta có thể đạt 10 ngày thì cũng rút ngắn thành 7 ngày được. Đông Phương Kính Nguyệt không biết Phong Phi Vân nhìn nàng thì đầu óc cũng đần ra. Phong Phi Vân mừng rỡ nói. Vậy nàng cho ta biết tên khốn kia là ai đi. Nói cho ngươi rồi ngươi làm được gì. Phong Phi Vân nói. Ta sẽ không làm gì hắn, nhưng ta sẽ cảnh cáo hắn, đời này phải đối xử tốt với nàng, nếu dám đụng vào nữ nhân khác ta sẽ tự tay phế hắn. Đông Phương Kính Nguyệt cười tươi như hoa. Mắt xoe tròn cười nói. Vậy ngươi hãy tự cảnh cáo mình đi. Phong Phi Vân không ngốc trong chuyện tình cảm, hắn phản ứng lại ngay. Hóa ra tên khốn kia là chính mình. Phong Phi Vân vừa mừng vừa tức giận, hắn không ngờ sẽ bị Đông Phương Kính Nguyệt lừa. Giờ Phong Phi Vân phản ứng lại, hắn rất hối hận, nhưng không chịu xuống giọng. Phong Phi Vân ra vẻ hung dữ nói. Kiếp trước bị nàng lừa, đời này tiếp tục bị nàng lừa. Xem ra nàng thói quen khó sửa, phải dạy dỗ nàng mới được. Muốn dạy ta thì phải đuổi kịp ta mới được. Đông Phương Kính Nguyệt biến thành luồng sáng trắng bay xuống luyện thạch đài, chạy vào hỗn độn thiên thành, mất hút trong đường cổ ngựa xe như nước.
Phong Phi Vân đuổi theo Đông Phương Kính Nguyệt. Vậy nàng nên cẩn thận, ta sẽ tính cả thù mới hận cũ. Phong Phi Vân để lại một chuỗi bóng dáng xinh đẹp, như dịch chuyển tức thời, tốc độ siêu mau. Tu sĩ có thể vào Phong Phi Vân đều không yếu, ít nhất tu luyện trên mấy trăm năm, tâm tình bình tĩnh, không hề vướng bận. Nhưng bọn họ bị Phong Phi Vân đụng bay. Lần đầu tiên bọn họ gặp hai nam nữ chơi rượt bắt trên đường cổ, bị vạ lây. Tây Môn Suy Tiêu đứng trên Ngọc Lâu Tiên Các, mở cửa sổ nhìn Phong Phi Vân dưới đường. Tây Môn Suy Tiêu nhắc nhở. Phong Huynh, chỗ này là Hỗn Độn Thiên Thành, đừng gây lớn chuyện. Tây Môn Suy Tiêu cho rằng Phong Phi Vân nổi máu dê không sợ trời sợ đất, ban ngày ban mặt đùa giỡn gái nhà lành. Tây Môn Suy Tiêu sợ Phong Phi Vân gây họa lớn, dù sao nữ nhân vào Hỗn Độn Thiên Thành không phải loại tầm thường. Phong Phi Vân ngước lên thấy Tây Môn Suy Tiêu lõa trần, ôm nữ nhân xinh đẹp. Phong Phi Vân cười nói. Không nhọc Tây Môn Huynh quan tâm, người tiếp tục làm ăn đi. Tây Môn Suy Tiêu thấy Phong Phi Vân định chạy đi, vội nói. Đêm nay bốn vị tiên nữ sẽ mời tất cả anh kiệt thế hệ trẻ của nhân tộc đến Tiên Hư Yến. Thế tử, quận chúa, trung ương vương triều, truyền nhân nhân tổ động thiên, đệ tử Thái Cổ Thánh Phật Miếu sẽ đến đó. Đây là tụ hội đỉnh cao nhất của thế hệ trẻ nhân tộc, nếu Phong Phi Vân có rảnh nhớ đến. Không hứng thú. Hiện giờ Phong Phi Vân chỉ quan tâm Đông Phương Kính Nguyệt, đừng nói bốn tiên nữ, dù là hội luận đạo vạn tộc cũng không có sức nặng trong lòng hắn. Đông Phương Kính Nguyệt chạy rất nhanh nhưng vẫn bị Phong Phi Vân bắt được. Không chơi nữa, bỏ đi. Hôm nay vui quá, như trở lại ngày xưa lần đầu tiên ta truy sát ngươi, giờ bị ngươi trả thù lại. Đông Phương Kính Nguyệt bị Phong Phi Vân bắt lấy không thoát được, môi hồng răng trắng, dáng người thướt tha. Đông Phương Kính Nguyệt xin tha. Phong Phi Vân, ta chấp nhận ngươi theo đuổi, nhưng ngươi phải thể hiện thành ý. Hội luận đạo vạn tộc sắp đến. Dù là vương giả thế hệ trẻ hay chí tôn thế hệ trước đều đến Hỗn Độn Thiên Thành, đi đâu cũng thấy sinh linh yêu khí đậm đặc bay qua. Nhiều tu sĩ giật mình trốn tránh. Đông Phương Kính Nguyệt, Phong Phi Vân đi vào tiên khuyết lơ lửng trên bầu trời. Nơi này là một tòa tiên cung trà phường, bán trà không phải loại bình thường, là linh trà giúp ích cho việc tu luyện, có thánh trà trợ giúp bán thánh ngộ đạo. Phong Phi Vân, Đông Phương Kính Nguyệt ngồi bên cạnh bàn hao lệ gần cửa sổ nhất. Có thị nữ xinh đẹp bưng lên hai ly ngưng thần cổ trà bốc linh khí mờ mịt. Ngưng thần cổ trà không phải trà, nó là một loại bát nguyên cổ dược cần 100 vạn năm mới mơ cọ một lần. Mỗi ly giá 10 ức linh thạch. Phong Phi Vân uống một hớp cổ trà, cảm giác khí lưu sảng khoái chạy khắp người, như các con rồng nhỏ sộc vào não. Toàn thân nhẹ hẫng, mọi buồn phiền biến mất, trong đầu chỉ có chân lý đại đạo. Đây là trà trợ giúp người lĩnh ngộ đại đạo. Đông Phương Kính Nguyệt ngồi phía đối diện Phong Phi Vân, áo trắng tôn lên khuôn mặt tiên nga, chân mày cong như họa thánh vẽ nên, tóc đen nhánh suôn mượt, da trắng sữa. Tuy Đông Phương Kính Nguyệt đeo khăn che mặt nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người, khí chất thánh khiết làm nhiều tu sĩ mạnh mẽ liên tục liếc nhìn, có kinh diễm Đông Phương Kính Nguyệt, có ghen tị với Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nhìn Đông Phương Kính Nguyệt chằm chằm, hỏi. Nàng muốn thành ý thế nào? Đông Phương Kính Nguyệt chưa nói chuyện. Khóe mắt Phong Phi Vân liếc thấy hai mỹ nhân đi vào tiên cung trà phường. Một mặc đồ nam, áo trắng bay bay, môi hồng răng trắng, đầu bới kiểu công tử, tay cầm quạt giấy, phong độ phiên phiên như mỹ nam nổi bật hơn người. Nhưng nàng không che giấu thân phận nữ nhân, ngực căng tròn, eo nhỏ như rắn nước, phong vận đặc biệt. Nữ nhân khác thì như tiên nữ, không yêu không mị, đeo khăn che mặt màu xanh, khí chất không ăn nhân gian khói lửa. Là Lưu Tô Tử và Hiên Viên Nhất Nhất. Hai người không phát hiện Phong Phi Vân cũng có mặt trong tiên cung trà phường. Lưu Tô Tử, Hiên Viên Nhất Nhất ngồi sau bình phong, người hầu Diệp Hồng Cảnh, nữ đệ tử Thủy Nguyệt Thiên Cảnh kéo nhau theo sau. Một số lão nhân tu vi cường đại đi theo hộ đạo Lưu Tô Tử, Hiên Viên Nhất Nhất. Phô trương như thế, khí chất như vậy, nữ nhân đẹp thế này hấp dẫn ngay ánh mắt của các tu sĩ. Mọi người suy đoán lai lịch của hai nàng. Đông Phương Kính Nguyệt thấy Phong Phi Vân nhìn ngang ngón dọc, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, nàng cười nói. Ăn trong bát còn nhìn trong nồi, coi chừng không ăn được cả hai. Phong Phi Vân thu về tầm mắt, hắng giọng, ngồi ngay ngắn. Mới rồi chúng ta nói đến nàng muốn thành ý như thế nào. Đông Phương Kính Nguyệt liếc hướng bình phong, có mấy anh kiệt yêu tộc thế hệ trẻ đi qua. Đông Phương Kính Nguyệt mỉm cười nói. Ngươi phải cưới ta một lần nữa. Lần trong mộng không tính.
phải làm thật rình rang, chiêu cáo thiên hạ, mời tất cả bằng hữu quen biết, để mọi người chứng hôn cho chúng ta, nói với mọi người chúng ta kết thành đạo lữ. Phong Phi Vân đồng ý ngay. Ta hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi chỉ được cưới một mình ta. Đông Phương Kính Nguyệt nâng tách trà lên, hé môi hồng uống một hớp, lóe mắt liếc trộm sắc mặt Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nhíu mày nói. La Phù đã mang thai, hôn sự của ta và Long Phù vì nhiều chuyện nên đã kéo dài rất lâu, ta không thể phụ nàng ấy. Ta và Thương Nguyệt sớm đính hôn, nàng ấy xem như vị hôn thê của ta, không thể phụ lòng Thương Nguyệt. Hồng Nhan chết vì ta, ta phải hồi sinh nàng ấy. Trước khi Hồng Nhan sống lại, ta không muốn thành hôn. Phong Phi Vân nói ra từng cái tên nữ nhân, nụ cười trên mặt Đông Phương Kính Nguyệt biến mất. Đông Phương Kính Nguyệt không phải nữ nhân ích kỷ, nhưng không có nghĩa là nàng vui vẻ cùng nữ nhân khác chia sẻ nam nhân của mình. Long La Phù có con với Phong Phi Vân, vậy là nàng sẽ mẫu bằng tử quý, gả cho Phong Phi Vân rồi có tiếng nói nặng ký nhất. Long Thương Nguyệt là vị hôn thê của Phong Phi Vân, sau khi gả cho hắn thì nàng có danh phận chính thức nhất. Nam Cung Hồng Nhan, một người khiến Phong Phi Vân không tiếc vì nàng biến thành ma đầu giết người. Nữ nhân mạnh mẽ là thế, nếu Nam Cung Hồng Nhan hồi sinh sẽ tranh giành. Đông Phương Kính Nguyệt rất muốn hỏi một câu. Còn Đông Phương Kính Nguyệt, ngươi thì sao? Đông Phương Kính Nguyệt vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong mắt đã không còn nụ cười vui vẻ. Giọng Đông Phương Kính Nguyệt như tiếng trời khẽ hỏi. Vậy là ngươi muốn cưới hết mọi người, ta sớm dự đoán được sẽ như vậy, ta không làm khó ngươi. Nhưng ngươi cũng nên có thứ hạng lớn nhỏ đi. Phong Phi Vân thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Nếu vào nhà Phong gia thì không chia lớn nhỏ. Đông Phương Kính Nguyệt lắc đầu, nói. Ngươi quá ngây thơ, ngươi nghĩ nữ nhân lọt vào mắt ngươi toàn là dịu ngoan sao? Ngươi nghĩ nữ nhân rất rộng rãi. Ngươi nghĩ mỗi nữ nhân đều đồng ý chia sẻ nam nhân của mình. Ngươi sai rồi, ta cho ngươi biết, nữ nhân rất hẹp hòi, hẹp như đầu kim. Nữ nhân tu vi càng mạnh chẳng những không rộng lòng mà thu hẹp dần. Một đám dê cái mềm mại bị dê đực uy hiếp sẽ ngoan ngoãn quay về vòng dê. Nhưng một đám cọp mẹ nếu bị cọp được uy hiếp sẽ chọc chúng nó cắn lại. Dù chúng không được cọp được yêu thương cũng sẽ không để cọp cái khác chiếm được, tự mình ăn luôn cọp được. Phong Phi Vân toát mồ hôi như tắm. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Tại sao vua có 3.000 mỹ nhân mà không sợ bị bọn họ cắn ngược lại? Không chỉ vì hoàng đế cường đại, càng vì hoàng đế sẽ không dùng thần lực uy hiếp tất cả phi tử. Hoàng đế cho phi tử địa vị khác nhau, để các nàng tranh đấu, chém giết, giành yêu thương. Hoàng đế nắm giữ cân bằng là đủ. Nếu cọp được biết chiêu này thì đã không bị bầy cọp cái ăn. Phong Phi Vân không ngờ Đông Phương Kính Nguyệt suy nghĩ nhiều như vậy. Phong Phi Vân cảm thấy hắn không làm nữ nhân nào chịu uất ức, sẽ không để nàng bị ai ăn hiếp. Giờ ngẫm lại Phong Phi Vân chỉ tự biên tự diễn, đứng ở góc độ của hắn nhìn vấn đề. Phong Phi Vân không biết suy nghĩ trong lòng nữ nhân. Các nàng là con người, có thiên phú rất cao, cá tính hiếu thắng, không phải đồ chơi cho Phong Phi Vân muốn xếp sao thì xếp. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Ngươi đừng cho rằng tu vi của ngươi mạnh là có thể khuất phục bọn họ. Nữ nhân đi xa trên con đường tu tiên mấy ai nhát gan sợ rắc rối. Mấy ai chưa từng giết người. Có lẽ bọn họ kính ngươi, yêu ngươi, nhưng tuyệt đối không sợ ngươi. Nếu bị dồn ép, cùng lắm tan đàn xẻ nghé. Ai rời khỏi ai cũng không chết được, chẳng lẽ ngươi có thể trói bọn họ lại sao? Hình như hơi có lý. Phong Phi Vân phải công nhận lời Đông Phương Kính Nguyệt nói. Nơi này là tu tiên giới, bản lĩnh của các nàng không nhỏ, có rời khỏi Phong Phi Vân thì dư sức sáng tạo một mảnh thiên địa, chúa tể một phương. Các nàng không như nữ nhân phàm trần yếu đuối, rời khỏi nam nhân muốn nuôi sống bản thân cũng khó. Nữ nhân nếu có thể tự lắm thì sẽ nắm giữ nhiều quyền chủ động hơn. Đông Phương Kính Nguyệt thở dài thườn thượt. Đâu chỉ có chút đạo lý, đây vốn là chân lý. Thử nghĩ xem chúa tể các trung ương vương triều, cảnh chủ một cảnh. Gia chủ một nhà có ai không oai phong hùng dũng. Nhưng bọn họ dám nói để các nữ nhân bình đẳng sao? Nếu làm như vậy sẽ hỗn loạn. Quy tắc kim tự tháp cũng là phép tắc đại đạo, ai làm trái sẽ tự chịu diệt vong. Phong Phi Vân hiểu đạo lý này. Phật môn ưu tiên nhất là không chia giàu nghèo, người người bình đẳng. Nhưng đứng cao nhất là Phật Tổ, tiếp theo là Bồ Tát, La Hán, Thanh Văn, Đế Thích, Thứ Sư. Đây vẫn là kim tự tháp quyền lực.
nếu không có kim tự tháp này thì Phật giới cực lạc trong truyền thuyết hô hào chúng sinh bình đẳng không thể thành lập. Đông Phương Kính Nguyệt đang nói cho Phong Phi Vân nghe đạo lý này. Đông Phương Kính Nguyệt cho phép Phong Phi Vân có nhiều nữ nhân, nhưng nàng muốn hắn cho nàng một vị trí. Nếu vị trí này không khiến Đông Phương Kính Nguyệt vừa lòng nghĩa là thành ý của Phong Phi Vân không đủ. Từ lúc bước lên đường tu tiên đã lâu Phong Phi Vân không nhức đầu thế này. Phong Phi Vân đau đầu như búa bổ, đôi mắt xinh đẹp của Đông Phương Kính Nguyệt như hai cái rùi sắc bén đâm lỗ trên đầu hắn. Chuyện này, chúng ta từ từ bàn sau. Phong Phi Vân chưa từng trải qua chuyện như vậy, hắn cẩn thận trọng suy nghĩ. Đặc biệt chọn người đứng trên đỉnh cao nhất kim tự tháp rất quan trọng, nếu nàng không chấn nổi tòa tháp, tháp sụp xuống người bị đè chết là Phong Phi Vân. Đông Phương Kính Nguyệt không sốt ruột, nàng nheo mắt cong như hai vầng trăng khuyết. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Được rồi, vậy chờ khi nào ngươi suy nghĩ kỹ hãy đến tìm ta. Không phiền ngươi tìm Vân Cáp giúp ta, tự ta sẽ đi tìm nó. Phong Phi Vân không níu kéo, cũng không thể níu giữ Đông Phương Kính Nguyệt. Bởi vì bây giờ Phong Phi Vân không thể khẳng định vị trí nào cho Đông Phương Kính Nguyệt, lấy tư cách gì níu kéo nàng. Ai, nữ nhân? Tây Môn Suy Tiêu ngồi ghế bên cạnh, gã đến từ lâu nhưng vì có Đông Phương Kính Nguyệt nên gã không tiện xen vào. Tây Môn Suy Tiêu cười nói. Phong huynh, nữ nhân vừa rồi rất ưu tú. Dù là sắc đẹp, tư chất, tu vi đều hiếm có trên người, lại yêu Phong huynh như vậy. Ta dám cá nếu Phong huynh cho nàng vị trí cao nhất thì bây giờ nàng đã ngồi trong lòng Phong huynh, mặc cho Phong huynh làm gì nàng thì làm. Tây Môn Suy Tiêu tiếp tục bảo. Nữ nhân như nàng ta dù chỉ nắm tay cũng đã là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Nếu được lòng của nàng sẽ bị nam nhân toàn thiên hạ ghen tị chết, ta thấy nữ nhân khác không cần cũng được. Khiến Tây Môn đại quan nhân quen thói phong lưu nói ra lời như thế chỉ có Đông Phương cô nương đẹp như tiên mới có tư cách đó. Phong Phi Vân lắc đầu, cười nói. Không đơn giản như Tây Môn huynh nghĩ. Tây Môn Suy Tiêu nói. Thật ra nói đơn giản thì cũng giản đơn, nói khó cũng khó. Đầu tiên Phong huynh phải hiểu trong lòng nữ nhân nghĩ gì, muốn khiến nàng yên phận hiền thê, thờ chồng dạy con thì phải cho nàng vị trí cao hơn mấy nữ nhân khác, có như thế nàng mới thấy mình hơn người. Trong phàm tục, hoàng đế có 3.000 giai lệ, tước gia, chúa tể trong tu tiên giới có mấy vạn, mấy chục vạn thê thiếp, phi tần cũng là chuyện thường. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Người có vị trí cao thì sở hữu nhiều thứ hơn. Sai, sai hoàn toàn. Những chúa tể toàn là bá chủ một phương, không rảnh tập trung chuyện tình yêu nam nữ. Tu luyện và tranh giành thế lực mới là chiến trường của bọn họ. Chỉ có vài nữ nhân thật sự ở trong lòng bọn họ. Mười mấy, mấy vạn, mấy chục vạn nữ nhân đa số còn cứ a thấy mặt, không biết tên các nàng. Nhưng tại sao bọn họ tồn tại? Phong Phi Vân rốt đặc cán mai hỏi. Tại sao? Tây Môn Suy Tiêu cười nói. Mặt ngoài các nàng là nữ nhân của chúa tể, nhưng thật ra toàn là tiện tỳ chúa tể giao cho các sủng phi dẫm đạp. Những nữ nhân địa vị cao sẽ sinh ra cảm giác ưu việt cao cao tại thượng, không đến làm phiền ngươi. Phong Phi Vân nheo mắt nói. Ta hiểu rồi, nếu tháp chỉ có 3 tầng thì đếm từ trên xuống dưới đến tầng thứ 3 là thấp nhất. Nếu có 10 tầng tháp, thế thì người đứng ở tầng thứ 3 cũng cao cao tại thượng. Tây Môn Suy Tiêu nâng chén cụng ly với Phong Phi Vân. Thông minh. Phong Phi Vân sờ cằm. Nhưng nếu ta cưới mấy ngàn giai lệ chẳng phải là hại nhiều nữ nhân vô tội. Tây Môn Suy Tiêu nói. Sao Phong Huynh biết là mình hại bọn họ? Miễn Phong Huynh đủ mạnh thì bọn họ sẽ tự bám dính vào Phong Huynh, nương nhờ lực lượng và uy thế của Phong Huynh để lớn mạnh tông môn, gia tộc sau lưng mình. Phong Huynh lợi dụng bọn họ không phải chân tình. Bọn họ lợi dụng Phong Huynh cũng không phải chân tình, nói gì đến vô tội hay có tội. Phong Phi Vân không đồng ý lời Tây Môn Suy Tiêu nói, hắn có nguyên tắc của mình. Phong Phi Vân cười nói. Không nói nữa, sớm muộn gì ta sẽ khiến các nàng tâm phục khẩu phục, ngoan ngoãn nhận vị trí ta sắp xếp cho. Đây là thế giới của nam nhân, sao cho phép các nàng lật trời đổ nước. Phong Phi Vân đầy hào khí, hắn không muốn buồn phiền vì chuyện này thêm. Phong Phi Vân mở miệng nói. Ta có một chuyện muốn thỉnh giáo Tây Môn Huynh, trong nhân tộc có mấy chỗ di tích của Hoa Hậu Đại Thánh. Tây Môn Suy Tiêu là vạn sự thông, thậm chí biết một ít bí ẩn đỉnh cao nhất. Từ lúc cùng nhau sát cánh chiến đấu trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, Phong Phi Vân thay đổi ấn tượng về Tây Môn Suy Tiêu. Tuy Tây Môn Suy Tiêu rất bí ẩn nhưng không có ý xấu với nhân tộc,
gã tuyệt đối không phải diệt thế giả vực ngoại. Tây Môn Suy Tiêu hơi đổi sắc mặt. Đây cũng là vấn đề ta muốn hỏi Phong Huynh, sao Phong Huynh biết ba đại thánh thái cổ ra từ nhân tộc? Trong lúc Phong Phi Vân, Nam Cung Hồng Nhan nói chuyện thì gần đó vang tiếng ồn ào. Một luồng kiếm quang chói mắt xẹt qua, dưới đất thêm một vệt máu nhuộm đỏ bình phong. Xảy ra chuyện lớn, thiên hồ quân tử của hồ tộc bị phế bỏ tu vi. Hồ tộc chính là thái cổ thánh yêu tộc, thiên hồ quân tử là hoàng tử của hồ tộc. Rắc rối to rồi. Cổ kiếm chui vào vỏ trên lưng Hiên Viên Nhất Nhất, nàng cùng Lưu Tô Tử ngồi sau tấm bình phong, bình tĩnh uống trà. Đám anh kiệt yêu tộc sợ đứng tim. Tu vi của nữ nhân tộc này quá cao. Phong Phi Vân sớm chú ý đến tình huống bên Hiên Viên Nhất Nhất. Hai nàng vừa đến không lâu thì mấy anh kiệt yêu tộc mò qua, xứng đáng bọn họ xui xẻo. Hiện nay Thủy Nguyệt Thiên Cảnh rất nổi tiếng, anh kiệt yêu tộc còn dám xúc phạm Thủy Nguyệt Thánh Nữ, không tự tìm chết thì là gì? Lưu Tô Tử phẩy quạt, ngồi thẳng sống lưng, toát ra anh khí. Lưu Tô Tử lạnh lùng cười. Thiên hồ quân tử bình thường mà dám buông lời ngông cuồng đòi thu chúng ta làm nữ hầu. Không nhìn xem người ngồi đối diện hắn là ai, có thể trêu vào Thủy Nguyệt Thiên Cảnh sao? Tu sĩ trong Tiên Cung Trà Phường giật mình, mấy tu sĩ yêu tộc lộ vẻ kiêng dè. Mới lúc trước Thủy Nguyệt Thánh Thần chém Thánh Đồ Long, suýt giết luôn Vu Ô Thánh Tổ. Uy thế làm vạn tộc kinh hoàng, những tu sĩ yêu tộc nghe tên Thủy Nguyệt Thiên Cảnh là sợ vỡ mật. Tu sĩ Thái Cổ Thánh yêu tộc rụt vòi về. Thiên Hồ Quân Tử bị Hiên Viên Nhất Nhất một kiếm phế tu vi, mặt trắng bệch, người run run. Thiên Hồ Quân Tử độc ác chừng Hiên Viên Nhất Nhất, hăm dọa. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh chẳng qua nổi tiếng một thoáng, cho rằng Thái Cổ Thánh yêu tộc chúng ta thua nhân tộc các ngươi sao? Lưu Tô Tử đáp trả. Cứ đến đây đi, bao nhiêu cường giả đến chúng ta cũng đón. Các thiên kiêu nhân tộc la hét ủng hộ. Hai nữ nhân còn mạnh mẽ như thế, bọn họ là nam nhân sao rụt cổ được. Một nam nhân đẹp trai đến từ thế gia viễn cổ nói. Nhân tộc chúng ta vào thời kỳ Thái Cổ từng đứng đầu vạn vật, Thái Cổ Thánh yêu tộc các ngươi có tư cách gì diễu võ dương oai trong địa bàn nhân tộc. Nam nhân mặc áo đạo nói. Ba đại thánh Thái Cổ là tổ tiên nhân tộc, huyết mạch nhân tộc chúng ta ưu tú hơn bất cứ chủng tộc nào. Thái Cổ Thánh yêu tộc gì đó tự cho mình cao hơn người một bậc. Nếu còn ở thời kỳ Thái Cổ thì không xứng xưng thần dưới chân nhân tộc. Giờ nhân tộc có hai thánh linh xuất thế, đang lúc phồn vinh hưng thịnh. Ta nghĩ sau hội luận đạo vạn tộc nhân tộc sẽ xếp vào hàng Thái Cổ Thánh yêu tộc. Các tu sĩ nhân loại đập bàn đứng dậy, chiến ý hừng hực. Dù đối diện Thái Cổ Thánh yêu tộc thì bọn họ cũng không sợ. Mọi chuyện chỉ vì Phong Phi Vân nói câu, trước Thái Cổ nhân tộc đứng đầu vạn vật, ảnh hưởng bọn họ. Cộng thêm uy thế Thủy Nguyệt Thánh Thần giết Thánh Đồ Long, một ngày đánh bại ba thánh. Thiên kiêu nhân tộc vốn tự ti thoáng chốc cứng cổ hơn, tìm về tự tin và hùng dũng. Đổi lại trước kia nghe nói đối phương là Thái Cổ Thánh yêu tộc thì đa số tu sĩ sẽ sợ đứng tim, ai dám khiêu chiến với Thái Cổ Thánh yêu tộc. Thấy tình huống này Phong Phi Vân và Tây Môn Suy Tiêu nhìn nhau, vẻ mặt vui mừng. Đây là hiện tượng tốt. Bên ngoài Tiên Cung Trà Phường truyền vào tiếng hừ lạnh. Hừ. Một tiếng hừ như sấm vang bên tai mọi người, chấn màng tia các thiên kiêu nhân tộc đau rát, choáng váng. Vài người nhũn chân té xuống đất. Mọi người kinh hoàng. Bại Nguyệt Hoàng tử mặc áo gấm đỏ rực khí vũ hiên ngang, gò má bên phải có 7 miếng vảy rồng, đẹp trai yêu dị. Bốn nữ phó xinh đẹp theo sau Bại Nguyệt Hoàng tử. Bại Nguyệt Hoàng tử từng bước lên lầu, yêu khí cường đại đẩy lùi một số thiên kiêu vũ hóa cảnh. Một lão nhân lớn tuổi giật mình kêu lên. Trời, là vương giả thế hệ trẻ của Thắng Ngư yêu tộc. Lão nhân vội chạy ra Tiên Cung Trà Phường, nơi đây là đất thị phi, lão không dám ở lại lâu. Bại Nguyệt Hoàng tử là tu sĩ yêu tộc thế hệ trẻ nhưng tu vi thì khiến bá chủ thế hệ trước tu luyện hơn vạn năm phải kiêng dè. Thiên hồ quân tử bình thường không sánh bằng Bại Nguyệt Hoàng tử được. Bại Nguyệt Hoàng tử đến trước mặt Hiên Viên Nhất Nhất, mỉm cười ưu nhã, chắp tay cúi đầu nói. Nghe tiếng Thánh Nữ Điện Hạ đã lâu, trong nhân tộc chỉ có Thánh Nữ Điện Hạ là xứng làm vương giả thế hệ trẻ. Không biết Bại Nguyệt có thể mời Thánh Nữ Điện Hạ cùng uống một ly trà xanh không? Bại Nguyệt Hoàng tử đến khiến không khí trong Tiên Cung Trà Phường nồng nặc mùi thuốc súng. Mặt ngoài Bại Nguyệt Hoàng tử trưng cầu ý kiến Hiên Viên Nhất Nhất nhưng gã đã rót linh trà vào ly của nàng. Không thấy Bại Nguyệt Hoàng tử sử dụng yêu khí gì, ly thanh đồng đổi màu đỏ rực như khối sắt nung nóng,
từng lũ khí kình lửa vòng quanh cái ly bay hướng hiên viên nhất nhất. Ly thanh đồng biến thành mặt trời nhỏ nóng cháy, nhiệt độ trong tiên cung trà phường tăng cao một mảng lớn. Các tu sĩ thấy rõ ràng ly bay trong không khí nhưng bàn ngọc bên dưới bị hòa tan thành những giọt nước màu trắng ngà. Hiên viên nhất nhất đeo khăn che mặt màu xanh, bị sóng khí nóng cháy trùng kích. Khăn tốc lên lộ ra khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, chỉ một nửa khuôn mặt đã làm mọi người nhìn say mê. Bại Nguyệt hoàng tử đứng đối diện mắt sáng rỡ, thầm cảm thán rằng. Nữ nhân này chỉ trên trời mới có, tiên rơi vào hồng trần. Bốn nữ phó sau lưng Bại Nguyệt hoàng tử cũng là mỹ nhân hạng nhất, nhưng không bằng một ngón tay của hiên viên nhất nhất. Bại Nguyệt hoàng tử là một nam nhân có phong độ, lúc trước lời Lưu Tô Tử nói chọc giận gã, cảm thấy nhân tộc càng lúc càng huênh hoang, dám khiêu chiến uy nghiêm của thái cổ thánh yêu tộc. Giờ thấy khuôn mặt xinh đẹp của hiên viên nhất nhất, thế là Bại Nguyệt hoàng tử nổi lên lòng thương hương tiếc ngọc. Bùm! Mắt Bại Nguyệt hoàng tử bắn ra hai tai thần quang, chén trà đỏ rực tự động hòa tan trong không trung chỉ còn một làn khói, không để lại gì khác. Chỉ một ánh sáng đã hòa tan tất cả sát thế. Vừa rồi Bại Nguyệt lỗ mãng, đã kính trà tất nhiên phải hai tay dâng lên trước mặt thánh nữ điện hạ. Bại Nguyệt hoàng tử rót ly linh trà khác, nho nhã lễ độ đưa tới trước mặt hiên viên nhất nhất, khuôn mặt điển trai luôn treo nụ cười thân thiện. Những anh kiệt yêu tộc hiểu biết Bại Nguyệt hoàng tử nhận được một tín hiệu, gã nhìn chúng thánh nữ Thủy Nguyệt thiên cảnh, sau này phải khách sáo với Thủy Nguyệt thánh nữ. Lưu Tô Tử cười khẩy nói. Mấy hôm trước nghe nói Bại Nguyệt hoàng tử thua vào tay một vương giả thế hệ trẻ nhân tộc, quả nhiên bị đánh rất nhiều nhuệ khí. Vẻ mặt Bại Nguyệt hoàng tử khó xem. Từ nhỏ đến lớn gã chưa từng thua, đó là lần thua đầu tiên. Bại Nguyệt hoàng tử không ngờ một nữ nhân tộc bình thường dám vạch vết sẹo của gã ra. Ánh mắt Bại Nguyệt hoàng tử độc ác, ra tay nhanh như chớp. Móng vuốt đầy vảy cá tung ra, vuốt sắc bén như lưỡi câu chộp cổ Lưu Tô Tử. Vù 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 vù. Cổ kiếm sau lưng hiên viên nhất nhất bay khỏi vỏ, kiếm khí kéo hình trăng khuyết chém nát không gian, đẩy lùi móng vuốt, lực lượng ngang ngửa với Bại Nguyệt hoàng tử. Bại Nguyệt hoàng tử rụt tay về giấu dưới tay áo, lạnh lùng chừng hiên viên nhất nhất, nói. Nể mặt mà không biết điều, tưởng Thủy Nguyệt thiên cảnh ghê gớm lắm sao, trước thái cổ thánh yêu tộc chúng ta thì muốn diệt nguyên nhân tộc liền diệt. Bản hoàng tử kính ngươi một ly trà là CSO48 ơ mặt mũi. Nếu đêm nay ngươi hầu hạ bản hoàng tử một đêm liền bỏ qua chuyện này. Nếu không, ta bảo đảm kết cuộc của ngươi sẽ rất thảm. Bại Nguyệt hoàng tử kiêu căng. Nhiều yêu vương thái cổ thánh yêu tộc không lọt vào mắt gã nổi. Với Bại Nguyệt hoàng tử thì thánh nữ nhân tộc chỉ là món đồ chơi. Bại Nguyệt hoàng tử muốn theo đuổi hiên viên nhất nhất nhưng chẳng lẽ sẽ cưới nàng làm hoàng tử phi sao? Chuyện đó tuyệt đối không thể, vì hoàng tộc thái cổ thánh yêu tộc tuyệt đối không cho phép bán yêu xuất hiện. Đáp lại Bại Nguyệt hoàng tử là thanh cổ kiếm, kiếm khí càng thêm sắc như sao băng rạch phá không gian xẹt qua cổ Bại Nguyệt hoàng tử. Một lũ tóc rơi xuống đất biến thành dâu cá hình dạng như bướu thịt. Thành chủ thứ 6 hỗn độn thiên thành tự mình chạy tới ngăn cản hai vương giả thế hệ trẻ chiến đấu sinh tử. Khuôn mặt điển trai vặn vẹo, trước khi đi ánh mắt Bại Nguyệt hoàng tử độc ác nhìn hiên viên nhất nhất từ trên xuống dưới. Bại Nguyệt hoàng tử lạnh lùng cười. Hẹn gặp lại trên hội luận đạo vạn tộc, ta chờ xem ai cứu được ngươi. Bại Nguyệt hoàng tử lại chỉ vào Lưu Tô Tử. Còn ngươi nữa, chúng ta đi. Thành chủ thứ 6 ghét bộ dáng kiêu căng của thái cổ thánh yêu tộc, nhưng không thể đứng nhìn hai vương giả thế hệ trẻ tranh chấp. Thành chủ thứ 6 vẻ mặt bất đắc dĩ điều đình. Phong Phi Vân nhìn bóng lưng Bại Nguyệt hoàng tử rời đi, nhíu mày nói. Bại Nguyệt hoàng tử không giống loại người ngu xuẩn, biết rõ bây giờ Thủy Nguyệt thiên cảnh như mặt trời ban chưa còn chạy đến khiêu khích hiên viên nhất nhất. Đây chẳng phải nói cho mọi người rằng thắng người yêu tộc muốn khai chiến với Thủy Nguyệt thiên cảnh sao? Không phải khai chiến với Thủy Nguyệt thiên cảnh mà là toàn nhân tộc. Tây Môn Suy Tiêu cười nói. Qua nhiều năm ôn dưỡng, thế lực nhân tộc khuếch trương cực nhanh. Mỗi năm trên chiến trường vạn tộc nhân tộc mở mang bờ cõi, thực lực và nội tình đã không yếu hơn thái cổ thánh yêu tộc nào. Cao tầng nhân tộc định nhờ vào hội luận đạo vạn tộc một hơi xông lên hàng thái cổ thánh yêu tộc. Đoạn thời gian trước Thủy Nguyệt thánh thần chém thánh đồ long cũng là vì tạo thế cho nhân tộc. Phong Phi Vân hỏi. Chuyện này liên quan gì đến Bại Nguyệt hoàng tử khiêu khích Thủy Nguyệt thánh nữ? Phong Phi Vân càng tò mò về thân phận của Tây Môn Suy Tiêu hơn, gã biết hết tin tức bí mật của nhân tộc. Không đơn giản chút nào.
Tây Môn Suy Tiêu nhìn thấu suy nghĩ của Phong Phi Vân, cười nói. Cái này không xem như tin mật, mấy tin tức này không gạt được Thái Cổ Thánh Yêu Tộc. Cao tầng nhân tộc không định che giấu, nếu muốn xông vào hàng Thái Cổ Thánh Yêu Tộc đương nhiên phải mạnh mẽ lên, càng cứng rắn càng tốt. Phong Phi Vân nói. Ta hiểu rồi, 36 Thái Cổ Thánh Yêu Tộc địa vị cao cả, là trọng tài toàn thế giới. Nhân tộc muốn mạnh mẽ vùng lên sẽ bị bọn họ chèn ép. Nhưng dựa vào một Thái Cổ Thánh Yêu Tộc đối phó nhân tộc trước không nói có thể ức chế nhân tộc được không, dù thành công thì cũng là lưỡng bại câu thương. Hiện tại danh vọng của Thủy Nguyệt Thánh Thần như mặt trời ban trưa, là lãnh tụ tinh thần cho nhân tộc. Bại Nguyệt Hoàng tử đến khiêu khích Thủy Nguyệt Thánh Nữ, chính thức chu ẩn chiến với Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Bại Nguyệt Hoàng tử làm người dẫn đầu khiêu khích, Bại Nguyệt Hoàng tử đại biểu thắng người yêu tộc tỏ thái độ. Có thể tưởng tượng tiếp theo sẽ lục tục có người ra chiến thư. Tây Môn Suy Tiêu cười nói. Bại Nguyệt Hoàng tử ra chiến thư rất xảo diệu. Mặt ngoài Bại Nguyệt Hoàng tử muốn theo đuổi Thủy Nguyệt Thánh Nữ nhưng bị từ chối, hai người xích mích. Nhưng sự thật thì Bại Nguyệt Hoàng tử muốn tìm một lý do thích hợp quang minh chính đại tấn công Thủy Nguyệt Thánh Nữ trong hội luận đạo vạn tộc. Nếu Bại Nguyệt Hoàng tử bắt được Thủy Nguyệt Thánh Nữ trong hội luận đạo vạn tộc, khiến Thủy Nguyệt Thánh Nữ thành âm đỉnh lô của Bại Nguyệt Hoàng tử thì địa vị lãnh tụ tinh thần của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh sẽ rớt xuống dưới đáy. Toàn nhân tộc không còn mặt mũi gì. Ngón tay Phong Phi Vân loay hoay ly trà, cười nói. Bại Nguyệt Hoàng tử tìm điểm xuống tay rất xảo diệu, nếu hắn thành công, nhân tộc muốn tỏa sáng trong hội luận đạo vạn tộc rồi nương uy thế trùng kích Thái Cổ Thánh Yêu Tộc e rằng tan nát. Khó khăn lắm mới dâng lên khí thế không chừng lại bị đè xuống, đây mới là điều làm người ta lo lắng nhất. Tây Môn Suy Tiêu không lo chút nào, gã cười nói. Ta rất muốn xem Thái Cổ Thánh Yêu Tộc sẽ hạ chiến thư như thế nào. Phong Phi Vân cười nói. Muốn biết bọn họ hạ chiến thư ra sao thì chúng ta đi theo Thủy Nguyệt Thánh Nữ là được. Phong Phi Vân hy vọng nhân tộc sẽ lên làm Thái Cổ Thánh Tổ. Nhân tộc ôn dưỡng nhiều năm, giờ là lúc phát huy sức mạnh. Câu nói, trước Thái Cổ nhân tộc đứng đầu vạn vật, vô tình giấy lên gió đông cho nhân tộc trùng kích Thái Cổ Thánh Tộc. Những cao tầng nhân tộc không thiếu người thông minh, có cơ hội nào thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng không biết thế lực nhân tộc mạnh cỡ nào. Phong Phi Vân biết trong nhân tộc còn tồn tại một vị thánh linh, là người dùng thiên tôn vô lượng tháp giết Tiêu Nặc Lan, cái này xem như thuộc hàng thực lực che giấu của nhân tộc. Hiện nay Thủy Nguyệt Thiên Cảnh là lãnh tụ tinh thần của nhân tộc. Vậy Thái Cổ Thánh Yêu Tộc muốn khai chiến với nhân tộc sẽ nhằm vào thánh nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Đi theo Hiên Viên Nhất Nhất là lựa chọn đúng đắn. Phong Phi Vân, Tây Môn Suy Tiêu theo đuôi Hiên Viên Nhất Nhất đến một tòa tử tinh thần cung huy hoàng, xa hoa lộng lẫy hơn hỏng cung gấp mấy chục lần. Trên tấm biển to viết hai chữ Tiên Hư, nét bút cứng chắc rộng rãi. Trước cửa Tiên Hư cung có hai lão nhân trông chừng, mắt sáng ngời, tinh thần phấn chấn, là cường giả thế hệ trước. Hiên Viên Nhất Nhất, Lưu Tô Tử đưa thiệp mời, đi vào trong. Tây Môn Suy Tiêu cười gian. Đêm nay bốn tiên nữ nhân tộc mở tiệc mời nhân kiệt đỉnh cao nhất trong thế hệ trẻ nhân tộc. Người nào được mời đều là thiên chi kiêu nữ kinh thiên vĩ địa, thế tử tước phủ trung ương vương triều chưa chắc có tư cách đi vào. Sự kiện quan trọng này mấy vạn năm chưa chắc gặp một lần, nay chúng ta đụng chúng, quá may mắn. Phong Phi Vân nhướng mày nói. Tây Môn Huynh có thiệp mời không? Tây Môn Suy Tiêu xoa hai tay, thật sự hiện ra hai tấm thiệp. Lỡ tóm được hai tấm. Tây Môn Suy Tiêu đưa một tấm thiệp mời cho Phong Phi Vân, nghênh ngang đi vào Tiên Hư. Phong Phi Vân có nghe tiếng Tiên Hư, là một hoa gian động thiên truyền thừa cổ xưa, rất nổi tiếng. Không chỉ vì thực lực hoa gian động thiên mạnh mẽ, còn vì nữ nhân đẹp nhất mỗi thời đại nhân tộc đều sinh ra từ Tiên Hư. Nếu nói có 10 nữ nhân đẹp nhất một thời đại thì có 3 người rưỡi đến từ Tiên Hư. Cảnh tượng nhìn thấy bên ngoài chỉ là một góc nhỏ, đi vào Tiên Hư rồi ngươi mới biết cái gì là thiên cung tiên cảnh. Nơi này được xưng là tiểu tiên giới cũng không quá đáng. Các đảo tiên lơ lửng xuyên qua xương tiên, các con dao long trắng xẹt qua không trung, mặt sau kéo một chiếc xe xa hoa màu trắng. Có nữ nhân xinh đẹp khuynh thành ngồi trong xe, làm người nhìn một lần khó quên. Tay Tây Môn Suy Tiêu cầm ngọc tiêu, anh tư tiêu sái đi đằng trước, dõng dạc giải thích. Con người sống trên đời nửa đoạn đầu là rượu gái tiền tài khí thế, nửa đời sau là thê thiếp nhi nữ, cái gì là cuộc đời thành công? Chính là đây, đối với tu tiên giả thì nên là say nằm gối mỹ nhân, tỉnh nắm kiếm giết người. Còn về truy cầu tiên đạo,
Ha ha ha, ta muốn hỏi một câu, nếu không cảm nhận được nhân đạo thì sao biết cái gì là tiên đạo? Vạt áo Phong Phi Vân bay bay, cười nói. Nếu không trải qua thất tình lục dục thì làm sao có thể tứ đại giai không? Tây Môn Suy Tiêu vỗ tay reo lên. Phong huynh đúng là tri kỷ của chúng ta. Đêm nay huynh đệ chúng ta hãy thể hiện hết mình, phải ôm một tiên nữ về mới được. Ha 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 ha. Phong Phi Vân, Tây Môn Suy Tiêu nói cười leo lên một hòn đảo tiên nổi đi vào tiên cung lưu ly. Có mười mấy thiếu nữ xinh đẹp đến hầu hạ. Các thiếu nữ mặc cung trang thải y, môi hồng răng trắng, cơ thể mềm mại, linh khí động lòng người, toàn là nữ đệ tử thiên mệnh cảnh. Tây Môn Suy Tiêu quen tay làng chơi, chọn đại hai thiếu nữ khoảng 16, 7 tuổi ôm vào lòng. Bàn tay xấu xa luồn vào vạt áo hai thiếu nữ xinh đẹp, bóp thỏ trắng mềm mại. Hai thiếu nữ không hề thấy ngại ngùng, ngược lại mừng rỡ. Vì tu sĩ tham gia bữa tiệc tối nay toàn là anh tài đỉnh cao của nhân tộc. Nếu các nàng lọt vào mắt Tây Môn Suy Tiêu, dù chỉ được thu làm nữ phó thì tương lai sẽ rất sáng lạn. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Không ngờ vừa đến tiên hư đã gặp hai người quen, thật tình cờ. Một luồng sáng trắng xẹt qua không trung đáp xuống đảo tiên nổi, một thiếu niên công tử mặc áo nho màu trắng, nho nhã lịch thiệp, mặt trắng không râu, đầu bới kiểu tóc công tử, hai sợi dây cột tóc màu trắng cột lại, mấy cây bút thanh đồng cắm vào búi tóc. Là Thiên Toán Thư Sinh. Thiên Toán Thư Sinh giỏi lễ nghi đạo đức, bước chân nhẹ nhàng, tay cầm ống tay áo dài, cười tủm tỉm đi vào tiên cung lưu ly. Thiên Toán Thư Sinh chắp tay vái hai người. Phong huynh, Tây Môn huynh, đã lâu không gặp. Tây Môn Suy Tiêu thầm nghĩ. Rõ ràng suy tính ra chúng ta ở đây, cố ý chạy đến quấy rầy lão tử tán gái còn nói như thể rất có duyên phận. Tây Môn Suy Tiêu không thích Thiên Toán Thư Sinh, có thư sinh miệng đầy nho ra đạo đức thì muốn làm chuyện bậy bạ cũng khó. Tây Môn Suy Tiêu rút tay ra khỏi vạt áo hai thiếu nữ, nhưng vẫn để các nàng ngồi trong ngực mình. Tây Môn Suy Tiêu trái ôm phải ấp hai thiếu nữ, hưởng thụ mông mềm ma sát đùi mình, uống rượu truyền từ làn môi thơm, bộ dáng rất là hưởng thụ. Thiên Toán Thư Sinh nho nhã lễ độ nhẹ nâng nho màu trắng chỉ vào vị trí giữa Phong Phi Vân và Tây Môn Suy Tiêu. Thiên Toán Thư Sinh mỉm cười nói. Vừa lúc có ghế trống, ta xin ngồi xuống. Vẻ mặt Tây Môn Suy Tiêu khó chịu nói. Tiên hư lớn như vậy cố tình chạy đến chỗ huynh đệ chúng ta chen chân. Con người của ngươi không biết khách sáo là gì. Phong Phi Vân không ngờ Tây Môn Suy Tiêu và Thiên Toán Thư Sinh quen nhau, nằm ngoài dự đoán. Phong Phi Vân mặc kệ hai người cãi cọ, hắn tự uống rượu của mình. Thiên Toán Thư Sinh xua tay nói. Không phải, yến tiệc đêm nay mời tất cả nhân kiệt đỉnh cao nhất nhân tộc, mỗi đảo tiên nổi đều sắp xếp số người. 8 người một đảo, 100 người một núi. Ta thấy đảo tiên này có 6 chỗ trống nên đến chen ghế. Ai ngờ gặp Phong huynh và Tây Môn huynh, thế này chẳng phải là duyên phận sao? Phong Phi Vân lòng máy động lên tiếng. Có vẻ đêm nay mời nhiều nhân kiệt đến. Thiên Toán Thư Sinh giơ ba ngón tay, cười nói. Phát 3.000 tấm thiệp mời, nhưng đêm nay không có nhiều người đến như thế. 3.000 tấm thiệp mời nhìn như con số khổng lồ nhưng bình quân mỗi giới nhân tộc không đủ 20 tấm. Thử nghĩ xem trong Trung ương Vương Triều thứ 6 chỉ có gần 20 người có tư cách dự tiệc, đủ thấy người được mời cao quý thế nào. Huống chi Phiêu Miểu Thần Triều chiếm hơn 80% cường giả nhân loại, nên một nửa 3.000 tâm thiệp dành riêng cho các đại thế gia, tiên tông, cổ giáo Phiêu Miểu Thần Triều. Thái cổ thánh Phật Miếu, nhân tổ động thiên cũng sẽ được danh sách đặc biệt, vậy nên số lượng thiệp mời phát đến các Trung ương Vương Triều không đến 10 tấm. Tức là sự thật thì chỉ khoảng gần 10 thiên tài tuấn kiệt Trung ương Vương Triều thứ 6 có tư cách dự tiệc. Bất cứ tài tuấn nào được mời đều cao quý không thể tả. Hèn gì các tỷ nữ tiên hư hết sức chiều chuộng Tây Môn Suy Tiêu. Đây là bá chủ đỉnh cao nhất nhân tộc trong tương lai, ôm chân được ai là các nàng siêu may mắn. Tây Môn Suy Tiêu nói. Tiên giả từ vạn cổ lưu ô nhưng thịnh cũng vì quan hệ nhâm mạch rộng lớn của bọn họ. Yến hội lần này là ván cầu để bọn họ và các đại thế lực nhân tộc liên nhân. Yến hội này đồ sộ trước giờ chưa từng có. Chờ xem đi, tối nay qua đi các mỹ nhân tiên nữ trong tiên hư sẽ xuất giá tập thể. Thiên Toán Thư Sinh cười nói. Nếu được vị tiên nữ nào để mắt cũng là rất giỏi rồi, sau này sẽ truyền ra giai thoại thần tiên quyến lữ. Tây Môn Suy Tiêu nhìn Thiên Toán Thư Sinh như ngó quái thú. Không ngờ lời này thốt ra từ miệng thư sinh đọc sách thánh hiền nhà ngươi. Thiên Toán Thư Sinh lắc đầu,
quay sang nhìn Phong Phi Vân. Ta không có phúc lớn như vậy, ngược lại Phong huynh. Hi hi. Phong Phi Vân cười nói. Ta chỉ đi cùng Tây Môn huynh đến tiêu khiển, không liên quan đến ta. Hơn nữa các tiên nữ giai nhân tiên hư toàn chọn thiếu niên chí tôn nhân tộc có bối cảnh, thế lực, tiền đồ. Kẻ đơn độc như ta e rằng không đủ tư cách lọt vào mắt phượng. Thiên toán thư sinh cười lắc đầu nói. Phong huynh còn muốn giấu sao? Đương thời ai không biết Phong huynh là vua bán yêu, một người hô ức vạn vạn người lên tiếng. Tuy lực lượng bán yêu nhỏ yếu nhưng số lượng khổng lồ, thẩm thấu vào mỗi lĩnh vực, mỗi chủng tộc. Bán yêu minh hoàn toàn xứng đáng là liên minh tu sĩ đệ nhất thiên hạ. Khi tổng hợp lại lực lượng này e rằng những nhân tổ động thiên cũng phải kiêng dè ba phần. Tây Môn Suy Tiêu rung động nói. Ta đồng ý, sau lưng Phong huynh không đơn giản là tộc quần bán yêu. Giờ bán yêu toàn thiên hạ đều nói Phong huynh bái Thánh Linh làm sư phụ, chỉ tính thân phận đệ tử của Thánh Linh đã đáng giá mấy tiên nữ tâm tư tỉ mỉ đắn đo. Phong Phi Vân và đế chủng cùng xuất hiện trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, cùng tuyên bố nhân tộc đứng đầu vạn vật. Chuyện này đồn khắp nhân tộc, những bán yêu xem đó là điều đáng giá kiêu ngạo nhất. Có một Thánh Linh chống lưng cho bán yêu, địa vị của bán yêu đương nhiên lại chướng lớn một mảng. Dù Phong Phi Vân nói ra tình huống thật sự của đế chủng thì bọn họ sẽ không tin, hơn nữa sự việc quan trọng, hắn không thể lộ ra với bất cứ ai. Phong Phi Vân chỉ cười cười. Thiên toán thư sinh nói. Đồn rằng cửu thiên tiên nữ rất yêu ái Phong huynh, nhiều lần nhắc tên Phong huynh trước mặt mọi người, khen không dứt miệng. Cửu thiên tiên nữ. Phong Phi Vân chợt nhớ lúc ở Diệp Hồng Cảnh từng gặp mặt cửu thiên tiên nữ một lần. Khi ấy nàng như thần nữ trên 9 tầng trời. Nhìn mà không với tới được. Lúc Phong Phi Vân và Cố Bát Thiếu gia tranh phong, cửu thiên tiên nữ đưa tặng một món linh khí thập phẩm khai thiên thi cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân có chút ấn tượng với cửu thiên tiên nữ cao cao tại thượng như vầng trăng sáng treo cao. Tây Môn Suy Tiêu vỗ tay cười to bảo. Phong huynh thâm tàng bất lộ, hèn gì lúc vào tiên hư thì làm bộ dáng quyết tâm như thế, ra là đã nắm chắc ôm giai nhân về. Cửu thiên tiên nữ là thiên chi kiêu nữ của cửu thiên gia tộc Họa Diệt Giới. Cửu thiên tiên nữ người đẹp hơn hoa, đẹp bằng lăng ba tiên nữ, tài tình vô song thiên hạ. Cửu thiên gia tộc là thế gia viễn cổ trong Họa Diệt Giới, nếu Phong Phi Vân và cửu thiên tiên nữ chuyển ra giai thoạn thì không đơn giản là ôm mỹ nhân về, không chừng được cửu thiên gia tộc ủng hộ, tương lai giúp ích cho Phong huynh khống chế toàn bộ bán yêu. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Thiên toán thư sinh. Tây Môn Suy Tiêu đều có thân phận bí ẩn, không đơn giản như biểu hiện mặt ngoài. Hơn nữa bọn họ mưu tính, hiểu biết tương lai nhân tộc rất sâu sắc. Giờ thiên toán thư sinh, Tây Môn Suy Tiêu cứ nhắc lại chuyện bán yêu tự lập một tộc, xem ra đã biết Thủy Nguyệt Thánh Thần kêu ta tìm cách cho bán yêu đột phá vũ hóa cảnh. Nếu ta tìm ra cách đó, danh vọng trong bán yêu sẽ tăng một mảng lớn, sắp thống lĩnh tộc quần bán yêu. Thiên toán thư sinh, Tây Môn Suy Tiêu cho rằng tộc quần bán yêu thống nhất. Ta hoàn toàn xứng đáng là vua bán yêu. Khi đó hình thành thế lực sẽ vượt qua bất cứ thế lực nhân tộc nào, nên bọn họ cố ý làm thân với ta. Phong Phi Vân nghĩ thông điểm mấu chốt, hắn không nói gì nữa. Dù là thiên toán thư sinh hay Tây Môn Suy Tiêu ít ra không phải loại người làm người ta chán ghét. Lại có một người leo lên hòn đảo nổi, đứng bên ngoài tiên cung lưu ly. Người đó cười to bảo. Ta đã thấy lạ sao linh khí hòn đảo này khiếp người như thế. Ra là mấy vị quý nhân ghế gớm ngồi trên đảo. Không biết Trung Nguyên nhất điểm qua ta đây có tư cách ngồi chung với mấy vị quý nhân không? Miệng Trung Nguyên nhất điểm qua hỏi nhưng không khách sáo chút nào, ngồi bệch xuống ghế. Trung Nguyên nhất điểm qua gật đầu cười với Phong Phi Vân, Tây Môn Suy Tiêu, thiên toán thư sinh đến trước, cười như hứng tiền từ trên trời rớt xuống. Lại một kẻ không biết khách sáo là gì. Tây Môn Suy Tiêu, thiên toán thư sinh không quen Trung Nguyên nhất điểm qua. Thiên toán thư sinh cười tủm tỉm, Tây Môn Suy Tiêu liên tục ôm hai mỹ nhân đùa giỡn. Phong Phi Vân cẩn thận đánh giá Trung Nguyên nhất điểm qua, người ham gia bữa tiệc chắc chắn không tầm thường, đáng để hắn chú trọng. Trung Nguyên nhất điểm qua giống y như cái tên, vóc dáng mập lùn y như khoai tây. Bụng Trung Nguyên nhất điểm qua to như cái lu, chân nhỏ như đôi đũa. Nếu Trung Nguyên nhất điểm qua đứng dưới đất thì khó thấy đôi chân, như thể gã chỉ có nửa người, eo gần ngay mặt đất. Bên hông Trung Nguyên nhất điểm qua cột dây lưng màu đỏ, dây dắt khảm đao dỉ xét rộng bằng một bàn tay. Nếu Trung Nguyên nhất điểm qua đứng trên đường cái trần ra nẽ bị người xem là người đốn củi mập lùn bán củi.
nếu Trung Nguyên nhất điểm qua bán bánh nướng ở đầu đường sẽ bị người tưởng là Võ Đại Lang. Trung Nguyên nhất điểm qua nhìn ba người trong tiên cung lưu ly, cuối cùng tầm mắt ngừng trên người, con mắt tì hí híp lại thành khe hở. Trung Nguyên nhất điểm qua tự giới thiệu. Tại hạ tên Trung Nguyên nhất điểm qua, đến từ Trung ương Vương Triều thứ hai, bằng hữu quen biết đều kêu ta là Qua Ca. Ta và huynh đài vừa gặp đã thấy thân, trên người không mang theo quả quý giá gì, ta có một trái đu đủ dài 19 nguyên hội, tặng huynh đệ nếm thử. Tây Môn Suy Tiêu lên tiếng. Đu đủ mà cũng mọc tận 19 nguyên hội. Tây Môn Suy Tiêu gai mắt Trung Nguyên nhất điểm qua, tuy gã cũng không thích thiên toán thư sinh nhưng ít ra bộ dáng thiên toán thư sinh ngời ngời sáng sủa. Phong Phi Vân, thiên toán thư sinh, Tây Môn Suy Tiêu đều là nam nhân tuấn tú phong độ. Trung Nguyên nhất điểm qua mạnh mẽ chen vào, kéo sụp mức độ trung bình. Nếu chút nữa tiên nữ hiến nghệ thấy củ khoai tây này không chừng sẽ sợ chạy mất dép. Tây Môn Suy Tiêu vì kế hoạch tán gái của mình, càng nhìn Trung Nguyên nhất điểm qua càng thấy ghét. Trên bàn đặt một trái đu đủ to, dài hơn một thước, màu vàng rực, lấp lánh ánh sáng. Mùi thuốc xộc vào mũi, nghe nói dài 19 nguyên hội. Một nguyên hội là 12 viên ạ 9.600 năm. Một trái đu đủ sinh trưởng tận 200 vạn năm, Tây Môn Suy Tiêu tuyệt đối không tin. Trung Nguyên nhất điểm qua mỉm cười nói. Cái này có là gì? Nhà ta còn một số trái kỳ lạ, toàn dài mấy ngàn nguyên hội. Nhưng những trái này quá cồng kềnh, không tiện mang theo. Thiên toán thư sinh nhìn Trung Nguyên nhất điểm qua một lúc, mắt lóe tia sáng trí tuệ. Thiên toán thư sinh chợt nhớ điều gì, lộ vẻ hiểu ra. Tây Môn Suy Tiêu vẫn không tin trái đu đủ dài 19 nguyên hội. Nhưng Trung Nguyên nhất điểm qua bảo trái đu đủ này không giống bình thường, khi cắt ra bên trong có 9 vòng tuổi, đếm là biết ngay nó được bao nhiêu năm. Tây Môn Suy Tiêu không tin tà, gã xẻ đu đủ từ chính giữa. Bên trong tràn ra linh khí mông lung, hương thơm xông vào mũi, dược lực đậm đặc tựu như một gốc thần dược. Chỗ cắt đu đủ rậm rạp vòng tuổi, nheo đến nỗi phải dùng thần thức điều tra. Tây Môn Suy Tiêu xem xong trợn mắt há hốc mồm, thật sự có 200 vạn vòng tuổi rậm rạp. Trung Nguyên nhất điểm qua thấy biểu tình giật mình của Tây Môn Suy Tiêu thì cười nói. Vốn định tặng đu đủ này cho mấy vị tiên nữ làm quà gặp mặt, nhưng bây giờ đã bị xẻ rồi thì chúng ta chia nhau ăn đi. Chỗ tiên nữ thì tại hạ đã có quà khác, mọi người đừng lo. Cứ ăn thoải mái, đây là hứa tốt, nữ nhân ăn thì ngực to, nam nhân ăn mạnh. Mọi người tự hiểu, nhưng ăn ít thôi, dược lực rất mạnh, nếu quá đà thì rắc rối. Hơn 10 tỷ nữ xinh đẹp trong tiên hư lộ vẻ rung động, mắt sáng lấp lánh. Tạm không nói đến đu đủ sinh trưởng 19 nguyên hội sau khi ăn vào có to ngực hay không, chỉ nói dược lực trong đu đủ không nhỏ, sánh bằng cổ dược, ăn vào sẽ được tăng tiến nhiều. Tất Ninh Soái ngửi được mùi dược từ đu đủ liền chạy ngay đến, xông vào tiên cung lưu ly, mắt sáng rỡ. Tất Ninh Soái reo lên. Trời, đây là cổ dược sinh trưởng ít nhất trên 10 nguyên hội. Ta mới trèo tường vào, bụng đói cồn cào, miệng khô lưỡi khô. Trái này có duyên với ta. Thôi thì ta xin nhận. Tất Ninh Soái nhanh tay ôm đi một nửa đu đủ trên bàn, ngồi xổm ở ngưỡng cửa tiên cung lưu ly gặm cắn. Tất Ninh Soái sợ đám người Phong Phi Vân hối hận chạy tới cướp, thế là gã nhanh miệng cắn hết bề mặt đu đủ, khắp nơi đầy dấu răng, nước cầm yếng. Tất Ninh Soái cười thầm trong bụng. Chuyến này bọn họ sẽ ngại không đòi lại cổ dược linh qua. Tất Ninh Soái gian manh ngoái đầu nhìn. Phong Phi Vân, Tây Môn Suy Tiêu, thiên toán thư sinh. Trung Nguyên nhất điểm qua, mấy tỷ nữ giật mình nhìn Tất Ninh Soái. Tất Ninh Soái cười thầm trong bụng, thầm nghĩ. Biết ngay là hành động của ta nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tốc độ sấm sét cướp đi một nửa linh qua đẳng cấp cổ dược, giờ cả đám mắt tròn mắt dẹt nhìn. Muốn đòi lại, không có cửa đâu. Tất Ninh Soái giả bộ ngây thơ nói. Phong huynh, thiên toán, có phải ta đã quá lỗ mãng? Hay ta trả lại trái cho mọi người ăn chung? Tất Ninh Soái dùng tay áo lau nước miếng và giấu răng dính trên bề mặt đu đủ, định ôm trái về đặt trên bàn. Thiên toán thư sinh cười nói. Không cần, khỏi đi. Một nửa trái là của ngươi, vẫn còn một nửa khác đủ rồi. Nụ cười trên mặt thiên toán thư sinh cứng ngắc. Tất Ninh Soái chỉ chờ nghe câu này, gã nhe hàm răng trắng cười nói. Vậy thì ngại quá. Tất Ninh Soái tiếp tục cắn, gió cuốn mây tán nhai ngồm ngoàm hết nửa trái đu đủ. Tất Ninh Soái cười tâu toét như con chồn ăn vụng gà mái nhỏ. Trung Nguyên nhất điểm qua trợn tròn mắt ti hí,
người run rẩy, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Phong Phi Vân lo lắng nhỏ giọng nói. Trung Nguyên huynh, dược lực của Đu Đủ này mạnh cỡ nào? Trung Nguyên nhất điểm qua trả lời. Một nữ tu sĩ vũ hóa cảnh nếm khối nhỏ đủ đắp nặn dáng người đến mức độ lý tưởng nhất. Nam tu sĩ vũ hóa cảnh ăn vào sẽ mạnh đến mức. Trung Nguyên nhất điểm qua tìm từ hình dung, một lúc sau nói. Treo tảng đá khoảng 100 cân cũng không xìu. Hắn ăn nửa trái, xem ra nguy rồi. Quả nhiên tình huống của Tất Ninh soái rất tệ, người nóng hừng hực, miệng phun lửa. Đúng quần dựng đứng như thép, vẫn còn đang trướng lên. Đừng nói treo tảng đá, nguyên con ô vi đè lên cũng không xẹp. Phong Phi Vân, thiên toán thư sinh biến sắc mặt. Nếu Tất Ninh soái dư thừa dương khí tự cháy thì bọn họ biết nói sao với Tả Hồng Liên đây. Thiên toán thư sinh lấy ra tiểu tháp tử tinh cao 7 tấc thu Tất Ninh soái vào trong. Phong Phi Vân bắt hai tỷ nữ ném vào tiểu tháp. Hai vị cô nương, xin nhờ các nàng, yên tâm đi, chắc chắn hắn sẽ chịu trách nhiệm với hai cô nương. Trung Nguyên nhất điểm qua nhắc nhở. Hắn ăn nhiều như vậy sợ là hai người không chịu nổi. Phong Phi Vân thảo luận với mấy tỷ nữ khác, quyết định giá hộc máu. Mỗi người được số lượng linh thạch nhiều đến mức đủ chống đỡ một cổ tộc ngàn năm, các nàng mới vui vẻ chấp nhận. Tuy bọn họ là tiên tỷ trong tiên hư nhưng địa vị không thấp, sau lưng có bối cảnh thế lực không tầm thường. Phong Phi Vân đưa ra số lượng linh thạch mau 1000 nữ nhân như bọn họ còn dư, nên các nàng không từ chối. Phong Phi Vân chửi thầm trong bụng lần này cái tên Tất Ninh soái nhặt của hời. Tây Môn Suy Tiêu nói. Phong huynh đúng là trượng nghĩa, vì bằng hữu tùy tay ném mấy núi linh thạch. Sớm biết có chuyện tốt như vậy mới rồi ta cướp ăn nửa trái Đu Đủ. Trung Nguyên nhất điểm qua nói. Trên bàn vẫn còn một nửa. Tây Môn Suy Tiêu nghe vậy nhìn chằm chằm Đu Đủ trên bàn, mắt bốc lửa. Trung Nguyên nhất điểm qua nói câu tiếp theo dập tắt lửa. Dù hắn có 10 tỷ nữ giảm dương cũng sẽ mệt nhọc nửa năm, thịnh cực thì suy là đạo lý này. Có thể phục hồi lại không thì chưa biết. Thiên toán thư sinh nhíu mày nhìn tiểu tháp 7 tấc rung bần bật trên mặt bàn. Thiên toán thư sinh nói. Điều ta lo là hắn đột nhiên có 10 lão bà như hoa như ngọc, Tà Hồng Liên sẽ đồng ý sao? Phong Phi Vân nói. Không đồng ý cũng phải chấp nhận. Ai kêu mới rồi ta đã hứa với mấy cô nương là xong việc lão tất sẽ cưới bọn họ làm thê tử. Người nghĩ ta dễ dàng đưa số linh thạch đó sao? Đây là tiền bối tặng cho bọn họ thành thân. Thiên toán thư sinh vẫn rất lo. Tà Hồng Liên hẹp hòi không chấp nhận một hạt cát, nàng mà tức giận thì sẽ rút kiếm chém người. Trong tiên cung lưu ly chống người, vốn có 12 tỷ nữ bây giờ chỉ còn lại hai người bị Tây Môn Suy Tiêu ôm vào ngực. Bàn tiệc mà không có nữ nhân hì như đồ ăn thiếu miếu, nhà thích. Vù 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 vù. Hai tia sáng một xanh một tím lướt qua không trung, đáp xuống đảo tiên nổi. Nữ nhân mặc áo xanh nhạt, khí chất như tiên, lưng cõng cổ kiếm, thướt tha thanh tú. Nữ nhân mặc áo tím nữ cải nam trang, eo nhỏ xinh, da trắng bóc, mặt mày xinh đẹp. Nữ nhân áo tím đi vào tiên cung lưu ly, ngồi xuống bên cạnh Phong Phi Vân. Phong đại bán yêu. Không biết bản quận chúa có tư cách ngồi bên cạnh ngươi không? Phong Phi Vân thấy nàng đã ngồi xuống thì không phản đối được, cười nói. Thì ra là tô tử tiểu di muội, người đời đều nói tiểu di là tình nhân kiếp trước của tỷ phu, nàng ngồi bên cạnh ta tất nhiên là được. Lưu tô tử nghe xong mắt lạnh băng, nghiến răng ken két. Hiên viên nhất nhất và lưu tô tử đến làm không khí trở nên kỳ lạ. Tây Môn Suy Tiêu nhỏ giọng nói. Lần này thì không đụng vào nữ nhân được. Tây Môn Suy Tiêu vội đẩy hai tỷ nữ trong ngực ra một bên, ngồi nghiêm chỉnh, cố gắng tỏ ra phong độ quân tử đàng hoàng. Trước mặt Thủy Nguyệt Thánh Nữ không thể mất phong độ. Thiên toán thư sinh, Trung Nguyên nhất điểm qua đứng dậy, cúi đầu hướng Hiên Viên Nhất Nhất. Hai người tỏ vẻ hơi cung kính với Hiên Viên Nhất Nhất, vì thân phận, địa vị của nàng, hay vì phong độ quý ông đều phải cúi đầu chào nàng. Phong Phi Vân. Tây Môn Suy Tiêu không bị trói buộc trong lễ nghi quy tắc, làm việc luôn tùy tính. Có lẽ đây là lý do Tây Môn Suy Tiêu vừa mắt Phong Phi Vân, gai mắt thiên toán thư sinh. Vật họp theo loài, người tụ theo đàn. Hiên Viên Nhất Nhất ngồi xuống đối diện Phong Phi Vân, nàng đeo khăn che mặt, trong bí ẩn chứa tiên khí. Ánh mắt Hiên Viên Nhất Nhất vừa giao nhau với Phong Phi Vân liền né tránh. Hiên Viên Nhất Nhất định hỏi Phong Phi Vân đi Hoa Hậu Miếu tìm số mệnh kết quả thế nào. Nhưng lời sắp đến bên môi bị nuốt ngược trở về.
Hiên Viên Nhất Nhất cứ thấy hỏi câu này không ổn, lý do tại sao thì nàng không rõ. Hiên Viên Nhất Nhất và Lưu Tô Tử đến tìm Phong Phi Vân. Lưu Tô Tử tuyên bố vương giả thế hệ trẻ nhân tộc bí ẩn đánh bại Bại Nguyệt Hoàng tử chính là Phong Phi Vân, muốn tìm cách chế hoành thái cổ thánh yêu tộc thì phải tìm hắn. Trong lòng Hiên Viên Nhất Nhất không mấy tin tưởng, nàng biết rõ Phong Phi Vân mới đột phá vũ hóa cảnh không lâu, khó thể đối kháng lại cỡ như Bại Nguyệt Hoàng tử. Nhưng Hiên Viên Nhất Nhất cũng tin Lưu Tô Tử sẽ không lừa nàng, có một thanh âm không ngừng vang lên trong lòng nàng. Hiên Viên Nhất Nhất, người đang cố ý trốn tránh hắn sao? Tâm tình Hiên Viên Nhất Nhất phức tạp, hai nàng đến đảo tiên này. Có ai biết Hiên Viên Nhất Nhất ngồi yên như nước lặng nhưng trong lòng chẳng hề bình tĩnh. Lưu Tô Tử nhìn đĩa ngọc chính giữa đài ngọc, bên trong đặt các miếng đu đủ, cắt rất mỏng. Nửa trái đu đủ cắt hơn 600 phần. Lưu Tô Tử mở miệng nói. Có dược tính rất mạnh, là cổ dược sinh trưởng mấy nguyên hội sao? Vô số linh khí bao bọc dĩa bạc, dược khí hình thành các ảo ảnh rồng rắc các đốm sao. Đôi mắt đen láy của Hiên Viên Nhất Nhất cũng nhìn đu đủ trong dĩa ngọc, nàng cảm giác rõ ràng dược tính khổng lồ phát ra từ bên trong, chỉ hít một hơi cũng cảm nhận được linh khí sôi sục trong cơ thể. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua cười nói. Nó sinh trưởng 19 nguyên hội. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua đang nói chợt ngừng bặt, như bị câm. Tây Môn Suy Tiêu ngồi bên cạnh mỉm cười nói. Không dám giấu giếm, đây là linh qua cổ dược sinh trưởng 19 nguyên hộ, Trung Nguyên huynh mang kỳ chân này từ Trung ương vương triều thứ hai đến. Mời thánh nữ điện hạ và thất quận chúa nếm thử. Biểu tình Phong Phi Vân, thiên toán thư sinh quái dị nhưng không tiện lên tiếng. Hiên Viên Nhất Nhất rất nhạy bén, nàng cảm giác không khí kỳ lạ lại thấy Phong Phi Vân nháy mắt với mình, nghĩ thầm có vấn đề. Lưu Tô Tử cũng cảm nhận không khí kỳ lạ. Nhưng nàng thi triển thần thông thiên nhãn không phát hiện linh qua cổ dược có vấn đề gì. Lưu Tô Tử không chút e dè cầm đu đủ trong dĩa ngọc. Phong Phi Vân không ngăn cản Lưu Tô Tử, dù sao ngực nàng hơi nhỏ, ăn đu đủ vào sẽ cao vút lên, tìm về tự tin nữ nhân. Sau này Lưu Tô Tử sẽ không ăn mặc kiểu nam nữa, xem như chuyện tốt. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Nếu lớn đến trình độ nhất định, sau này nàng ấy có muốn nữ cải nam trang cũng khó khăn. Phong Phi Vân cười kỳ dị. Phong Phi Vân từng thấy bộ dáng mặc đồ nữ của Lưu Tô Tử, là mỹ nhân họa thủy, nếu thêm phần nữ tính càng khiến người yêu thương. Trong lòng Lưu Tô Tử cảm thấy bất an, hết sức cẩn thận, tay vươn ra lại rụt về. Lưu Tô Tử nhìn Phong Phi Vân. Phong đại bán yêu, ngươi lấy một miếng cho ta. Rất vui cống hiến sức lực cho quận chúa. Phong Phi Vân lấy một miếng linh qua khá to đặt vào dĩa ngọc trước mặt Lưu Tô Tử. Phong Phi Vân cười nói. Ăn nhiều chút, thứ này tốt cho thân thể. Lưu Tô Tử khó hiểu nhìn Phong Phi Vân, cảm thấy cái tên này hôm nay là lạ. Không chỉ ánh mắt Phong Phi Vân kỳ lạ, mấy nam nhân khác cũng kỳ kỳ. Bọn họ thầm nghĩ. Phong huynh thật tốt với em vợ của mình. Ăn thì ăn, sợ các ngươi sao? Lưu Tô Tử từ nhỏ đến lớn đã rất kiêu ngạo, dứt khoát hơn nam nhân bình thường. Lưu Tô Tử hé môi đỏ cắn một miếng. Linh quang thơm ngọt tan trong miệng, tự động đẩy dược lực lan khắp người Lưu Tô Tử, chỗ tập trung nhất là ngực và mông. Phong Phi Vân cảm thấy đường cong dưới lớp áo càng quyến rũ hơn. Loại biến đổi này rất nhỏ với Lưu Tô Tử, nàng không cảm thấy có gì lạ, thế là ăn trọn linh qua. Lưu Tô Tử cảm thấy linh khí toàn thân cuộn trào, cơ thể như có lửa đốt cháy nhưng còn trong vòng khống chế. Nuốt cổ dược có dược lực cường đại sinh ra phản ứng dữ dội như thế là bình thường. Hai tay Lưu Tô Tử ấn đan điền, vận chuyển điều dưỡng hấp thu hết dược lực của cổ dược. Hiên Viên Nhất Nhất nhìn Lưu Tô Tử chằm chằm, thấy mặt nàng tỏa sáng, càng xinh đẹp hơn, ngoài ra không có gì khác lạ. Hiên Viên Nhất Nhất khó hiểu, hay bọn họ chỉ hù sợ nàng. Tây Môn Suy Tiêu xúi dục. Thánh nữ điện hạ có muốn nếm một khối không? Phong Phi Vân hắng giọng. Thánh nữ điện hạ tu vi cường đại, không cần ăn qua này. Phong Phi Vân nhấn mạnh hai chữ cường đại. Tây Môn Suy Tiêu kinh ngạc nói. Phong huynh biết rõ vậy sao? Hay từng đấu với thánh nữ điện hạ? Phong Phi Vân biết Tây Môn Suy Tiêu có ý xấu xa gì, cười bí hiểm nói. Tuy chưa chính thức đấu với thánh nữ điện hạ nhưng chuyện này nhìn mắt ước chừng là biết. Tây Môn Suy Tiêu liếc hướng ngực Hiên Viên Nhất Nhất, nhưng ánh mắt gã vừa liếc qua liền rút về, hậm hực cúi đầu nhìn mặt bàn. Đây là thánh nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Tây Môn Suy Tiêu không dám khinh nhờn. Mấy người không dám chơi đùa Thủy Nguyệt Thánh Nữ,
dù sao địa vị của Hiên Viên Nhất Nhất cao quý. Nếu Hiên Viên Nhất Nhất biết lý do thật sự, đám người có mặt tại đây không ai chịu nổi cơn giận của nàng. Dù tâm tính Hiên Viên Nhất Nhất cao đến mấy, khí chất trang nhã bao nhiêu cũng không thể bỏ qua kiểu giỡn này. Lưu Tô Tử thì là Phong Phi Vân đưa đu đủ cho nàng, nếu nàng biết sự thật cùng lắm tìm hắn tính sổ. Không lâu sau lại có người đến đảo Tiên Nổi. Người này trông khá trẻ, khoảng 20 tuổi, vừa ốm vừa cao, sắc mặt tái nhợt bệnh hoạn, ăn mặc đơn giản, kiệm lợi, chỉ tự giới thiệu tên rồi ngồi xuống góc, không nói câu nào nữa. Tên người đó là Lư Sơn Nhân, đến từ Trung ương Vương Triều thứ 134, thuộc về bất tử nhân tộc. Nhân tộc có 134 Trung ương Vương Triều, Lư Sơn Nhân đến từ Trung ương Vương Triều xếp chót nhất, thuộc chủng tộc yếu nhất trong trăm tộc nhân loại. Nhưng ánh mắt Thiên Toán Thư Sinh nhìn Lư Sơn Nhân rất nghiêm túc, không hề xem thường gã, ngược lại rất chú trọng. Yến hội Tiên Hư Động Thiên quy định là 8 người một đảo, 100 người một núi. Đám người Phong Phi Vân chọn đảo Tiên Nổi, vậy chỉ cần 8 người là đủ quân số. Như bàn tiệc trong yến hội, hình thành một vòng tròn. Phong Phi Vân, Tây Môn Suy Tiêu, Thiên Toán Thư Sinh, Trung Nguyên Nhất Điểm Qua, Hiên Viên Nhất Nhất, Lưu Tô Tử, Tất Ninh Soái, Lư Sơn Nhân, vừa lúc 8 người. Vị trí của Tất Ninh Soái đặt tiểu tháp nhỏ rung bần bật, những người đến sau cho rằng có kẻ cuồng tu luyện đang bế quan bên trong. Chuyện này là rất bình thường, nên không ai hỏi. 8 người đã đủ số, đảo Tiên Nổi tự động bay sâu vào Tiên Hư Động Thiên. Tiên cung lưu ly như băng tinh hòa tan, các người thần đài tử tinh ngoài trời. Thỉnh thoảng có tỷ nữ xinh đẹp đưa tặng quỳnh tương ngọc lộ, linh quả kỳ chân. Có mỹ nữ yêu tộc ăn mặc hở hang đến múa, thân hình thướt tha, ngọc thể quyến rũ. Những mỹ nữ yêu tộc bị bắt trên chiến trường vạn tộc bán vào Tiên Hư Động Thiên, bọn họ có địa vị không thấp. Chỗ khác cũng có một số đảo tiên nổi hoặc núi tiên bay qua. Thiên Toán Thư Sinh rất được yêu thích, tùy thời có người đến kính rượu. Hiên Viên Nhất Nhất thì khỏi nói, ai biết nàng ở trên linh đảo, dù là thiên kiêu nhân tổ động thiên, hoàng tử Trung ương Vương Triều sẽ đến chào hỏi. Yến hội chưa chính thức bắt đầu đã rất náo nhiệt, nhiều anh kiệt tụ tập với nhau khó tránh khỏi thảo luận đạo pháp tu luyện, so tài thần thông diệu thuật. Hay tán dóc chuyện lớn trong thiên hạ, chỉ điểm giang sơn, nói năng dõng dạc hào hùng. Bốn tiên nữ phát thiệp mời yến hội thì khá khó xử, hôm nay toàn là nhân kiệt đỉnh cao đến, khó thể làm vẹn toàn. Cửu Thiên Yên Vũ được gọi là Cửu Thiên Tiên Nữ ở Đông Hồ Điện. Nơi này tiên khí mù mịt, linh cung mái cong, có hàng ngàn tỷ nữ, váy tha thướt, tay ngọc ngực to, ai nấy là giai nhân tuyệt sắc. Những tỷ nữ này có địa vị, quyền lực khác nhau, toàn là thị nữ của tiên nữ. Được gọi là tiên nữ thì hưởng thụ đãi ngộ còn cao quý hơn cả hoàng đế, có mấy ngàn người hầu là chuyện bình thường. Người bên ngoài cho rằng Tiên Hư Động Thiên là chỗ giải trí. Những nữ nhân nơi này mặc dù địa vị cao quý nhưng so với hoàng tử Trung ương Vương Triều thì thua xa. Nhưng sự thật là bốn tiên nữ của Tiên Hư Động Thiên khuôn mặt xinh đẹp, bối cảnh lợi hại, không ai dám xem thường bọn họ. Ví dụ sau lưng Cửu Thiên Yên Vũ có thế gia viễn cổ Cửu Thiên gia tộc trấn giới trong họa diệt giới. Ba tiên nữ khác sau lưng cũng có thế lực đỉnh cao, không yếu hơn Cửu Thiên gia tộc. Thế lực như thế ai dám sỗ sàng với tiên nữ? Yến hối hôm nay là bốn người so tài, chọn một người có tiềm lực lớn nhất cho đêm đầu. Bọn họ sẽ chôn nhân quả với vị nhân kiệt đỉnh cao này, lôi kéo trợ lực lớn cho thế lực sau lưng mình. Thử nghĩ xem, nếu Cửu Thiên Yên Vũ gả cho một vị nhân kiệt, tu vi của người đó đến bán thánh cảnh, vậy tương đương Cửu Thiên gia tộc có thêm trợ lực đẳng cấp bán thánh. Tương lai ai muốn đụng vào Cửu Thiên gia tộc sẽ phải đắn đo thật kỹ. Nếu nhân kiệt kia đến cảnh giới thánh linh thì Cửu Thiên gia tộc tới thời hưng thịnh. Tuy đại kiếp nạn chưa đến nhưng vật khổng lồ như Cửu Thiên gia tộc chắc chắn đã biết được chút ít bí ẩn, bây giờ muốn hợp tác liên minh tăng mạnh thực lực, có như vậy mới tăng cơ hội sống trong đại kiếp nạn. Một thiếu nữ 16, 7 tuổi đứng trước bình phong, mặt mày thanh tú động lòng người, cúi đầu hướng bên trong. Cô nương, chúng ta đi chỗ nào hiến nghệ trước? Cửu Thiên Yên Vũ đứng bên lan can đỏ thắm. Áo xanh xòe, tay cầm bút vẽ vời trên giấy. Ánh sáng trắng bao phủ người Cửu Thiên Yên Vũ, làm người ta không thấy rõ bộ dạng của nàng. Cửu Thiên Yên Vũ nhìn chăm chú bức tranh trước mặt, vẽ từng nét bút. Cửu Thiên Yên Vũ hé môi son. Lạc Thủy Hàn, Thường Liên Y, Công Tôn Bạch chỉ chọn như thế nào? Cửu Thiên Yên Vũ, Lạc Thủy Hàn, Thường Liên Y,
Công Tôn Bạch Chỉ đều từng học nghề trong Thiên Hư Động Thiên, người bình thường khó mà thấy mặt, gia thế bối cảnh siêu phàm làm người ta chùn chân, tựa như tiên nhân chúa tể chín tầng trời. Cửu Thiên Yên Vũ, Lạc Thủy Hàn, Thường Liên Y, Công Tôn Bạch Chỉ thường đi các trung ương vương triều hiến nghệ, mỗi đến nơi nào là biển người đông đúc, danh tiếng lan xa. Bốn người không chỉ đại biểu Thiên Hư Động Thiên còn có tông môn, thế lực thế gia sau lưng mình. Mỗi tiếng nói hành động của si các nàng đều được chú ý cao độ. Bởi vì tư chất vô song, tài tình siêu quần, tu vi cao sâu, tiên hiền thế hệ trước cũng thấy mặc cảm, nên có người gọi bọn họ là bốn tiên nữ. Nếu mình chọn mỹ nhân hàng đầu nhân tộc thì còn mấy người khác xứng là tiên nữ. Như Hiên Viên Nhất Nhất, Tây Môn San Hô vân vân. Những mấy vị kỳ nữ thân phận đặc biệt, tài tình thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa chưa chắc bằng Cửu Thiên Yên Vũ, Lạc Thủy Hàn, Thường Liên Y, Công Tôn Bạch Chỉ nêu không được xếp vào hàng tiên nữ. Giọng thị nữ như chim vàng anh mỉm cười nói. Thiên tài tuấn kiệt các động thiên nhân tộc đều tụ tập ở Không Động Thiên Sơn, có hơn trăm nhân kiệt hiền tài. Trong đó có Trung Thần Tú, Cát Hôn Hiểu đều là nhân hùng nổi danh mấy trăm năm. Lạc tiên nữ tâm cao khí ngạo, Lạc Thủy Cung và Tạo Hóa Nhân Tổ Động Thiên quen thân nên Lạc tiên nữ chọn nơi đầu tiên là đi Không Động Thiên Sơn hiến nghệ. Có lẽ Lạc tiên nữ sẽ chọn một nhân duyên từ nhân tổ động thiên nào đó. Thường tiên nữ thì không có gì lạ, thường tiên nữ tin Phật tu thiền, mẫu thân vốn là người trong Phật môn. Thường tiên nữ chắc sẽ đi Phù Đồ Tiên Sơn trước, truyền nhân Phật môn các thái cổ thánh Phật miếu đều tụ tập tại đó, đây là cơ hội tốt nhất để bàn luận Phật Pháp, giao lưu tâm đắc. Bạch Chỉ tiên nữ sớm chọn mục tiêu, ha ha ha, nàng sẽ đi Thúy Huyết Tiên Sơn. Nghe nói gần đây Bạch Chỉ tiên nữ rất có hứng thú Tả Vấn Tử, từng lộ ra Tả Vấn Tử có thực lực tranh vị trí đệ nhất nhân thế hệ trẻ nhân tộc. Cửu Thiên Yên Vũ ngừng vẽ vời, nhếch môi cười nói. 8 năm trước Tả Vấn Tử từ thiên cơ vị diện phi thăng, chỉ tu luyện 60 năm đã phá vỡ hư không đến Tây Ngưu Hạ Châu. Nghe nói trong thiên cơ vị diện Tả Vấn Tử tự phong Tả Thánh, là kỳ tài hiếm gặp, dã tâm cũng không nhỏ. Ha ha ha, hèn gì Bạch Chỉ có hứng thú với hắn. Thị nữ cười nói, Tả Vấn Tử không chỉ có tư chất cao, càng cuồng vô biên. Nghe nói bình đẳng vương giới âm phủ thích tài, muốn mời Tả Vấn Tử tham gai giới âm phủ nhưng bị hắn từ chối, khiến nhiều cường giả giới âm phủ truy sát. Cửu Thiên Yên Vũ nói, đúng là cuồng thật, nhưng Tả Vấn Tử có thực lực để ngông. Bị giới âm phủ hạ địa ngục lệnh vẫn sống khỏe mạnh, loại nhân vật này miễn bất tử thì tương lai sẽ đến trình độ khiến chúa tể trung ương vương triều sợ hãi. Thị nữ hỏi, hay cô nương có hứng thú với Tả Vấn Tử, muốn đi Thúy Huyết Tiên Sơn tranh với Bạch Chỉ tiên nữ? Cửu Thiên Yên Vũ nâng bút, cười lắc đầu nói. Loại người như Tả Vấn Tử trong lòng chỉ có lực lượng, kết nhân quả với hắn thì hắn cũng không xem trọng nữ nhân. Chúng ta ở trước mặt những phàm phu tục tử có lẽ là tiên nữ thần thánh không thể xâm phạm, nhưng trong mắt nhân vật như bọn họ thì không khác gì kỹ nữ. Người ta sẽ không thật lòng xem trọng chúng ta. Thị nữ vội vàng nói, phi, trước không nói thế lực gia tộc khổng lồ sau lưng cô nương, chỉ nói tư chất, tu vi của cô nương có thua gì bọn họ. Sao có thể hạ thấp mình như vậy? Nếu cô nương muốn, nói một câu là nam nhân có quyền có thế có tài trong thiên hạ mặc cho cô nương chọn. Cửu Thiên Yên Vũ cười cười, ngón tay vuốt bút. Cửu Thiên Yên Vũ nói, tiên nữ thật sự là tự do, không trói buộc, không ăn nhân gian khói lửa. Không quan tâm tiên hư và gia tộc gì đó. Được rồi, không nói nữa. Không đi Thúy Huyết Tiên Sơn, ta không muốn tranh với Bạch Chỉ. Hội luận đạo vạn tộc sắp đến, nếu khiến nhân tộc nội bộ hỗn loạn thì không hay. Thị nữ gật đầu, nói. Thúy Huyết Tiên Sơn tụ tập toàn là thanh niên tài tuấn của các địa vị diện phi thăng lên. Tuy mỗi người là rồng phượng trong cõi người nhưng căn cơ tại Tây Ngưu Hạ Châu quá nhỏ yếu, không có cường giả chống lưng. Không đáng để cô nương và bọn họ kết giao. Thị nữ nói tiếp. Lạc tiên nữ, thường tiên nữ, bạch chỉ tiên nữ đã chọn Không Động Tiên Sơn, Phù Đồ Tiên Sơn, Thúy Huyết Tiên Sơn thì chúng ta chỉ còn lại Cửu Hoa Tiên Sơn, Mộc Nhạc Tiên Sơn, Đạo Cung Tiên Sơn. Trên Cửu Hoa Tiên Sơn tụ tập những đệ tử thế gia viễn cổ, đại giáo của Phiêu Miểu Thần Triều, thế lực sau lưng rắc rối phức tạp, sâu không lường được. Nếu có thể quen biết bọn họ sẽ giúp ích rất lớn cho Cửu Thiên gia tộc. Mộc Nhạc Tiên Sơn tụ tập nhân kiệt trở về từ chiến trường vạn tộc, ai nấy đều là nam nhi thiết huyết, vạn chiến bất tử. Thế lực yếu hơn đám người trên Cửu Hoa Tiên Sơn một chút nhưng càng dễ chiêu lãm.
Đạo cung Tiên Sơn tụ tập thiên tài tuấn kiệt từ các trung ương vương triều, ai nấy địa vị cao nhưng tính thế lực sau lưng thì yếu hơn con cái thế gia phiêu miểu thần triều. Tính tới tính lui cô nương tốt nhất nên đi Cửu Hoa Tiên Sơn. Cửu Thiên Yên Vũ lắc đầu, nói. Sáu Tiên Sơn tổng hợp thế lực mạnh nhất phải tính đến Không Động Tiên Sơn, Phù Đồ. Nhưng Lạc Thủy Hàn, Thường Liên Y đã chiếm hai Tiên Sơn này, ta lười tranh với bọn họ. Phát 3.000 tấm thiệp mời, trừ xếp 6 tòa Tiên Sơn ra còn có 300 đảo tiên. Thị nữ nói ngay. Cô nương quá dễ nói chuyện, nếu cô nương đi tranh thì sao có thể thua bọn họ. Những đảo tiên nổi tụ tập toàn là nhân vật chẳng là chi. Ít nhân mạch, thực lực thấp, bị bài trừ ở vòng ngoài. Trong lòng mọi người biết rõ nhân vật đêm nay là trên 6 Tiên Sơn. Bạch Chỉ Tiên Nữ đã tuyên bố đêm nay nàng sẽ soạn 10 cao thủ thế hệ trẻ nhân tộc, tỏ rõ muốn tạo thế giúp Tả Vấn Tử. Chờ chút nữa khó tránh khỏi đánh nhau trời long đất lở. Cô nương nếu không lựa chọn kỹ càng, chút nữa thao sẽ mất hết mặt mũi. Cửu Thiên Yên Vũ nhếch môi lộ ra nửa bên vai, cười nói. Bạch Chỉ luôn tranh cường háo thắng, vốn nằm trong dự đoán của ta. Chưa gả đi đã nghĩ cách tạo thế cho nam nhân của mình. Ai nói nàng không có tâm kế? Đây chẳng phải là tâm kế sao? Trong đầu Cửu Thiên Yên Vũ thoáng hiện một bóng người, thuận miệng hỏi. Bán yêu kia ở tòa Tiên Sơn nào? Thị nữ biết Cửu Thiên Yên Vũ đang hỏi ai? Đêm nay chỉ một bán yêu có tư cách dự tiệc, trong lòng thị nữ rất bực. Nàng cô nương Cửu Thiên Yên Vũ tự cam đọa lạc, chọn ai không tốt lại xem trọng bán yêu. Quen với bán yêu là làm thấp thân phận. Trong lòng thị nữ khó chịu nhưng vẫn cung kính nói. Bán yêu kia ở Lưu Ly Tiên Đảo, Thiên Toán Môn Chủ, Thủy Nguyệt Thánh Nữ có ở đó. Thị nữ thầm nghĩ. Cô nương không muốn đi tranh với đám Lạc Thủy Hàn, Thường Liên Y thì chắc sẽ không tranh chấp cùng kỳ nữ đệ nhất thiên hạ. Cửu Thiên Yên Vũ mỉm cười nói. Tốt, chúng ta đến Lưu Ly Tiên Đảo hiến nghệ, vừa lúc tham khảo tâm đắc tu luyện với Thủy Nguyệt Thánh Nữ. Ngón tay Cửu Thiên Yên Vũ vẽ nét bút cuối cùng, bức tranh sống động như thật hoàn thành trong tay nàng. Sáu Tiên Sơn, 300 đảo tiên. Tiên Sơn ở chính giữa, đảo tiên vây quanh thành cách cục yến hội đêm nay. Thiên Toán Môn Chủ, Thủy Nguyệt Thánh Nữ là hiền tài đỉnh cao nhất nhân tộc. Các người hoàn toàn có tư cách vào sáu Tiên Sơn, ngồi chung với những nhân kiệt địa vị cao quý. Không hiểu tại sao Thiên Toán Môn Chủ, Thủy Nguyệt Thánh Nữ hạ thấp thân phận ngồi chung với đám dân quê chúng ta. Không biết Trung Nguyên nhất điểm qua lấy đâu ra một trái khác, là linh qua sinh trưởng 37 nguyên hội, dược tính mạnh hơn nhiều cổ dược khác. Mọi người giật mình, cổ dược trên 9 nguyên hội đã rất khó tìm, nguyên động thiên thánh địa chưa có mấy gốc. Nhưng Trung Nguyên nhất điểm qua tùy tay lấy một trái ra toàn là trái cổ sinh trưởng mấy chục nguyên hội, nói gã không có lai lịch lớn mới là lạ. Thiên Toán thư sinh sớm đoán được thân phận của Trung Nguyên nhất điểm qua nên không mấy giật mình. Thiên Toán thư sinh cười nói. Nếu chúng ta đi những tiên sơn kia làm sao có cơ hội ăn trái cổ nguyên hội của Trung Nguyên huynh? Thứ này ngay cả bán thánh chưa chắc được ăn. Có thị nữ đến xẻ trái cổ sinh trưởng 37 nguyên hội ra, ánh sáng như sao bắn ra ngoài, bao phủ nguyên Lưu Ly Tiên Đảo. Những dược khí ngưng tụ thành hình rồng, sinh ra dị tượng kinh thiên động địa. Lư Sơn Nhân ngồi trong góc hơi thay đổi sắc mặt, hít thở dược khí. Phong Phi Vân rất ngạc nhiên, Trung Nguyên nhất điểm qua không đơn giản, Thủy Nguyệt Thiên Cảnh chỉ có 3 gốc cửu nguyên cổ dược, Trung Nguyên nhất điểm qua tùy tay lấy ra trái cổ hơn cửu nguyên cổ dược, bỏ vốn lớn đây. Phong Phi Vân nhìn hướng Hiên Viên Nhất Nhất, tâm tính Thủy Nguyệt Thánh Nữ cao sâu chưa lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng mắt nàng lóe tia sáng. Phong Phi Vân nhìn sang Lưu Tô Tử ngồi bên cạnh. Lưu Tô Tử với ánh mắt giết người trừng Phong Phi Vân, tử khí bao phủ quanh thân nàng, sương mù che lấp cơ thể, nàng cố ý che đi vóc dáng đẫy đà. Nếu ai thấy bộ dáng Lưu Tô Tử lúc này, thân thể đường cong nhấp nhô muốn nứt vải thì nàng sẽ xấu hổ muốn chết. Dược hiệu Đu Đủ đã phát huy, nhưng không biết Thất Quận Chúa bây giờ to đến cỡ nào. Phong Phi Vân chỉ thầm nghĩ trong lòng, hắn quay đầu đi làm bộ không thấy ánh mắt của Lưu Tô Tử. Phong Phi Vân nói. Gần đây ta xem trời đêm thấy ngôi sao trên bầu trời lấp lánh chớp tắt. Ước vạn vì sao như đang di chuyển, thiên tượng không ổn định. Không biết Thiên Toán huynh thấy sao? Chuyện này hiện đang ồn ào khắp thiên hạ, nhiều chí sư thấp thỏm lo âu. Tinh tượng thay đổi mấy trăm vạn năm mới có, nhiều nơi nổi lên lời đồn, bảo là thế giới trở nên không ổn định, sao trên tầng trời sắp rơi xuống, khi đó thiên địa vạn vật sẽ bị hủy diệt.
Lời đồn càng lúc càng quá đáng, cuối cùng nhiều người tu tiên cảm thấy đại kiếp nạn sẽ giáng xuống. Thiên toán thư sinh sớm biết việc này, nhưng có vài chuyện nói ra thì rất kinh khủng. Thiên toán thư sinh tránh nặng tìm nhẹ cười nói. Tinh tượng và thiên tượng vốn có nhiều biến số. Thiên tượng không ổn định, tinh tượng cũng sẽ không ổn định theo, đây vốn là chuyện thường, chẳng có gì lạ. Mọi người ăn trái cây đi. Trung Nguyên huynh, trái này có gì thần kỳ? Phong Phi Vân có nghiên cứu sơ về tinh tượng và thiên tượng. Tuy tinh tượng sẽ thay đổi nhưng tuyệt đối không thường xuyên như vậy, thiên toán thư sinh cũng biết điều đó. Góc tiuyenang.com cảm ơn Hoa Thiên Vân đã tài trợ chuyện Linh Chu nha. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Chắc chắn hắn đang che giấu cái gì, là lý do gì khiến thiên toán môn chủ né tránh. Phong Phi Vân ngước nhìn bầu trời. Trung Nguyên Nhất Điểm qua hưng phấn giới thiệu trái cổ của mình, tuyên bố mọi người cứ yên tâm ăn. Trung Nguyên Nhất Điểm qua nói xong lấy miếng lớn nhét vào miệng. Không xa có một đạo sĩ trẻ của Không Động Tiên Sơn bay tới, cười nói. Thánh nữ điện hạ, thiên toán huynh, những sư huynh đệ tạo hóa nhân tổ động thiên chúng ta muốn mời hai vị qua tụ hội. Bên kia rượu càng ngon, nhiều anh kiệt đều muốn thấy phong thái của hai vị. Không biết hai vị cao hiền có nể mặt một phen không? Huyền hóa sinh nhìn Hiên Viên Nhất Nhất, thiên toán thư sinh, không thèm để đám người Phong Phi Vân vào mắt. Huyền hóa sinh cho rằng Thủy Nguyệt Thánh Nữ, thiên toán môn chủ khác đẳng cấp với đám người Phong Phi Vân, chỉ có Hiên Viên Nhất Nhất, thiên toán thư sinh là đủ tư cách được gã mời. Tây Môn Suy Tiêu cười khẩy nói. Chỗ ngươi có rượu ngon nhân kiệt, nói như thể bên chúng ta trái thúi sứt sẹo. Trung Nguyên Nhất Điểm qua cười nói. Trái ngon chứ sứt sẹo gì? Vị đạo gia này muốn nếm thử không? Ta sáng nay mới hái trong ruộng, rất là tươi mới, ngon. Huyền hóa sinh không thèm nghe Trung Nguyên Nhất Điểm qua nhiệt tình mời, ánh mắt khinh thường, nhưng mặt thì treo nụ cười. Rượu đương nhiên là rượu ngon như nhau, nhưng Lạc Tiên Nữ, một trong bốn tiên nữ ở bên chúng ta, nếu có tiên nữ kính rượu thì chẳng phải càng ngon hơn. Ai đều nghe ra ý Huyền hóa sinh nói là, Lạc Tiên Nữ đến chỗ chúng ta, chứng minh chúng ta hơn các ngươi một bậc. Tây Môn Suy Tiêu nhíu chặt mày, đứng lên nói. Theo như ngươi nói thì ta nên mời Lạc Tiên Nữ qua đây mới được. Huyền hóa sinh chưa kịp nói câu trong lòng. Chỉ bằng vào ngươi có thể mời Lạc Tiên Nữ rời bước sao? Huyền hóa sinh thấy phương xa có xe mây trắng bay qua, 7 con thần hạc trắng kéo xe. Thị nữ 16, 7 tuổi xinh đẹp lái xe. Rất nhanh xe mây ngừng lại bên cạnh Lưu Ly Tiên Đảo, Cửu Thiên Yên Vũ bước xuống xe. Cửu Thiên Tiên Nữ đẹp như tiên, đạt đến điểm cực hạn nữ nhân đẹp dịu dàng. Cửu Thiên Tiên Nữ bước gót sen, dáng người hoàn mỹ, da thịt trắng trẻo, mỗi động tác thể hiện mỹ cảm ưu nhã nhưng không hề làm ra vẻ. Cửu Thiên Yên Vũ mặc vân thường trắng, eo cột dây tiên. Cửu Thiên Yên Vũ mỉm cười nói. Thái tử điện hạ mời Lạc Tiên Nữ đến chẳng lẽ muốn đối đầu với nô gia sao? Tây Môn Suy Tiêu luôn rất có phong độ trước mặt nữ nhân, gã chắp tay, cúi đầu hướng Cửu Thiên Yên Vũ. Tây Môn Suy Tiêu cười nói. Nếu Cửu Thiên Tiên Nữ đã đến, tiên khí nơi này đầy đủ thì không cần mượn tiên khí nữa. Tây Môn Suy Tiêu ngồi xuống ghế. Thái tử điện hạ. Huyền hóa sinh nghe Cửu Thiên Yên Vũ xưng hô Tây Môn Suy Tiêu thì nhìn mặt gã chằm chằm, lòng thầm giật mình. Huyền hóa sinh nhớ đến một người. Huyền hóa sinh thầm nghĩ. Hay là hắn, nếu hắn ra mặt, bốn tiên nữ sẽ nể mặt, bởi vì mặt mũi của hắn rất lớn. Huyền hóa sinh xám xịt rời đi, không có vẻ gì kiêu ngạo như lúc đến. Phong Phi Vân cũng nghe thấy Cửu Thiên Yên Vũ xưng hô Tây Môn Suy Tiêu, lòng thầm suy đoán, rất nhanh có đáp án. Phong Phi Vân giật mình thầm nghĩ. Thân phận và tính cách của hắn thật là trái ngược. Cửu Thiên Yên Vũ nâng bức tranh, thanh đồng bao bọc. Cửu Thiên Yên Vũ nâng niu tranh như thứ gì rất quý trọng, thanh âm như dạ oanh hót. Trước khi đến đây Yên Vũ luôn nghĩ ên chuẩn bị quán quà gì thích hợp đây. Yên Vũ nghĩ mãi nên tới muộn, xin các vị anh kiệt đừng trách Yên Vũ thất lễ. Yên Vũ tự phạt 3 ly. Tây Môn Suy Tiêu ngồi bên cạnh Phong Phi Vân, khuỷu tay đụng hắn, ho khan. Thấy Phong Phi Vân không có phản ứng, Tây Môn Suy Tiêu thò tay ấn lưng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân bị người đột nhiên, sàm sỡ, thì đứng bật dậy, hung tợn chừng Tây Môn Suy Tiêu. Muốn làm gì? Phong Phi Vân lớn thế này chưa từng bị nam nhân, sàm sờ. Mọi người chú ý thấy Phong Phi Vân hành động khác lạ, cùng nhìn qua.
Cửu Thiên Yên Vũ đang nâng chén ngọc, môi chạm vào miệng chén. Thấy Phong Phi Vân đột nhiên đứng dậy, Cửu Thiên Yên Vũ khó hiểu nhìn hắn. Tây Môn Suy Tia áp hớt lở ánh mắt Phong Phi Vân chất vấn, vỗ tay khen. Phong huynh thật là thương hương tiếc ngọc, chúng ta thua xa. Mọi người lộ vẻ hiểu ra. Phong Phi Vân hít sâu, đã đứng lên rồi hắn không thể nói cho mọi người mới rồi bị Tây Môn Suy Tiêu, sảm sỡ. Phong Phi Vân cứng rắn đến trước mặt Cửu Thiên Yên Vũ, mỉm cười nói. Ngày xưa khi Phong ta rơi vào hiểm cảnh, nhờ ơn tiên nữ đưa tặng linh khí. Hôm nay Phong ta uống 3 ly rượu phạt thay tiên nữ để trả ân tình ngày xưa. Phong Phi Vân nói xong uống 3 ly rượu, ngồi xuống. Tây Môn Suy Tiêu hắng giọng. Uống có 3 ly rượu đã xem như báo ơn. Dù Cửu Thiên tiên nữ đồng ý thì chúng ta cũng không chịu. Trung Nguyên nhất điểm qua chen vào. Đời làm gì tốt như vậy? Phong huynh làm vậy là không đủ nam nhân, ít ra phải tặng lại tiên nữ một trái cây mới được. Trung Nguyên nhất điểm qua nói xong lấy đâu ra một trái cây màu xanh như phỉ thúy đưa cho Phong Phi Vân. Trung Nguyên nhất điểm qua cười tủm tỉm. Phong huynh, trái này tên là Thanh Hồ Băng Tâm Qua, đã sinh trưởng 108 nguyên hội, tình cờ phù hợp con số thiên cương địa sát. Ta vốn định tặng trái này cho tiên nữ làm quà gặp mặt, nhưng ta và Phong huynh gặp nhau đã thân, thôi tặng lại cho Phong huynh. Mặt Trung Nguyên nhất điểm qua vốn đã to, mắt tì hí. Nhưng giờ con mắt nhỏ như hột đậu đang nháy mắt với Phong Phi Vân. Phong Phi Vân quá hiểu suy nghĩ của Tây Môn Suy Tiêu, Trung Nguyên nhất điểm qua. Phong Phi Vân cười nói. Phong ta xin nhận ý tốt của Trung Nguyên huynh. Hôm nay ta xin mượn hoa hiến Phật, chuyển tặng linh qua cổ dược sinh trưởng 1.200 vạn năm cho tiên nữ. Xin tiên nữ nhận cho. Phong Phi Vân ôm linh qua cổ dược lóng lánh như phỉ thủy, sai người đưa tới trước mặt Cửu Thiên Yên Vũ. Cửu Thiên Yên Vũ nhận rất nhiều quà nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhận món quà lạ lùng như vậy. Tuy hơi lạ nhưng trái này quý trọng hơn xa tổng số quà cáp Cửu Thiên Yên Vũ nhận được từ trước đến nay. Cổ dược sinh trưởng 108 nguyên hội, dù là nhân tổ động thiên cũng khó kiếm được vài gốc. Cửu Thiên Yên Vũ nhận ngay, khuôn mặt xinh đẹp hiện nét ngại ngùng, nàng đưa cuộn tranh trong tay qua. Cửu Thiên Yên Vũ nói, bức tranh này đặc biệt vẽ vì Phong huynh. Phong Phi Vân ngạc nhiên thầm nghĩ. Nàng tặng tranh cho ta làm gì? Trước kia Phong Phi Vân và Cửu Thiên Yên Vũ chỉ có duyên gặp mặt một lần, không quen thân gì. Uống rượu giúp nàng, đưa tặng một trái cây chẳng có gì to tát. Tất cả là Tây Môn Suy Tiêu, Trung Nguyên nhất điểm qua đốc suối. Nhưng Cửu Thiên Yên Vũ tặng tranh thì ý nghĩa khác đi, tranh nhẹ nhưng tình nghĩa nặng. Lưu Tô Tử lên tiếng. Sớm nghe nói Cửu Thiên tiên nữ thư họa song tuyệt. Hôm nay thật muốn mở rộng tầm mắt. Lưu Tô Tử nhanh nhẹn cầm cuộn tranh trong tay Cửu Thiên Yên Vũ, trải dài trên bàn ngọc. Tranh dài 2 thước vẽ một người, mi thanh mục tú, tuấn tú phiêu phiêu, đôi mắt ánh đỏ, tay cầm trường thương, khí thế chiến thiên phá địa. Tranh sống động như thật, đường nét trôi chảy, như thể người thật đứng trong tranh. Lưu Tô Tử nhìn tranh lại ngó Phong Phi Vân, hừ mạnh, ngồi xuống ghế. Thiên toán thư sinh. Trung Nguyên nhất điểm qua, Tây Môn Suy Tiêu biểu tình quái dị tấm tắc khen vẽ tranh đẹp, khen Cửu Thiên Yên Vũ là bàn tay tiên, tài vẽ tranh đương thời khó ai sánh bằng. Ba người không nói gì đến người trong tranh, cười gian manh nhìn Phong Phi Vân. Thiên toán thư sinh, Tây Môn Suy Tiêu, Trung Nguyên nhất điểm qua suýt nói một câu. Tiên nữ vừa mắt ngươi. Phong Phi Vân nhìn Cửu Thiên Yên Vũ, đôi mắt đen láy ngập nước, chân mày như vẽ bằng bút, thân thể mảnh khảnh. Cửu Thiên Yên Vũ ngại ngùng nói. Chỉ là tác phẩm bêu sấp, Phong huynh đừng cười nô gia vẽ không đẹp. Hiên Viên Nhất Nhất lên tiếng. Ta cảm thấy bức tranh này tuy là tác phẩm thượng thừa nhưng có chút tì vết. Mọi người giật mình, nếu là người khác nói câu phá không khí này sẽ bị đánh hội đồng. Cửu Thiên tiên nữ tặng tranh nhưng thật ra là đượt tình, ai kêu người bình luận về tranh. Nhưng khi thấy người nói là Hiên Viên Nhất Nhất thì tập thể nín thinh. Cửu Thiên Yên Vũ khom người, cúi đầu hướng Hiên Viên Nhất Nhất. Yên Vũ xin kính chào Thánh Nữ Điện Hạ. Cửu Thiên Yên Vũ cung kính nói. Không biết Thánh Nữ Điện Hạ có cao kiến gì. Mắt Cửu Thiên Yên Vũ sáng ngời nhìn chằm chằm Thủy Nguyệt Thánh Nữ xinh đẹp tuyệt trần. Cửu Thiên Yên Vũ thầm khó hiểu. Lòng Vu Ô Thánh Tổ tĩnh như hồ nước, có tu vi rất cao về mặt thiên đạo, tâm tính, sao nàng đột nhiên bắt bẻ. Phải rồi, một núi không chứa hai cọp. Hai thiên chi kiêu nữ sắc đẹp và tài tình đều ở đỉnh cao,
không tị nạnh nhau sao được. Cửu Thiên Yên Vũ cho rằng nàng cướp nổi bật của Thủy Nguyệt Thánh Nữ, khiến Thánh Nữ Điện Hạ khó chịu. Cửu Thiên Yên Vũ thầm nghĩ. Tâm tính Thánh Nữ đến thế là cùng, sau này phải điệu thấp mới được, tuyệt đối không thể đắc tội Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Cửu Thiên Yên Vũ rất giỏi quan sát lòng người, lõi đời. Nhưng Cửu Thiên Yên Vũ không bao giờ ngờ lý do nàng đắc tội Thủy Nguyệt Thánh Nữ không đơn giản chút nào. Hiên Viên Nhất Nhất không cảm thấy mình có gì khác lạ. Đám người Thiên Toán Thư Sinh, Tây Môn Suy Tiêu thì hiểu ra điều gì, nhắm mắt nín thinh như hồn lìa khỏi xác. Tập thể thầm nghĩ. Tiên nữ và thánh nữ đấu pháp, người bình thường chúng ta hãy tránh xa ra. Phong Phi Vân cũng muốn nhắm mắt ngó lơ, nhưng hắn chỉ dám mơ như thế, trời biết tại sao Hiên Viên Nhất Nhất luôn hiền hòa bỗng nhiên khác lạ. Tiêu đời, tình tượng trên trời loạn, dưới đất lòng đám nữ nhân càng lúc càng khó đoán. Hiên Viên Nhất Nhất chỉ ngón tay ngọc, bình luận. Tài vẽ của Cửu Thiên Tiên Nữ đúng là thiên hạ vô địch, hiếm ai sánh bằng. Nhưng bức tranh này tượng khí quá nặng, chỉ có hình, chưa vẽ ra được cái thần. Có thể nói là có hình mà không thần, bức tranh chỉ là tranh, có chút làm ra vẻ, bớt phần linh tính. Cửu Thiên Yên Vũ thấy Hiên Viên Nhất Nhất chỉ trích thì phản bác lại. Không ngờ Thánh Nữ Điện Hạ hiểu biết sâu về ý cảnh vẽ như vậy. Hay Thánh Nữ Điện Hạ cũng tổ tài một phen vẽ bức tranh tuyệt diệu. Để Yên Vũ được học tập. Khăn xanh che mặt Hiên Viên Nhất Nhất, tiên vận vòng quanh, ngực to, trong sáng tuyệt trần. Hiên Viên Nhất Nhất lạnh nhạt nói. Nhất Nhất không giỏi về tài vẽ vời, chỉ hơi hiểu biết Phong Huynh. Cửu Thiên Tiên Nữ vẽ Phong Huynh chỉ có phần khung xương, không có chút tính tình thật của Phong Huynh. Phong Phi Vân cảm thấy hôm nay Hiên Viên Nhất Nhất hơi quá đáng, rất lạ. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Nàng cũng có mặt tranh cường háo thắng. Ai nói nữ nhân đều là nước, Thủy Nguyệt Thánh Nữ cũng biến thành dung nham. Câu một núi không chứa hai cọp quá đúng. Đông Phương Kính Nguyệt nói chính xác, muốn cho nữ nhân của mình có địa vị bình đẳng đúng là mơ mộng viễn vông. Kim tự tháp phải có thứ tự cao thấp mới được. Phong Phi Vân không muốn thấy bọn họ tranh chấp tiếp, hắn ho khan. Ta và Cửu Thiên Tiên Nữ chỉ gặp mặt một lần. Tiên nữ gặp tại hạ một lần sau mấy năm có thể vẽ ra bộ dạng tại hạ làm tại hạ vô cùng hân hoan. Cửu Thiên Yên Vũ thấy Phong Phi Vân bênh mình thì rất mừng, nàng không sợ đắc tội Thủy Nguyệt Thánh Nữ, tràn đầy tình cảm nói. Trong thiên hạ có ức vạn sinh linh, nếu không có duyên phận lớn lao thì Yên Vũ và Phong Công Tử khó mà gặp mặt nhau. Hiên Viên Nhất Nhất đứng yên, nàng như đóa sen đơn độc trên mặt nước, khăn xanh che mặt ngọc. Hiên Viên Nhất Nhất nhìn chằm chằm Phong Phi Vân. Cửu Thiên Yên Vũ, lùi xuống, không bình luận tranh hay người nữa. Hiên Viên Nhất Nhất thầm nghĩ. Sao có thể như vậy? Mới rồi mình quá xúc động, ai? Nỗi lòng Hiên Viên Nhất Nhất rối loạn, cảm thấy đạo tâm vững chắc của mình có khe hở. Phương xa, một tòa tiên sơn bay đến, một luồng sáng đáp xuống Lưu Ly Tiên Đảo. Một thị nữ ôm quyển sách sắt đưa vào tay Cửu Thiên Yên Vũ. Cửu Thiên Yên Vũ nhận lấy sách sắt, đọc lướt qua. Cười hiểu ý. Cửu Thiên Yên Vũ nói với mọi người. Công Tôn Bạch chỉ tổ chức hội luận đạo nhỏ trên Thúy Huyết Tiên Sơn, muốn bình chọn ra 10 cường giả đứng đầu thế hệ trẻ nhân tộc, chuẩn bị cho hội luận đạo vạn tộc không lâu sau. Đây là chiến thư, Phong Huynh, Thái Tử, Thánh Nữ có hứng thú không? Mọi người nhìn sâu trong Lưu Ly Tiên Đảo, quả nhiên thấy một tòa chiến đài cổ chậm rãi trồi lên như lơ lửng trên bầu trời. Có bóng người va chạm trên chiến đài. Các loại đạo pháp thần thông bay đầy trời, thanh âm ầm ĩ không dứt. Tiên hư động thiên đã chuẩn bị từ lâu. Phong Phi Vân không có hứng thú với loại tranh cường háo thắng này, hắn liếc nhìn Cửu Thiên Yên Vũ. Phong Phi Vân thấy Cửu Thiên Yên Vũ nhìn mình chằm chằm. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Cửu Thiên Tiên Nữ rất chú trọng hội luận đạo nhỏ, chắc đây là cuộc so tài của 4 tiên nữ. Các nhân kiệt thế hệ trẻ trên những đảo tiên khác cũng nhận được chiến thư. Người tự tin vào tu vi của mình đều chạy đi Thúy Huyết Tiên Sơn, có hơn một nửa nhân kiệt tụ tập đến Thúy Huyết Tiên Sơn. Tòa tiên sơn đó rất náo nhiệt, thiên chi kiêu nữ tụ tập cùng thi triển thần thông, đấu trời long đất lở. Người trên Lưu Ly Tiên Đảo đều rất bình tĩnh, Thủy Nguyệt Thánh Nữ, Thiên Toán Thư Sinh, hay Tây Môn Suy Tiêu hành động phóng đáng, Trung Nguyên Nhất Điểm qua đều không có ý định góp vui. Thị nữ đứng sau lưng Cửu Thiên Yên Vũ hử lạnh một tiếng. Hay các người sợ, dù không đánh ra được thứ hạng nhưng ít nhất không để cô nương nhà ta mất mặt quá. Cửu Thiên Yên Vũ nạt. Điệp Tâm, lùi xuống. Thị nữ dậm chân,
ngoan ngoãn đứng sang góc. Tây Môn Suy Tiêu cười xòa nói. Thật ra hội luận đạo nhỏ nội bộ nhân tộc chỉ để náo nhiệt, có tham gia hay không chẳng quan trọng. Nếu muốn chiến thì đánh với những vương giả thế hệ trẻ yêu tộc mới thú vị. Phong Phi Vân cười nói. Nếu Cửu Thiên Yên Vũ chỉ muốn giành nổi bật với ba tiên nữ khác thì đã không đến chỗ chúng ta. Nếu bọn họ luận đạo thì có cách luận đạo của họ, chúng ta cũng luận đạo theo ý mình. Lưu Tô Tử vỗ bàn. Hay. Lưu Tô Tử nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Đây là ngươi chính miệng nói. Ta hỏi ngươi, vương giả thế hệ trẻ nhân tộc đánh bại Bại Nguyệt Hoàng Tử, chiến với Thái Cổ Ma Vượn Đại Quang Minh Giới có phải là ngươi không? Phong Phi Vân nói. Đây không phải luận đạo. Lưu Tô Tử nói. Luận đạo tức là luận đạo lý, chân lý, thiên lý. Câu hỏi của ta sao không tính là luận đạo? Phong Phi Vân nói. Nàng ăn đu đủ nhiều quá nên đầu biến thành đu đủ sao? Lưu Tô Tử tức xì khói. Nếu không có Hiên Viên Nhất Nhất khuyên nhủ thì nàng đã rút chiến kiếm chém Phong Phi Vân. Thiên Toán Thư Sinh, Tây Môn Suy Tiêu lại nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, nhưng môi nhếch cao. Cửu Thiên Yên Vũ vui vẻ nói. Nô gia cũng rất khâm phục vị vương giả thế hệ trẻ nhân tộc liên tục đánh bại hai thái cổ thánh yêu tộc, rất muốn biết hắn là thần thánh phương nào. Hiên Viên Nhất Nhất đến vì chuyện này, đương nhiên càng sốt ruột hơn, mắt nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Ba mỹ nhân tuyệt đỉnh đều nhìn Phong Phi Vân, ánh mắt mỗi người khác nhau. Mắt Lưu Tô Tử như lửa cháy, muốn chừng chết Phong Phi Vân. Mắt Cửu Thiên Yên Vũ tựa như tên của nàng, mưa bụi mông lung, giọt nước đọng trên hoa hạnh. Mắt Hiên Viên Nhất Nhất thì trong suốt, không chứa thứ gì, chỉ có nghi vấn, người kia là ngươi sao? Ngón tay Phong Phi Vân gõ mặt Án, trầm ngâm nói. Ta cho mọi người biết một bí mật, trước Thái Cổ Thiên Hạ chia làm Cửu Châu. Chúng ta sinh hoạt trong Tây Ngưu Hạ Châu thuộc Cửu Châu. Ai ngờ Phong Phi Vân đổi đề tài, nhưng mọi người bị hấp dẫn, vì hắn tiết lộ bí mật quá rung động. Như thể Phong Phi Vân nói cho mọi người biết hắn phát hiện đại lục mới. Những người có mặt không ai tầm thường, kiến thức rộng lớn. Ở trong mắt bọn họ thì Tây Ngưu Hạ Châu bao la vô biên, mênh mông vô ngần. Nếu chỉ bay thì dù là bán thánh chưa chắc có thể từ đại lục này bay đến đầu bên kia. Giờ phút này, Phong Phi Vân nói cho bọn họ biết đại lục này chỉ là một góc thế giới, trên thế giới có 9 thế giới giống như vậy. Quá rung động, đừng nói bọn họ, dù là những thiên nhi ền thế hệ trước nghe thấy cũng chấn động. Lưu Tô Tử hỏi, ý ngươi là bên ngoài biển cả mênh mông còn có thế giới bao la hơn, cùng với Tây Ngưu Hạ Châu tên là Cửu Châu. Thiên Toán Thư Sinh, Tây Môn Suy Tiêu vô cùng rung động. Bọn họ cũng không biết bí mật này, sao Phong Phi Vân biết? Nếu đồn ra ngoài sẽ lại gây ra động đất. Phong Phi Vân nói tin này ra không chỉ vì đánh trống lảng câu hỏi của Lưu Tô Tử. Phong Phi Vân vốn muốn nói ra bí ẩn cho người trong thiên hạ nghe, nhưng trước khi tìm được diệt thế thần bia dù hắn có nói ra cũng ít ai tin. Thậm chí một số người cảm thấy Phong Phi Vân có âm mưu, sẽ đối phó hắn. Nên Phong Phi Vân chọn chiến lược tiến dần từng bước, giải tin cho một phần nhỏ người biết, thông qua miệng bọn họ nói với nhiều người hơn. Mặc kệ đám người này có tin hay không, đề phòng một chút cũng tốt. Lời đồn luôn đến như vậy. Phong Phi Vân không gieo rắc lời đồn, hắn nói thật sự. Phong Phi Vân tin một số người đang ngồi tại đây tin tưởng hắn. Phong Phi Vân thở dài nói. Tiếc rằng cuối thời kỳ Thái Cổ xảy ra hạo kiếp lớn lao, 8 đại lục bị đánh nát, chỉ còn Tây Ngưu Hạ Châu là giữ lại. Mọi người hút ngụm khí lạnh. Hạo kiếp lớn cỡ nào mới gây ra sức phá hoại kinh khủng thế này? Biểu tình Tây Môn Suy Tiêu trở nên cực kỳ nghiêm túc, gã nhớ lại những điển tịch cổ xưa mình đã xem, đối chiếu lời Phong Phi Vân nói. Mặt Tây Môn Suy Tiêu không còn chút máu. Sắc mặt Thiên Toán Thư Sinh không tốt hơn Tây Môn Suy Tiêu bao nhiêu, hai người biết nhiều bí ẩn. Có vài chuyện càng biết nhiều càng làm người ta sợ hãi. Lời Phong Phi Vân nói khiến những vấn đề trước kia Thiên Toán Thư Sinh, Tây Môn Suy Tiêu không nghĩ thông giờ đã hiểu hết. Nhưng nghĩ thông rồi bọn họ thấy sợ hãi vô cùng, người lạnh lẽo. Bởi vì sắc mặt Thiên Toán Thư Sinh, Tây Môn Suy Tiêu thay đổi làm không khí lưu ly tiên đảo căng thẳng hơn. Cửu Thiên Yên Vũ nhìn Thiên Toán Thư Sinh, Tây Môn Suy Tiêu, thầm suy đoán. Hai người này có địa vị cao hơn cả bán thánh trong nhân tộc. Chắc bọn họ nghĩ đến chuyện gì quan trọng, hay Phong Phi Vân nói thật. Thiên Toán Thư Sinh thận trọng hỏi. Phong Huynh, chuyện này liên quan nghiêm trọng. Thứ lỗi xin cho hỏi sao Phong Huynh biết. Phong Phi Vân cười nói.
toàn do vị tiền bối thánh linh kia cho ta biết. Tây Môn Suy Tiêu vội hỏi. Xin hỏi một câu, vị tiền bối thánh linh kia là thần thánh phương nào? Tây Môn Suy Tiêu cảm thấy hỏi câu này khá đường đột, vội bổ sung thêm. Chuyện này liên quan sinh tử tồn vong của ức vạn sinh linh, mong Phong huynh đừng che giấu gì. Phong Phi Vân liếc hướng Hiên Viên Nhất Nhất, nói. Vị tiền bối thánh linh kia là người của đế gia Thái Cổ Thế Gia. Hiên Viên Nhất Nhất phụt ngẩng đầu, mắt tiên nhìn Phong Phi Vân chằm chằm như đang chất vấn Phong Phi Vân. Không ai phát hiện biểu tình khác lạ của Hiên Viên Nhất Nhất, trong lòng mọi người rất rung động. Người của đế gia. Phong Phi Vân bình tĩnh nói. Nhờ ơn vị tiền bối kia thưởng thức, truyền một ít đạo pháp hữu dụng cho ta. Nên ta xem như truyền nhân của tiền bối kia, là do tiền bối đã nói những bí ẩn này cho ta biết. Hiên Viên Nhất Nhất không bình tĩnh nổi, nàng không hiểu tại sao chuyện quan trọng như vậy mà Phong Phi Vân không nói trước với nàng. Thiên Toán Thư Sinh trầm ngâm, lẩm bẩm. Đế gia ra một vị thánh linh, xem ra mọi chuyện là thật rồi. Tây Môn Suy Tiêu đứng dậy định bỏ đi. Phong huynh, Thiên Toán huynh, Thánh Nữ Điện Hạ, Cửu Thiên Tiên Nữ, tại hạ có chuyện quan trọng xin đi trước, không cùng mọi người uống rượu. Lần sau gặp mặt tại hạ sẽ tự phạt 3 ly. Thiên Toán Thư Sinh cũng đứng dậy. Ta bận việc phải đi một chốc, xin mọi người đừng trách. Mặt Thiên Toán Thư Sinh âm u. Một con chiến mã một sừng xé gió bay tới, toàn thân ánh sắc vàng, chân đạp nát một tòa đảo tiên. 4 anh kiệt nhân tộc trên đảo nổi bị móng ngựa đá bay, hộc máu như thể 4 chùy to đập vào ngực mình. Thiên Toán Thư Sinh, Tây Môn Suy Tiêu định rời đi bị gió lốc đẩy về. Nam nhân mặc giáp bạc cưỡi trên chiến mã, mái tóc bạc dài 3 thước, trong mắt tràn đầy anh khí, tay cầm mâu thương ngọc tinh thô cỡ miệng chén. Nam nhân giáp bạc cười to bảo. Nhân tộc tổ chức hội luận đạo nhỏ mà không mời vương giả thế hệ trẻ Thái Cổ Thánh Yêu tộc chúng ta đến. Hành động như thế không xứng là chủ nhà. Bên ngoài vọng lại thanh âm thô kệch. Ha 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 ha, nghe nói nơi này có rượu ngon, ta không mời tự đến. Một nắm đấm lớn đánh nát bầu trời, chấn tiên hư động thiên lắc lư xé rách một lỗ hổng. Một con thái cổ ma vượn từ ngọn núi đen to lớn bay đến, cơ thể rút nhỏ thành nam nhân toàn thân lông đen. Nam nhân lông đen đáp xuống đất, đạp nát một ngọn tiên sơn bay thành mấy khối đá vụn. Mấy chục anh kiệt nhân tộc bị hất bay ra, nhiều người bị sóng khí mạnh mẽ đánh bị thương nặng. Trên không động tiên sơn, một anh kiệt nhân tộc tu vi vũ hóa đệ tam trọng tức giận quát. Nơi này là tiên hư, anh kiệt nhân tộc tụ hội tại đây, ai dám đến gây rối? Vị anh kiệt nhân tộc đánh ra một thủ ấn biến to cỡ bàn tay. Bạch Kỳ Lân ngồi trên chiến mã, tay cầm ngọc tinh mâu thương chỉ một cái, đánh nát đại thủ ấn. Lực lượng khủng bố xuyên thủng thân thể anh kiệt nhân tộc vũ hóa đệ tam trọng. Răng rắc. Xương cốt anh kiệt nhân tộc vỡ nát, cơ thể nứt thành mấy khối thịt lăn dưới đất, nhìn thấy ghê người. Bạch Kỳ Lân giơ thương đứng thẳng, nhếch môi Maria Mai. Đây chính là anh kiệt nhân tộc đỉnh cao nhất sao? Làm bằng đậu hủ mới đúng. Đệ nhất cường giả thế hệ trẻ Trung Thần Tú, tạo hóa nhân tổ động thiên đập bàn đứng dậy. Trung Thần Tú hướng nam nhân mặc giáp trắng ngồi trên chiến mã. Bạch Kỳ Lân, chỗ này là địa bàn của nhân tộc, người giết người tại đây coi chừng bị chế tài. Bạch Kỳ Lân cười khẩy nói. Bản hoàng tử không ngờ anh kiệt nhân tộc đỉnh cao nhỏ yếu như thế nên lỡ tay ngộ sát một người, tin tưởng các lão tiền bối nhân tộc sẽ không chế tài bản hoàng tử. Huyền Hóa Sinh lạnh lùng nói. Đáng ghét, đây xem như lý do giết người sao. Mắt Bạch Kỳ Lân bắn ra tia sáng sắc bén chừng Huyền Hóa Sinh, thanh âm chứa yêu khí khổng lồ ập đến. Bản hoàng tử nghe tiếng 4 vị tiên nữ đã lâu nên đến xem, chỉ muốn uống một ly rượu. Không ngờ có kẻ không biết tốt xấu xuống tay giết bản hoàng tử, vì phòng vệ chính đáng nên bản hoàng tử lỡ tay giết hắn. Chẳng lẽ bản hoàng tử làm gì sai? Ai dám chế tài bản hoàng tử? Bạch Kỳ Lân cưỡi trên chiến mã, hĩnh mũi nhìn đời. Bạch Kỳ Lân áp sát Huyền Hóa Sinh từng bước, khi gã dứt lời thì Huyền Hóa Sinh mất thăng bằng ngã ngửa ra sau. Bạch Kỳ Lân khinh miệt liếc Huyền Hóa Sinh, ngửa đầu cười to bảo. Đây chính là tài tuấn đỉnh cao nhất nhân tộc sao? Ha 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 ha. Vương giả thế hệ trẻ Thái Cổ Thánh Yêu tộc quá bá đạo. Mạnh mẽ xông vào tiên hư động thiên, giơ trường thương giết người, khí thế hùng hổ như thể Bạch Kỳ Lân đứng ở bên lý. Một phần vì khí thế Bạch Kỳ Lân mạnh mẽ, nhưng cũng tại nhân tộc không đủ tự tin.
Bạch Kỳ Lân cầm thương xuống ngựa, chiến giáp phát ra tiếng va chạm. Bạch Kỳ Lân phát ra yêu khí cường đại buộc nhiều anh kiệt nhân tộc thụt lùi, gã khí thế khiếp người nhìn đám tài tuấn trước mặt mình, cuối cùng dừng lại trên người nữ nhân xinh đẹp mặc áo trắng. Bạch Kỳ Lân cười nói. Từ lâu nghe tiếng lạc tiên nữ huệ chất lan tâm, ngực chứa thao lược, được tiếng thơm là bốn tiên nữ nhân tộc. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, không biết bản hoàng tử có tư cách cùng uống ly rượu với tiên nữ không? Bạch Kỳ Lân vừa đến liền tấn công cướp người, nhắm ngay vào Lạc Thủy Hàn một trong bốn tiên nữ. Ai đều biết bốn tiên nữ là chủ nhân yến hội đêm nay, nếu Lạc Thủy Hàn hầu hạ vương giả thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc thì anh kiệt nhân tộc biết nút mặt vào đâu. Một thiên chi kiêu nữ thái hoàng nhân tổ động thiên lên tiếng. Hừ, Bạch Kỳ Lân đừng vội cuồng, người muốn gây sự, thiên kiêu nhân tộc chúng ta sợ ngươi chắc. Cánh tay thiên chi kiêu nữ thái hoàng nhân tổ động thiên biến to gấp đôi, biến thành cánh tay Kỳ Lân, lực lượng chướng lớn gấp chục lần. Hai tay thiên chi kiêu nữ thái hoàng nhân tổ động thiên vỗ vào Bạch Kỳ Lân. Thiên chi kiêu nữ thái hoàng nhân tổ động thiên từng giết một con Kỳ Lân trên chiến trường vạn tộc, luyện đôi tay Kỳ Lân vào cánh tay mình, tự sáng tạo trưởng ấn, lì cân lục thông, uy lực hơn hẳn một số thiên công bảo thuật của thái hoàng nhân tổ động thiên. Bạch Kỳ Lân vừa lúc là vương giả thế hệ trẻ của Kỳ Lân yêu tộc. Thấy thiên chi kiêu nữ thái hoàng nhân tổ động thiên luyện đôi tay Kỳ Lân vào người gã, trong lòng Bạch Kỳ Lân dấy lên sát ý đậm đặc. Bạch Kỳ Lân ngồi vững vàng trên ghế, không nhúc nhích. Bạch Kỳ Lân giơ tay lên bóp chặt cánh tay Kỳ Lân của thiên chi kiêu nữ thái hoàng nhân tổ động thiên, giật mạnh. Nguyên cánh tay đứt lìa khỏi người thiên chi kiêu nữ, máu rơi đầy đất. Thiên chi kiêu nữ thái hoàng nhân tổ động thiên đau đớn mặt trắng bệch, thụt lùi lại. Thiên chi kiêu nữ thái hoàng nhân tổ động thiên sợ hãi thầm nghĩ. Lực lượng của Bạch Kỳ Lân quá mạnh, nguy nga như núi cao, không thể lay động. Bạch Kỳ Lân xé đứt tay thiên chi kiêu nữ thái hoàng nhân tổ động thiên nhưng chưa thấy đủ, chân đạp ngực gã. Bàn chân mang giày sắt bạc dẫm đạp ngực vị thiên chi kiêu nữ kia. Răng rắc, xương ngực thiên chi kiêu nữ thái hoàng nhân tổ động thiên bị đạp nát bấy, máu trào ra. Thiên chi kiêu nữ vùng vẫy kịch liệt nhưng không thể thoát khỏi chân Bạch Kỳ Lân. Cuối cùng cánh tay rũ xuống, gã bị giẫm chết. Bạch Kỳ Lân thấy thiên chi kiêu nữ thái hoàng nhân tổ động thiên tắt thở thì xé cánh tay Kỳ Lân còn lại. Cánh tay đẫm máu bị Bạch Kỳ Lân đặt trên mặt bàn bằng ngọc, máu như hoa mai nở rộ, đỏ chói mắt. Bạch Kỳ Lân dùng khăn trắng lau máu dính trên bàn tay, mỉm cười ưu nhã nhìn Lạc Thủy Hàn mặt trắng bệch. Bạch Kỳ Lân hỏi, Lạc tiên nữ, đã nấu rượu xong chưa? Giơ tay nhấc chân giết hai anh kiệt nhân tộc đỉnh cao. Quá rung động hồn người. Nhiều thiên chi kiêu nữ nhân tộc sợ hãi run rẩy. Đây chính là lực lượng của vương giả thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc. Huyền hóa sinh, vị thiên kiêu nhân tộc lúc trước mời thiên toán thư sinh, hiên viên nhất nhất vốn rất khinh thường đám người phong phi vân, cảm thấy gã cao hơn nhóm phong phi vân một bậc. Bây giờ huyền hóa sinh bị khí thế mạnh mẽ của Bạch Kỳ Lân hù nhũn chân té xuống đất, không bò dậy nổi. Vù 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 vù. Một cây kích thô cỡ miệng bát đâm tới phát ra tiếng rồng ngâm, xẹt qua trước mặt Bạch Kỳ Lân. Ánh mắt Bạch Kỳ Lân lạnh lẽo, mâu thương tinh ngọc hiện ra trong bàn tay đâm một nhát. Một thương một kích vang tiếng nổ điếc tai, chấn không động tiên sơn lắc lư. Bạch Kỳ Lân hét to một tiếng. Trung thần tú, ngươi có tài, trong nhân tộc chỉ mình ngươi là có tư cách đấu mấy hiệp ta. Trong người Bạch Kỳ Lân bay ra hai cái bóng trắng, tụ lại thành phân thân. Hai phân thân cầm mâu thương tinh ngọc công kích trung thần tú. Bùm 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 bùm. Ầm 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 ầm. Bóng người lướt qua nhau, đá nổ ầm ầm. Sóng khí hình thành dao động lớn trong tiên hư động thiên, dễ dàng đánh nát một số đảo tiên nổi. Bùm. Gió lốc ập hướng lưu ly tiên đảo, như sóng thần bão biển vươn móng vuốt to lớn dữ tợn ập đến. Hiên viên nhất nhất nhíu mày nói. Bạch Kỳ Lân mạnh như thế. Chỉ hai phân thân đã đánh nhau ngang tay với trung thần tú. Hiên viên nhất nhất phất ống tay áo xanh đánh tan cơn gió ập đến. Tây môn suy tiêu mở miệng nói. Có thể được phong làm vương giả thế hệ trẻ trong thái cổ thánh yêu tộc thì mấy ai là kẻ yếu. Tây môn suy tiêu nghe tin phong phi vân để lộ ra, vốn định rời khỏi thiên hư động thiên ngay, trở về báo cáo cho trưởng bối trong tộc. Nhưng vương giả thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc đã đến, Tây môn suy tiêu gác lại chuyện này. Lại ngồi xuống. Thiên toán thư sinh không đi được, cũng ngồi xuống. Thiên toán thư sinh bóc một miếng đu đủ nhét vào miệng. Bùm 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 bùm.
cửa Thiên Hư động thiên bị mạnh mẽ đẩy mở, lại có hai vương giả thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc nghênh ngang xông vào. Trong đó một người là Hỗn Côn hoàng tử, lưng mọc đôi cánh, chân đạp biển mây xông vào phủ Đồ Tiên Sơn, ngồi ngay vị trí đứng đầu. Hỗn Côn hoàng tử ngạo nghễ nhìn đám đệ tử Phật môn bảo tướng trang nghiêm. Hỗn Côn hoàng tử cười nói: "Từ lâu nghe nói nhân tộc có một Phật giới, trong Phật giới có 18 thái cổ thánh Phật miếu. Cao tăng trong đó ai nấy giỏi Phật lý, trùng hợp là bản hoàng tử cũng thích Phật pháp. Hay hôm nay chúng ta cùng bàn luận về Phật đi." Thường Liên y mặc áo Phật màu trắng, tinh khiết như tuyết, đôi mắt trong sáng, thướt tha xinh đẹp. Hai tay Thường Liên y chắp vào nhau kết Phật ấn. Thường Liên y dịu dàng nói: "Nếu Hỗn Côn hoàng tử thật sự thích Phật pháp thì không nên ngồi vào vị trí Phật tổ ngồi. Chúng tăng nghe thiền, Phật tổ ngồi ngay giữa hướng bốn phương. Dù là cao tăng giảng thiền cũng sẽ không ngồi vào vị trí Phật tổ." Hỗn Côn hoàng tử vừa đến đã hất tượng Phật tổ xuống đất, tê chính mình ngồi vào ghế, ngạo nghễ bốn phương, đây là bất kính với Phật tổ. Những tăng lữ đến từ thái cổ thánh Phật miếu đều biến thành trừng mắt kim cương, đôi mắt rực cháy lửa giận. Giận dữ nổi lên trong lòng, có gan làm liều. Hỗn Côn hoàng tử chẳng thèm nghe, gã vẫn ngồi ở chỗ Phật tổ, khí thế nhìn xuống chúng sinh. Hỗn Côn hoàng tử nói: "Phật tổ nói chúng sinh bình đẳng, Phật là sinh, ta cũng là sinh, tại sao Phật tổ ngồi được còn ta thì không? Thường tiên nữ sinh trong thiên hư, lòng hướng Phật, không chém đứt được hồng trần dây dưa, tiên tâm Phật pháp nhiễm bụi trần thì sao tu Phật được? Hay thường tiên nữ theo bản hoàng tử về Côn Bằng Hải, ta xây mấy ngàn miếu Phật cho tiên nữ, từ nay tiên nữ có thể chặt đứt hồng trần vân vương, một lòng tu Phật. Có lẽ sẽ tu ra hoan hỷ Phật, ha 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 ha." Thường Liên y cắn chặt môi son, tức giận người run rẩy. "Thái cổ thánh yêu tộc các ngươi cố ý đến gây sự phải không?" Một tăng nhân áo xanh người phát ra Phật quang ánh vàng rực rỡ, hai tay liên tục kết 18 Phật ấn đổ ập xuống Hỗn Côn hoàng tử. Hỗn Côn hoàng tử đứng dậy, nâng tay vỗ xuống đầu tăng nhân áo xanh. Bùm! Đầu tăng nhân áo xanh tu vi vũ hóa đệ tứ trọng như trái dưa hấu nổ tung, máu bay ra, thân thể thành đống bùn té xuống đất. Hỗn Côn hoàng tử chắp hai tay lại, biểu tình nghiêm túc nói: "A-di-đà Phật, vị đại sư này vọng tu Phật, từ sau lưng tập kích bản hoàng tử, đây là Phật tâm sinh tàn niệm. Bản hoàng tử đành tiễn đại sư chuyển thế luân hồi, kiếp sau có lẽ trở thành thánh Phật đầu đội trời chân đạp đất, quang minh chính đại. Mọi người đừng lo, hãy tụng vãng sinh kinh, thiền kiếp sau cho vị đại sư này đi, siêu độ linh hồn ô trọc kiếp này." Thường Liên y, đám đệ tử đến từ thái cổ thánh Phật miếu tức xì khói. Cố tình tu vi của Hỗn Côn hoàng tử cao khủng khiếp, đại hiền giả vũ hóa đệ tứ trọng bi gã một bàn tay đập chết, ai dám trêu vào sát thần này. Kim ô bá hoàng tử, Hỗn Côn hoàng tử cùng nhau đi vào Thiên Hư động thiên. Kim ô bá hoàng tử mặc áo giáp dày, vai khoác áo choàng đỏ, mày cong như đao, mắt sáng tựa kiếm, người phát ra nhiệt độ cao nóng cháy, như có vầng mặt trời từ bên ngoài bay vào. Các tu sĩ nhìn Kim ô bá hoàng tử, nhưng ánh sáng từ người gã quá chói làm người ta không mở mắt ra được. Kim ô bá hoàng tử nói: "Anh kiệt nhân tộc tụ hội, sự kiện quan trọng như thế thái cổ thánh yêu tộc chúng ta cũng muốn tham gia. Không biết chủ nhân có hoan nghênh chăng?" Bước chân Kim ô bá hoàng tử vững vàng, khí thế hùng hồn, mỗi bước ra một bước là chấn vỡ một hòn đảo tiên nổi. Các anh kiệt nhân tộc liên tục bay ngược ra sau, không ai dám đến gần Kim ô bá hoàng tử trong trăm trượng. Khí thế này khủng bố hơn Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn hoàng tử, Kim ô bá hoàng tử chưa ra tay đã đè ép thiên kiêu nhân tộc. Khi Kim ô bá hoàng tử đáp xuống Thúy Huyết Tiên Sơn, hư không sau lưng gã tràn đầy hòn đảo tiên nổi nát bét, cung tường bốc lửa. 21 hòn đảo tiên nổi bị Kim ô bá hoàng tử chấn nát, hàng trăm tiên cung hoa lệ bị nhiệt độ cao từ người gã đốt. Giờ phút này, một nửa thiên kiêu nhân tộc tụ tập trên Thúy Huyết Tiên Sơn. Có hai nhân kiệt tu vi vũ hóa đệ tứ trọng cùng công kích. Hai người tên Thôi Vấn Lý, Nhan Tam Học, toàn là từ vị diện hạ giới phi thăng, tu vi cực kỳ mạnh mẽ, sức chiến đấu xưng vô trong cùng cảnh giới. Thôi Vấn Lý lấy ra cái chuông đồng, hai tay giơ chuông. Chuông rung lắc biến to dần, hóa thành núi đồng cao 300 trượng. Chuông xoay tít phát ra tiếng vù vù đinh tai. Tu vi của Nhan Tam Học ngang ngửa Thôi Vấn Lý, tay Nhan Tam Học cầm roi đánh thần. Nhìn như chỉ là cây roi đỏ vàng dài nhưng Nhan Tam Học vung tay một cái, roi đánh thân phát ra tiếng rít biến dài mấy trăm dặm,
như con rồng vàng thô cỡ thùng nước. Đây là đạo đãi khách sao? Hèn gì nhân tộc không thể trở thành thánh tộc, thế hệ trẻ hẹp hòi, người bụng dạ keo kiệt thì sao có thể trở thành cường giả thật sự được? Kim Ô Bá hoàng tử vươn một cánh tay ra bắt lấy roi đánh thần tiên, nhìn kỹ sẽ thấy gã dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp phần đuôi. Kim Ô Bá hoàng tử chỉ kẹp chặt, Nhan Tam Học không thể nhúc nhích. Bốp! Roi đánh thần tiên bay khỏi tay Nhan Tam Học, gã chưa kịp phản ứng lại thì cái roi đã quất vào gã. Phập! Cơ thể Nhan Tam Học bị roi đánh thần tiên quất thành hai khúc, thân thể bay hai nơi. Dưới đất chỉ còn đống nội tạng nát bấy, mùi máu làm người ta buồn nôn. Bị roi đánh thần tiên quất chúng đương nhiên là hình thần đều diệt. Kim Ô Bá hoàng tử biến thành luồng sáng lửa, hai tay cầm chuông đồng cao trăm trượng, cưỡng ép chấn vỡ thần thức trên linh khí thập tước hầm này. Kim Ô Bá hoàng tử đè ngược về, nhốt chủ nhân chuông đồng Thôi Vấn Lý vào trong chuông. Cứu ta! Thôi Vấn Lý mới hét lên đã bị chuông đồng nhốt. Kim Ô Bá hoàng tử đá bay cái chuông đụng vào một hòn đảo tiên nổi. Có người kéo chuông đồng ra, bên trong chỉ còn bãi thịt nát. Xương cốt Thôi Vấn Lý nát bấy, linh hồn thành mảnh nhỏ. Kim Ô Bá hoàng tử đứng trên Thúy Huyết Tiên Sơn, hàng trăm anh kiệt nhân tộc bị đẩy lùi. Người đứng trước đạp chân người đứng sau, người phía sau té ngã dưới đất. Còn đâu bộ dáng anh kiệt nhân tộc, hốt hoảng run sợ không bằng cả người bình thường. Kim Ô Bá hoàng tử cực kỳ mạnh mẽ giật lấy sách sắt trong tay Công Tôn Bạch Chỉ, gã ngồi trên ngôi cao đọc nội dung quyển sách. Kim Ô Bá hoàng tử cười khẩy nói. Bảng vương giả thế hệ trẻ nhân tộc, viết loại sách này hữu dụng sao? Nhân tộc các ngươi có vương giả thế hệ trẻ không? Công Tôn Bạch Chỉ đứng bên cạnh Kim Ô Bá hoàng tử, bình tĩnh nói. Bá hoàng tử, ta công nhận vương giả thế hệ trẻ Thái Cổ Thánh Yêu tộc rất mạnh, nhưng ngươi nghĩ trong nhân tộc không ai có thể đánh lại ngươi sao? Kim Ô Bá hoàng tử nhìn sách sắt, xem cái tên viết ngay hàng đầu. Kim Ô Bá hoàng tử cười châm chọc. Đệ nhất vương giả thế hệ trẻ nhân tộc là Tà Vấn Tử. Ha 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 ha. Ai là Tà Vấn Tử, đứng ra để bản hoàng tử đánh bại trong vòng ba chiêu. Công Tôn Bạch Chỉ liếc hướng Tà Vấn Tử, mắt chất chứa chờ mong. Công Tôn Bạch Chỉ rất tin tưởng vào Tà Vấn Tử. Kim Ô Bá hoàng tử chợt ngừng cười, vì gã thấy ngồi đối diện gã là một thanh niên mặc áo tím đen, xương gò má nhô cao, mày rậm, trông không quá đẹp trai nhưng tạo áp lực mạnh mẽ. Cánh tay Kim Ô Bá hoàng tử ấn mặt bàn, cái bàn luyện chế bằng thiên ngọc bốc cháy lửa. Không phải lửa bình thường, đó là kim ô quỷ hỏa có thể đốt trời nấu biển. Cánh tay Tà Vấn Tử cũng ấn mặt bàn, khí lạnh thấu xương chạy dọc, hiển hiện sắc lam mạnh mẽ đáp trả Kim Ô Bá hoàng tử. Hai loại lực lượng một lạnh một nóng va chạm, xẻ đôi Thúy Huyết Tiên Sơn. Khe hở từ chính giữa lan tràn, Thúy Huyết Tiên Sơn tách ra hai hướng. Két 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 két. Kim Ô Bá hoàng tử ngồi im, lực lượng lửa xóa tan mọi khí lạnh. Mắt hổ bắn ra tia sáng, Kim Ô Bá hoàng tử cười nói. Không tệ. Tà Vấn Tử chật vật hơn một chút, ống tay áo bị đốt, ghế dưới chân di chuyển ra sau ba thước. Tà Vấn Tử nói. Từ lâu nghe nói Kim Ô Bá hoàng tử là một trong mây người đỉnh cao nhất đương thời, hôm nay có thể chiến đấu với Bá hoàng tử là vinh hạnh cho Tà Vấn Tử. Kim Ô Bá hoàng tử, Tà Vấn Tử cùng bay lên trời, đáp xuống cổ chiến đài. Yêu khí và tà khí chướng lớn. Lửa nóng và băng giá va chạm, bóng người giao nhau, tiếng đánh nhau ầm ĩ. Tiên hư động thiên rung rinh, nhiều hòn đảo tiên nổi tan vỡ thành đống phấn. Lưu Ly Tiên Đảo. Tây Môn Suy Tiêu nhắm mắt nhưng vẫn biết rõ chuyện xảy ra trong tiên hư động thiên. Tây Môn Suy Tiêu cười nói. Tà Vấn Tử khá lợi hại, có thể đánh ngang tay với tên cuồng ngạo như Kim Ô Bá hoàng tử, rất lợi hại. Cửu Thiên Yên Vũ chú ý giao động yêu khí phương xa, lòng rất lo âu. Bốn vương giả thế hệ trẻ Thái Cổ Thánh Yêu tộc kéo nhau đến, bọn họ không tới vì bốn tiên nữ nhân tộc, nếu không tại sao trùng hợp như thế? Nếu hôm nay bốn tiên nữ tiên hư động thiên bị bọn họ cướp đi, hội luận đạo vạn tộc chưa bắt đầu khí thế nhân tộc đã bị chèn ép tan tác. Bốn vương giả thế hệ trẻ Thái Cổ Thánh Yêu tộc thế đến rào rạt, nhân vật như Tà Vấn Tử cũng khó thể ngăn cả. Phải làm sao đây? Cửu Thiên Yên Vũ nhìn Hiên Viên Nhất Nhất, lòng hơi bình tĩnh. Có Thủy Nguyệt Thánh Nữ ở đây, cho vương giả thế hệ trẻ Thái Cổ Thánh Yêu tộc lá gan cũng không dám xông hòn đảo tiên nổi. Phong Phi Vân nhìn hướng cổ chiến đài, nhếch mép. Đây chỉ là một phân thân của Kim Ô Bá hoàng tử. Phong Phi Vân không nói ra câu này,
sợ ảnh hưởng sĩ khí đám anh kiệt nhân tộc nhiều hơn. Thật ra sĩ khí tu sĩ nhân loại sớm bị bốn vương giả thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc đánh tan tác. Nhiều anh kiệt nhân tộc sợ hãi thái cổ thánh yêu tộc, hắn thiên tài đỉnh cao nhất nhân tộc như con kiến trước mặt 6 nhân 10 mũ 6 bạch kỳ lân, hỗn côn hoàng tử, tùy tay bóp chết. Giờ làm sao đánh đây? Bốn tiên nữ tiên hư động thiên trung cảm giác, trong lòng vô cùng bất an. Nếu hôm nay anh kiệt nhân tộc bị đánh bại hết, bốn tiên nữ sẽ phải lên giường với bốn vương giả thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc. Mặc kệ các nàng có đồng ý hay không, chuyện này đã được quyết định. Bốn vương giả thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc hợp tác xông vào tiên hư động thiên cũng vì mục đích đó, đương nhiên ưu tiên nhất là chèn ép khí thế nhân tộc, khiến nhân tộc mất tư cách xông sáo thành thái cổ thánh tộc. Bạch Kỳ Lân dục ngựa đến, giơ thương giết người, hai phân thân đã có thể đối kháng với Trung Thần Tú, cao thủ đệ nhất thế hệ trẻ nhân tổ động thiên, mạnh mẽ biết mấy. Hỗn Côn hoàng tử vỗ một cái đập chết một Phật giả vũ hóa đệ tứ trọng, yêu khí chấn áp các cao tăng thái cổ thánh Phật miếu khó chống cự lại. Đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ nhân tộc Tà Vấn Tử bị Kim Ô Bá hoàng tử đẩy lùi liên tục, thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trong thái cổ thánh yêu tộc người duy nhất không hành động là Viên Tam Tam thái cổ ma vượn tộc. Sau khi Viên Tam Tam đạp nát Cửu Hoa Tiên Sơn thì không có hành động gì, đôi mắt như chuông đồng nhìn bốn phía như muốn tìm ai, cuối cùng dừng lại trên hòn đảo Tiên Nổi. Chân Viên Tam Tam dẫm đất bay vọt lên, đáp xuống hòn đảo Tiên Nổi, đất đai trong vòng ba trượng nứt nẻ. Trung Nguyên nhất điểm qua tặc lưỡi, khó chịu nói. Huynh đài, người quấy nhiễu chúng ta ăn trái cây. Viên Tam Tam nói. Ta không ăn trái cây, ta đến bái kiến thánh nữ điện hạ. Viên Tam Tam cung kính vái ba cái hướng Hiên Viên Nhất Nhất, ánh mắt chân thành không giống như đến khiêu khích. Hiên Viên Nhất Nhất nhướng mày nói. Người biết ta. Viên Tam Tam cười nói. Trong nhân tộc ta phục thánh nữ điện hạ nhất, lòng lương thiện, chưa từng giết ai. Tốt hơn đám đạo sĩ đạo mạo trang nghiêm, Phật tu giả từ bi, chính nhân quân tử miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, đệ tử thế gia hiếp yếu sợ mạnh rất nhiều lần. Hiên Viên Nhất Nhất nói. Nhưng ta không quen ngươi. Viên Tam Tam như không nghe hiểu tiếng người, gã gãi đầu lẩm bẩm. Nói thật ra trước kia tên của ta là Hầu Thích Liệt, nhưng sau lần được Thánh Nữ Điện Hạ cứu ta đột nhiên cảm thấy trên đời này vẫn còn người tốt. Ta suy nghĩ một cái tên nhẹ nhàng chút. Ta định lấy tên Hầu Nhất Nhất, nhưng cảm thấy hai chữ Nhất Nhất là phạm kiêng kỵ ân công. Ta suy nghĩ mấy tháng không có kết quả, thế là đi thỉnh giáo một lão khỉ trong tộc ta. Ta kể lại tất cả cho lão khỉ nghe, hắn nói, Thích Liệt, ngươi hiểu được chân thiện mỹ trên đời này đã là tiến bộ rất lớn, cần mỗi ngày tam tỉnh ngô thân. Ta nghe xong cảm thấy lão khỉ thật giỏi, trở về ngẫm nghĩ một lúc. Nếu ân công lấy tên Nhất Nhất thì chắc có nghĩa là một ngày làm một chuyện tốt. Ta thấy ta nên mỗi ngày tam tỉnh ngô thân, tính số lượng thì nhiều hơn ân công gấp 3. Ha ha ha, cho nên tên của ta là Tam Tam. Nghĩ tên xong, ta lại giàu về dòng họ. Nghĩ đến nghĩ đi dòng họ của ân công là tốt nhất, thế là ta sửa tên cho mình thành Hiên Viên Tam Tam. Có tên rồi ta lại đi tìm lão khỉ, nhưng lão ta lắc đầu nguầy nguậy bảo ta lấy tên không tốt, nghe y như đệ đệ của ân công. Lão khỉ ban họ Viên cho ta, nên ta tên Viên Tam Tam. Ân công thấy tên của ta được không? Nếu ân công không thích thì ta lại sửa. Ta có nghĩ đến tên dự bị rồi, Viên Yêu Yêu. Hoặc là Hiên Viên Yêu Yêu. Viên Tam Tam rất nghiêm túc nhìn Hiên Viên Nhất Nhất, bộ dạng như con khỉ nhỏ ngơ ngác chờ Quan Âm Bồ Tát điểm hóa. Da thịt Hiên Viên Nhất Nhất búng ra sữa, rèm mi cong, chân mày như vẽ nhíu chặt. Hiên Viên Nhất Nhất hỏi. Ta từng cứu ngươi. Viên Tam Tam chắp hai tay, khom lưng cúi đầu, thô giọng nói. Năm xưa ta và một địch thủ không đội trời chung đánh nhau, đánh vào hư không phá vỡ mấy bí cảnh. Ta không đánh thắng hắn ngược lại bị thương nặng, may mắn đụng thủng hư không rớt xuống thủy nguyệt thiên cảnh. Khi ấy nếu không có thánh nữ điện hạ cứu giúp có lẽ ta đã chết. Viên Tam Tam ngẫm nghĩ, nói. Năm đó thánh nữ điện hạ mới 9 tuổi. Ngón tay Hiên Viên Nhất Nhất thuôn dài lặng lẽ suy tính trong ống tay áo. Hiên Viên Nhất Nhất suy tính được lúc nàng còn nhỏ nhặt con khỉ sắp chết trong thạch phong. Hiên Viên Nhất Nhất cứu sống con khỉ, nó luôn lẽo đẽo theo sau nàng, rồi có hôm không còn thấy con khỉ nữa. Chẳng lẽ con khỉ là người trước mặt nàng? Viên Tam Tam vái Hiên Viên Nhất Nhất xong bắt đầu làm việc chính. Viên Tam Tam đến trước mặt Cửu Thiên Yên Vũ, lại chắp tay, cúi đầu. Viên Tam Tam chân thành nói.
Cửu Thiên Tiên Nữ, ta cầu tiên nữ một việc. Cửu Thiên Yên Vũ hỏi. Có chuyện gì? Cửu Thiên Yên Vũ áo trắng như tuyết, đẹp không thua gì Hiên Viên Nhất Nhất. Cửu Thiên Yên Vũ không dùng khăn che mặt, lộ ra sắc đẹp khuynh thành tuyệt đại, làm người nhìn thấy nàng như tiên nữ thánh khiết trên bầu trời. Cửu Thiên Yên Vũ đứng trên đài lưu ly ngọc thạch, mắt trong như nước nhìn Viên Tam Tam cao to vạm vỡ, lưng hùm vai gấu, toàn thân lông lá. Viên Tam Tam nói, xin tiên nữ làm thê tử của ta. Cửu Thiên Yên Vũ kinh ngạc hỏi. Cái gì? Viên Tam Tam nghiêm túc lặp lại. Làm thê tử của ta. Viên Tam Tam cười chân chất. Bốn thái cổ thánh yêu tộc trước khi đến đây đã thảo luận muốn cướp bốn tiên nữ vào tay, đêm nay thì tẩm cho chúng ta. Nhưng tiên nữ yên tâm, ta là người thô lỗ nhưng tuyệt đối sẽ không bạc đãi tiên nữ. Ta không tàn bạo như mấy người kia, bọn họ nói chờ thị tẩm xong sẽ giết các nàng. Ta không làm được chuyện đó, tiên nữ đừng thấy ta thô lỗ vậy chứ lòng ta rất lương thiện, chỉ ngẫu nhiên thích đánh nhau. Nếu tiên nữ làm thê tử của ta, sau này mỗi ngày có thể kiềm chế ta một lần. Ta làm vua hầu sơn, tiên nữ sẽ là vương hậu. Nếu tiên nữ vẫn chưa yên tâm thì có thể nhờ thánh nữ điện hạ làm chứng cho chúng ta. Cửu Thiên Yên Vũ đứng ngây tại chỗ, tay che môi đỏ, không nói nên lời. Thị nữ của Cửu Thiên Yên Vũ sợ hãi mặt trắng bệch. Mắt Hiên Viên Nhất Nhất mông lung hơi nước, khuôn mặt dưới khăn che mặt cười tủm tỉm. Hiên Viên Nhất Nhất nhìn hướng Cửu Thiên Yên Vũ, không hiểu sao nàng hơi bị thích đề nghị này. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua đứng bật dậy, thân thể tròn trịa nhảy dựng lên như con vịt mập mạp. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua đến trước mặt Viên Tam Tam, tay chọt nhẹ vào rốn gã. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua nói. Huynh đệ, cái gì cũng phải có thứ tự. Cửu Thiên Tiên Nữ và Phong Gia huynh đệ của ta tình đầu ý hợp, người giờ đao cướp người không phải hành động của quân tử, thiếu đạo đức. Viên Tam Tam cúi đầu nhìn rốn mình bị Trung Nguyên Nhất Điểm Qua chọt. Không phải Trung Nguyên Nhất Điểm Qua cố ý khiêu khích, chỉ tại gã quá lùn, tay chạm đến rốn của Viên Tam Tam. Nếu Viên Tam Tam cao thêm mấy phân, Trung Nguyên Nhất Điểm Qua lùn mấy phần không chừng sẽ chạm vào chỗ không nên chạm. Mặt Viên Tam Tam đen thui, tuy tính tình gã tốt nhưng không có nghĩa là chịu đựng được bị người khiêu khích. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua không hề hay biết, tiếp tục vỗ bụng Viên Tam Tam. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua lạnh lùng nói. Đừng tưởng thái cổ thánh yêu tộc các ngươi ghê gớm lắm. Sau hội luận đạo vạn tộc, nhân tộc chúng ta cũng trở thành thái cổ thánh tộc. Hừm, chỉ bằng vào bốn vương giả thế hệ trẻ các ngươi đã định đơn độc khiêu chiến tất cả tài tuấn đỉnh cao của nhân tộc. Các ngươi thật là không để tộc ta vào mắt. Viên Tam Tam không nhịn được nữa, tay Trung Nguyên Nhất Điểm Qua đã sờ đến eo, tùy thời sẽ chạm vào đũng quần. Cánh tay Viên Tam Tam lóe ánh sáng kim loại. Năm ngón tay ngưng tụ tia chớp màu tím. Sấm sét răng đầy trên đầu Viên Tam Tam, một bàn tay vỗ xuống đầu Trung Nguyên Nhất Điểm Qua. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua khẽ thở dài. Không có phong độ gì hết. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua như con quay to xoay nhanh, hình thành vòi rồng. Viên Tam Tam vỗ vào vòi rồng, bị trận gió triệt tiêu, cuối cùng vỗ trúng đầu Trung Nguyên Nhất Điểm Qua. Bùm! Hai tay Trung Nguyên Nhất Điểm Qua giơ cao trên đầu. Đỡ được một chưởng của thái cổ ma vượn. Bùm 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 bùm. Đất đai dưới chân Trung Nguyên Nhất Điểm Qua không chịu nổi lực lượng khủng bố bắt đầu tan vỡ, thân thể gã chìm xuống lòng đất, bay ra bên dưới hòn đảo tiên nổi. Viên Tam Tam bốc lên chiến khí, tiếng cười chấn động khung trời. Ha 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 ha. Giỏi, trong nhân tộc còn có cường giả như ngươi. Ta muốn chiến, đánh với ta. Cửu Thiên Tiên Nữ gì đó đều là mây bay. Lúc này Viên Tam Tam có hứng thú với Trung Nguyên Nhất Điểm Qua nhiều hơn. Viên Tam Tam bay vọt lên thành ánh sáng đen lao vào Trung Nguyên Nhất Điểm Qua, mau như ánh sáng. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua như hồ lô lăn dưới đất, Viên Tam Tam vỗ một chưởng nứt đất vào người Trung Nguyên Nhất Điểm Qua bị bật lại như trái bóng. Ăn một đao của ta. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua rút ra đao trẻ củi dắt bên dây lưng, hai tay nắm chuôi đao. Khí chất trên người Trung Nguyên Nhất Điểm Qua thay đổi. Sắc bén như đao thần giáng thế, các dòng khí tụ tập vào tay gã. Đao quang bay ra, một nhúm lông chân rậm rạp của Viên Tam Tam bị cắt rụng. Viên Tam Tam sợ quá vội né tránh. Đao quang như tia chớp nối trời và đất, nguyên thiên hư động thiên bị chia thành hai nửa. Đao khí chói mắt xẹt qua trước mặt Bạch Kỳ Lân, phân thây chiến mã của gã chỉ để lại xác ngựa đẫm máu. Cạch! Bạch Kỳ Lân đập ly rượu Lạc Tiên Nữ đưa vào tay xuống đất,
gã tức giận nhìn Trung Nguyên Nhất Điểm qua ở phía xa. Lạc Thủy Hàn sợ hãi mặt xanh mét, hai chân thon dài dưới váy run bần bật. Lạc Thủy Hàn cứ nghĩ mình đã chọc giận sát thần này, vội vàng né xa. Viên Tam Tam sờ đuối trơn bóng, lông bị chém nứt hết. Gió thổi qua, đùi lạnh lẽo. Viên Tam Tam giật mình hỏi. Đây là đao pháp gì? Ăn một đao của ta. Trung Nguyên Nhất Điểm qua giơ đao đứng thẳng, phong độ như một vị đao pháp tông sư đứng đó, hằng cổ bất động. Vậy ngươi cũng ăn chùy của ta. Viên Tam Tam triệu hoán Chu Thiên Hám Tiên Truy, mắt hung dữ, ma khí hùng hồn. Cánh tay Viên Tam Tam ngày càng thô, năng lượng hủy thiên diệt địa ngưng tụ trên Chu Thiên Hám Tiên Truy, một chùy giáng xuống sẽ phá hủy tiên hư động thiên. Bạch Kỳ Lân tức giận bay qua. Mạng của tên đó thuộc về ta. Bạch Kỳ Lân cầm mâu thương tinh ngọc đâm vào Trung Nguyên Nhất Điểm qua. Viên Tam Tam vung chiến chùy. Bạch Kỳ Lân, người cút đi, đây là chiến đấu giữa chúng ta. Viên Tam Tam hất bay Bạch Kỳ Lân, vác Chu Thiên Hám Tiên Truy đuổi theo Trung Nguyên Nhất Điểm qua. Trung Nguyên Nhất Điểm qua thấy Viên Tam Tam lấy ra thái cổ hung binh Chu Thiên Hám Tiên Truy thì giật nảy mình. Trung Nguyên Nhất Điểm qua như trái bóng ra lăn nhanh, thoáng chốc đã chạy ra ngoài cửa cổng tiên hư động thiên. Trung Nguyên Nhất Điểm qua vừa chạy vừa la. Ta về nhà lấy thái cổ hung binh rồi chúng ta đấu tiếp. Đừng đi, hôm nay không phân ra thắng thua thì không ai được đi. Viên Tam Tam biến thành thái cổ ma vượn, gã như ngọn núi đen to lớn đập nát cửa tiên hư động thiên, rượt theo Trung Nguyên Nhất Điểm qua. Bạch Kỳ Lân bị Thi Thiên Hám Tiên Truy đập trúng ngực bay xa hơn 10 dặm. Nếu không nhờ giáp cổ do Kỳ Lân Thánh Linh để lại thì cơ thể Bạch Kỳ Lân đã bị đập thủng. Bạch Kỳ Lân che ngực máu sôi sục, hung tợn chừng bóng lưng Viên Tam Tam chạy nhanh ra ngoài. Bạch Kỳ Lân nghiến răng nói. Đáng ghét, ta sớm nói rồi, cái tên người rừng đó không có não. Tây Môn Suy Tiêu bưng một ly rượu đứng bên mép Lưu Ly Tiên Đảo, từ trên cao nhàn nhã nhìn xuống Bạch Kỳ Lân bị khảm vào vách đá hòn đảo tiên nổi. Tây Môn Suy Tiêu mời. Này huynh đệ, có muốn uống một ly không? Bạch Kỳ Lân bị Viên Tam Tam đánh một chùy trùng hợp đập vào Lưu Ly Tiên Đảo. Bạch Kỳ Lân chưa từng chật vật như vậy, gã ngước đầu lên hung tợn chừng Tây Môn Suy Tiêu. Bạch Kỳ Lân biến thành luồng sáng trắng bay vọt lên, đứng vững trên Lưu Ly Tiên Đảo. Bạch Kỳ Lân ngạo nghễ nhìn mọi người trên hòn đảo tiên nổi, nói. Một đám con kiến. Tây Môn Suy Tiêu đứng ngay bên cạnh Bạch Kỳ Lân, nghe gã nói xong hết cười. Tây Môn Suy Tiêu xoay người đi, lẩm bẩm. Cái tên này không dễ ở chung chút nào. Bạch Kỳ Lân không thể để mấy nhân loại thấy bộ dạng của gã chật vật sống sót. Gã là đệ nhất nhân thế hệ trẻ Kỳ Lân yêu tộc, là thần thoại bất bại. Bất cứ chuyện gì ảnh hưởng hình tượng của Bạch Kỳ Lân đều không được phép tồn tại. Một đám con kiến mặc cho gã tự tay giết, như đám anh kiệt nhân tổ động thiên trên không động tiên sơn. Bạch Kỳ Lân đánh đám anh kiệt nhân tộc đó run sợ, Lạc Thủy Hàn như thị nữ rót rượu cho gã. Bạch Kỳ Lân không thèm để mấy người vào mắt, quyết định dùng thế sấm sét giết hết người trên Lưu Ly Tiên Đảo. Bạch Kỳ Lân vung mâu thương tinh ngọc, vô số đạo tắc chảy xuôi trên mâu thương hình thành từng đợt thánh văn đâm vào lưng Tây Môn Suy Tiêu. Bạch Kỳ Lân từng sử dụng mâu thương tinh ngọc cách ức vạn giảm hư không giết một đại hiền giả nhân tộc. Bạch Kỳ Lân muốn giết một anh kiệt thế hệ trẻ nhân tộc dễ như chơi. Lưng Tây Môn Suy Tiêu như có mặt, một cây ngọc tiêu bay ra khỏi tay áo nhanh như chớp điểm sau lưng. Ngọc tiêu điểm vào mũi thương, hai lực lượng cường đại va chạm, Lưu Ly Tiên Đảo rung bần bật. Bạch Kỳ Lân cảm giác màng tai đau nhức, ngay khi mâu thương tinh ngọc va chạm vào ngọc tiêu thì một luồng sóng âm kỳ lạ truyền vào tai gã, suýt đâm rách màng tai. Bạch Kỳ Lân vội rút thương về, thụt lùi ba bước. Đầu Bạch Kỳ Lân ù vang mất thính giác, mới lúc sau mới phục hồi lại. Bạch Kỳ Lân nhìn kỹ Tây Môn Suy Tiêu, tim rớt cái bịch. Tây Môn Suy Tiêu rút ngọc tiêu về, ngồi lại xuống ghế. Tây Môn Suy Tiêu liếc Bạch Kỳ Lân, ánh mắt sắc bén nói. Vương giả thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc các ngươi cho rằng mình vô địch thật sự. Có biết người mạnh nhất thế hệ trẻ nhân tộc ở đâu không? Người đó không ở trên sáu tiên sơn chính giữa tiên hư mà là Lưu Ly Tiên Đảo này. Ta cá với ngươi một ván, ngươi có tin là ngươi không thể giết được bất cứ ai trên Lưu Ly Tiên Đảo này không? Tây Môn Suy Tiêu và Bạch Kỳ Lân đánh nhau nhìn như nhẹ nhàng, không tỏ rõ uy lực nhưng biểu hiện kỹ xảo chiến đấu rất mạnh, vận luật thiên đạo bốn lạng nhấc ngàn cân. Kỹ kinh toàn trường, làm người ta nhìn chăm chú.
Phong Phi Vân cảm giác khí chất của Tây Môn Suy Tiêu thay đổi hẳn, đó là khí thế của người bề trên, giống như vương giả thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc, mang lại áp lực lớn. Sau khi biết thân phận của Tây Môn Suy Tiêu thì Phong Phi Vân đã nghi ngờ mỗi người trên Lưu Ly Tiên Đảo toàn là gã cố ý vô tình mời đến. Ví dụ Thiên Toán Thư Sinh, Trung Nguyên Nhất Điểm Qua, Lư Sơn Nhân, Phong Phi Vân. Bạch Kỳ Lân không tin lời Tây Môn Suy Tiêu. Các ngươi thật sự mạnh vậy sao? Gã là đệ nhất nhân thế hệ trẻ Kỳ Lân yêu tộc, nếu mấy người trên Lưu Ly Tiên Đảo có thực lực đối kháng với gã, vậy thế hệ trẻ nhân tộc mạnh đến cỡ nào? Bạch Kỳ Lân nhìn chằm chằm một thư sinh yếu đuối, hai tay cong lại, mâu thương tinh ngọc xoay nhanh trong vòng tay. Mâu thương tinh ngọc xuyên thấu hư không bắn vào trán Thiên Toán Thư Sinh. Vù 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 vù. Thiên Toán Thư Sinh mỉm cười, cao thâm khó dò. Bàn tay trắng hơn nữ nhân khẽ nâng, thiên thế, địa thế toàn thiên địa tụ tập vào Thiên Toán Thư Sinh, như vạn long về tổ. Thiên Toán Thư Sinh như biến thành một tòa thiên địa, mênh mông không lường được. Đại xảo không công, đại tượng vô hình. Vô số ánh sáng tụ lại trước mặt Thiên Toán Thư Sinh, hình thành trời sao trước mắt gã. Khí thế của Bạch Kỳ Lân không gì sánh bằng, uy lực siêu khủng khiếp, có thể đâm thủng ngôi sao. Nhưng mâu thương tinh ngọc không cách nào chạm vào thân thể Thiên Toán Thư Sinh, dường như Bạch Kỳ Lân và Thiên Toán Thư Sinh cách xa nhau ước vạn dặm. Bạch Kỳ Lân sợ hãi. Thiên tượng vô hình, không ngờ có người đi đến độ cao trong thiên đạo như thế. Bạch Kỳ Lân rút mâu thương tinh ngọc về, nhìn chằm chằm Thiên Toán Thư Sinh cười tủm tỉm, thầm chú trọng gã. Trong Kỳ Lân yêu tộc có một đại trí giả tu luyện 4 vạn năm cũng không đến cảnh giới thiên tượng vô hình. Một anh kiệt nhân tộc thế hệ trẻ đã đến cảnh giới này, chỉ kém một bước là có thể chí đạo thành thánh, làm người ta quá giật mình. Thư Sinh thoạt trông yếu đuối, tuy không phải bán thánh nhưng bán thánh chưa chắc bị thương gã được. Bạch Kỳ Lân không sợ Thiên Toán Thư Sinh. Trước khi gã chí đạo thành thánh thì sức chiến đấu chưa chắc mạnh hơn gã. Nhìn như Thiên Toán Thư Sinh còn kém một bước có thể thành thánh nhưng thật ra cách thánh đạo ngàn vạn dặm, đó là khoảng cách trời với đất. Bạch Kỳ Lân cẩn thận hơn, gã thấy kỳ lạ. Tu sĩ nhân loại trên Lưu Ly Tiên Đảo này không dễ chọc, bọn họ thật sự có thực lực đối kháng với vương giả thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc sao? Loại người kiêu ngạo tự kỷ như Bạch Kỳ Lân khinh thường tấn công nữ nhân, thế là gã nhìn Phong Phi Vân. Bạch Kỳ Lân cẩn thận hơn, gã gọi ra cổ linh khí thập thất phẩm. Đây là vật chú dạ luân, bên trong có 2 thiên địa, một là ban ngày, một là ban đêm. Yêu khí bàng bạc rót vào chú dạ luân, phát ra thanh âm sóng vỗ thủy triều luân phiên. Khí thế linh khí thập thất phẩm bộc phát, biến tiên hư động thiên thành bóng tối. Một vầng trăm đẫm máu treo trên trời đêm, xung quanh là tiếng sói hú. Phong Phi Vân cảm giác hắn đột nhiên đến thế giới hắc ám. Người xung quanh biến mất hết. Thiên địa tĩnh lặng không một tê ba kiếm quang. Bạch Kỳ Lân anh tư hiên ngang bước ra từ hắc ám, người tỏa ánh sáng trắng lấp lánh như thiên thần rơi xuống đất. Ánh mắt Bạch Kỳ Lân sâu thẳm lạnh băng. Bạch Kỳ Lân cười nói. Nhân loại, trong thế giới ám dạ này ta là chúa tể tuyệt đối. Ta muốn người sống thì người sống, ta muốn người chết thì người phải chết. Bây giờ người có thể lựa chọn khuất phục ta, làm người của ta. Hoặc chọn chống lại ta, sau đó làm người chết. Phong Phi Vân hỏi. Ta không lựa chọn có được không? Bạch Kỳ Lân trầm giọng nói. Tất nhiên không được. Phong Phi Vân đứng trong thế giới hắc ám, nhìn mặt trăng đỏ máu trên bầu trời, giống như mồm máu treo trên trời đêm. Bạch Kỳ Lân hỏi. Ngươi thật sự không lựa chọn? Phong Phi Vân chắp hai tay sau lưng, cười châm chọc. Ngươi không làm gì được ta thì tại sao ta phải chọn? Hừ. Ám dạ lôi phạt. Bạch Kỳ Lân chỉ lên trời, thế giới ám dạ bị phá vỡ tĩnh lặng. Mây đen kéo đến, càng lúc càng dày đặc như mực nước bao phủ cả thế giới. Gió lạnh rít gào, một tia chớp đỏ thô cỡ thùng nước từ trên trời giáng xuống. Tiếng sấm sét chói tai, ánh sáng khiến mặt đất tối tăm sáng lên. Đây là thế giới chú dạ luân, lực lượng nằm trong kiểm soát của Bạch Kỳ Lân. Bạch Kỳ Lân thi triển luân hồi tật tốc lướt ngang ra 800 dặm. Đứng trên vách đá treo leo, né khỏi tia chớp hủy diệt. Bạch Kỳ Lân liên tục đánh ra 3 thần thông. Cấm không gian. Phong thời gian. Cách đạo pháp. Phong Phi Vân cảm giác cơ thể nặng ức vạn cân, như có mấy ngàn ma sơn đè lên người. Không thể ngừng lại trên người Phong Phi Vân, không thể thi triển đạo pháp thần thông nào. Phong Phi Vân bị giam cầm. Cảm giác này chỉ có khi đối diện thánh linh,
bởi vì thánh linh có không gian lĩnh vực của riêng mình. Bất cứ ai bước vào lĩnh vực không gian của thánh linh sẽ giống như con kiến mặc cho thánh linh xâm lược. Nhưng Bạch Kỳ Lân thông qua cổ linh khí thi triển ra lĩnh vực không gian tuyệt đối không thể so sánh với thánh linh thật, cách biệt quá lớn. Lĩnh vực không gian này chỉ có thể giam cầm thánh hiền giả bình thường, không ức chế Phong Phi Vân nổi. Nếu ngươi không thần phục vậy thì chết đi. Cánh tay Quy Gia trở nên thô to, nổi cục biến thành chân Kỳ Lân thần dị đè xuống đầu Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không nhúc nhích nhìn chân Kỳ Lân đạp xuống, cánh tay bị giam cầm bỗng vươn một ngón ra chỉ lên trời. Thiên kiếp! Chín tia chớp ngưng tụ trên bầu trời phát ra ức vạn tia điện đánh Bạch Kỳ Lân bay ra ngoài, người bốc khói. Ground! Bạch Kỳ Lân hoàn toàn biến thành một con Kỳ Lân, cao chí ngàn thước, như điêu bằng bạch ngọc, vảy phủ bụng, đầu như rồng, tứ chi như voi thần. Lực lượng kiếp diệt vạn đạo pháp vận chuyển nhanh trong người Phong Phi Vân, khí thánh linh biến thành kiếp lực thiên kia. Các tia điện đan xen trong người Phong Phi Vân, tiếng sấm vang trong cơ thể. Thiên kiếp uy, lôi kiếp đầy trời đánh xuống Bạch Kỳ Lân, điện cầu như sao, tia chớp như sông lớn bao bọc toàn thân Bạch Kỳ Lân. Ground, Bạch Kỳ Lân bị kiếp diệt vạn đạo pháp công kích nhưng chỉ bị thương nhẹ, gã lao ra khỏi thiên kiếp, người đầy tia điện. Bạch Kỳ Lân lại công kích Phong Phi Vân. Phong Phi Vân kinh ngạc nói. Nó vượt qua được thiên kiếp. Phong Phi Vân chỉ ngạc nhiên giây lát, người hắn phát ra tiếng răng rắc xương cốt di chuyển. Lưng Phong Phi Vân mọc đôi cánh phượng hoàng, lửa bao bọc toàn thân hắn. Đôi tay Phong Phi Vân biến thành vuốt phượng đánh vào người Bạch Kỳ Lân. Quanh vuốt phượng hoàng phát ra tiếng rào rào, hỏa hoa bắn tung. Một bộ áo giáp chứa thánh linh đạo tắc. Năm ngón tay Phong Phi Vân đau nhức nhìn áo giáp bạch ngọc trên người Bạch Kỳ Lân, đã hiểu tại sao kiếp diệt vạn đạo pháp không chấn được gã. Áo giáp trên người Bạch Kỳ Lân chắc chắn là bộ giáp thánh linh từng mặc. Tuy không phải thánh linh dụng cụ nhưng có đạo thánh linh dựng dục bên trong, khiến lực phòng ngự của áo giáp hơn xa giáp linh khí bình thường. Bạch Kỳ Lân nói tiếng người. Biết ta có thánh linh giáp cổ thì tốt rồi. Tu vi của ngươi đúng là mạnh, nhưng ta đứng ở thế bất bại. Cho nên hôm nay người thua là ngươi. Đôi mắt Kỳ Lân to đùng ngưng tụ lực lượng lửa, đỏ thẫm mà nóng rực. Bạch Kỳ Lân há mồm phun ra 12 con rồng lửa dài ngàn dặm. Khổ hải vô biên. Hai tay Phong Phi Vân chắp vào nhau, lòng bàn tay lao ra Phật văn màu vàng vô tận, nghiền nát 12 con rồng lửa. Những Phật quang tụ tập thành thế giới Phật khí khổng lồ chướng nứt thế giới hắc ám chú dạ luân, xé rách một khe hở. Bạch Kỳ Lân hù dài. Muốn chạy, không dễ đâu. Cho rằng ta không trấn áp được ngươi sao. Phong Phi Vân đứng trên đỉnh thế giới hắc ám, các Phật lý đan xen trong lòng bàn tay. Tay Phong Phi Vân to không giới hạn. Một chưởng vỗ xuống đánh bay Bạch Kỳ Lân. Khi Phong Phi Vân mở to mắt hắn lại ngồi trên lưu ly tiên đảo, quần áo ngay ngắn, ung dung như thể vừa rồi không xảy ra chuyện gì. Bạch Kỳ Lân đứng đối diện thì người run rẩy, khóe môi dính vệt máu, trong mắt tràn ngập kinh hoàng. Bạch Kỳ Lân thầm nghĩ. Ta mặc giáp cổ thánh linh vậy mà hoàn toàn không ngăn chặn lực lượng của hắn được. Nếu nói Tây Môn Suy Tiêu đem lại rung động là công kích sóng âm thần hồ kỳ kỹ. Thiên toán thư sinh đến tu vi thiên đạo thiên tượng vô địch, là lực lượng mà Bạch Kỳ Lân không thể đoán biết. Nhưng hai người này không khiến Bạch Kỳ Lân sợ hãi, vì gã có đầy đủ tự tin dù không giết người được thì bọn họ cũng không thể làm gì gã. Phong Phi Vân đem lại uy hiếp thì khác, đó là loại uy hiếp mạng sống. Tây Môn Suy Tiêu thấy Bạch Kỳ Lân tóc dài bay rối, lạnh lùng cười. Thế nào, Bạch Kỳ Lân, người có tin là mấy người chúng ta hợp sức có thể giết người tại đây không? Bạch Kỳ Lân kiềm lòng không được lùi hai bước, lòng sợ hãi. Nếu mấy người này hợp tác thì Bạch Kỳ Lân khó thể trốn thoát. Cửu Thiên Yên Vũ rất giật mình, nàng biết mấy người không phải người bình thường nhưng mới rồi bọn họ biểu hiện ra thực lực quá đáng sợ. Mỗi người có thực lực đối kháng đệ nhất nhân thế hệ trẻ Thái Cổ Thánh Yêu tộc. Đây mới là người mạnh nhất nhân tộc. Trên không động Tiên Sơn, Lạc Thủy Hàn yểu điệu như vị thần Lạc Thủy, tựa vầng trăng sáng tinh khiết. Lạc Thủy Hàn che môi son, kinh ngạc nói. Trời, Cửu Thiên Yên Vũ quen với đám nhân vật biến thái gì vậy? Hay nàng mời hết vương giả thế hệ trẻ nhân tộc qua đó? Bạch Kỳ Lân đánh anh kiệt nhân tổ động thiên gục như heo chó giờ liên tục chịu thiệt, có nguy hiểm bị giết. Chuyện này khiến người không tin nổi. Đệ nhất cường giả thế hệ trẻ tạo hóa nhân tổ động thiên trung thần tú đôi mắt sắc bén nhìn Phong Phi Vân trên lưu ly tiên đảo. Là hắn,
cứ tưởng hắn là người hầu của huyết giao yêu vương, giờ xem ra huyết giao yêu vương là tọa kỵ với hắn mới đúng. Thường Liên Y toát ra khí chất Phật bình yên, thanh tú tinh khiết. Thường Liên Y nói, cứ nghĩ Tà Vấn Tử đã là đệ nhất nhân thế hệ trẻ nhân tộc, không người địch nổi, nhưng mấy người kia không ai yếu hơn hắn, thậm chí mạnh hơn một chút. Công Tôn Bạch Chỉ rất tức giận, nghiến răng ken két muốn cắn Cửu Thiên Yên Vũ. Công Tôn Bạch Chỉ nói, hừ, còn bảo là không thích nổi bật, không tranh chấp với ta. Bây giờ ngươi cướp hết mọi ánh mắt. Kim Ô Bá Hoàng Tử và Đạo Tổ Cổ Kinh tách ra, đứng hai đầu cổ chiến đài, cao thấp đã rõ ràng. Ngực Đạo Tổ Cổ Kinh đổ máu ròng rã, xương sườn bị gãy bảy, tám khúc, phổi bị đánh nát, lửa đốt khét cơ thịt. Kim Ô Bá Hoàng Tử thì vẫn quần áo thẳng thớm, áo choàng sau lưng bay lên. Kim Ô Bá Hoàng Tử nhìn Tà Vấn Tử phía đối diện, nói. Tu vi của ngươi rất khá, có thể xưng là vương giả thế hệ trẻ. Nhưng ngươi quá trẻ tuổi, có chút chênh lệch với ta. Tà Vấn Tử lạnh lùng nhìn Kim Ô Bá Hoàng Tử, không phản bác câu nào. Thua là thua, thời gian tu luyện ngắn hơn đối phương không thể là cái cớ CSỞ thua cuộc. Kim Ô Bá Hoàng Tử liếc hướng Lưu Ly Tiên Đảo, biến thành luồng sáng vàng bay qua. Kim Ô Bá Hoàng Tử như mặt trời vàng lơ lửng bên trên hòn đảo tiên nổi, tỏa ánh sáng và sức nóng. Phong Phi Vân cười nói. Kim Ô Bá Hoàng Tử, từ khi tạm biệt tại Đan Đỉnh Quỷ Thị giờ chúng ta lại gặp nhau. Là ngươi, bán yêu. Mới rồi Kim Ô Bá Hoàng Tử còn oai phong giờ lòng nóng này. Kim Ô Bá Hoàng Tử từng đánh nhau với trong Đan Đỉnh Quỷ Thị, chịu thiệt trong tay hắn. Phong Phi Vân thắng địa ngục giáp của gã, đây là nỗi đau trong lòng Kim Ô Bá Hoàng Tử. Sau khi chân thân xuất quan, Kim Ô Bá Hoàng Tử luôn tìm Phong Phi Vân, muốn rửa hận cũ. Thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, Kim Ô Bá Hoàng Tử không ngờ gặp lại Phong Phi Vân tại đây, đó là thiên ý. Nhưng chân thân Kim Ô Bá Hoàng Tử không ở đây, hơi rắc rối. Vù 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 vù. Hỗn Côn Hoàng Tử bay qua, khoanh hai tay, đứng trong không trung. Hỗn Côn Hoàng Tử cười mỉa mai. Bạch Kỳ Lân, ngươi làm Thái Cổ Thánh Yêu tộc chúng ta mất hết mặt mũi. Bị bán yêu đánh bị thương, mất hết mặt mũi. Ba vương giả Thái Cổ Thánh Yêu tộc bay quanh Lưu Ly Tiên Đảo, yêu khí dâng trào đến tột đỉnh. Mỗi người khí thế khiếp người. Làm Lưu Tô Tử tu vi hơi yếu mặt trắng bệch, huyết khí dâng trào. Chỉ là yêu khí từ Hỗn Côn Hoàng Tử, Bạch Kỳ Lân, Kim Ô Bá Hoàng Tử đã làm Lưu Tô Tử bị thương, đây chính là thực lực của vương giả thế hệ trẻ. Phong Phi Vân lặng lẽ thả thánh vực ra bao bọc Lưu Tô Tử lại, nàng thấy dễ chịu hơn một chút. Phong Phi Vân trợn trắng mắt với Phong Phi Vân, không nhận ý tốt của hắn. Lưu Tô Tử cảm thấy bị Phong Phi Vân hại thảm, bây giờ ngực và mông nàng chướng căng. Phương xa, tất cả thiên tài tuấn kiệt nhân tộc nhìn chăm chú bên Lưu Ly Tiên Đảo. Bọn họ cảm giác rõ ràng khói thuốc súng đậm đặc từ Lưu Ly Tiên Đảo, hai lực lượng cường đại làm người ta nghẹt thở đang va chạm, tuy chưa đánh nhau nhưng mức độ nguy hiểm khiến người ngộp thở. Thiên địa tiên hư động thiên bị hút thành chân không. Thành chủ thứ hai Hỗn Độn Thiên Thành tự mình đến Hỗn Độn Thiên Thành, râu bạc bay bay, bộ dạng cổ xưa, thoạt trông đã sống mấy vạn tuổi nhưng tinh thần còn tràn đầy. Có thể làm thành chủ thứ hai Hỗn Độn Thiên Thành đương nhiên là chí tôn thế hệ trước. Những anh kiệt nhân tộc đỉnh cao hành lễ với thành chủ thứ hai Hỗn Độn Thành, đây là tồn tại đáng giá tất cả tu sĩ nhân loại tôn kính, tựa như thần linh. Thành chủ thứ hai Hỗn Độn Thành nhìn hướng Lưu Ly Tiên Đảo, mắt sáng rực, khí thế hùng hồn, thanh âm già nua. Bọn họ là vương giả thế hệ trẻ thật sự của nhân tộc. Tây Môn Thái Tử của Phiêu Miểu Thần Triều. Quỷ tài truyền kỳ Trung Nguyên gia tộc, một trong ba đại gia tộc Thái Cổ. Thánh nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, nhi tử của yêu ma đầu tiên phá vỡ nguyền rủa bán yêu. Thiếu niên hoàng giả bất tử nhân tộc, môn chủ Thiên Toán Môn. Bọn họ mới là vương giả thật sự, ai cùng tranh phong. Tây Môn Suy Tiêu cười nói. Ta đã thấy chuyện hôm nay là lạ, hóa ra do người sắp xếp tất cả, ta cứ nghĩ là Vu lão giả thúc đẩy. Thành chủ thứ hai Hỗn Độn Thành cười tủm tỉm. Những người này tụ tập trên Lưu Ly Tiên Đảo đúng là do lão một tay sắp xếp. Thành chủ thứ hai Hỗn Độn Thành nói. Hôm nay đã đến lúc cho sinh linh trong thiên hạ biết nhân tộc hùng mạnh. Anh kiệt nhân tộc trên tiên sơn cảm giác máu nóng sôi sục. Địa vị của bọn họ cực cao, đã nhận được tin nhân tộc sắp đột phá Thái Cổ Thánh tộc, nội tình bộc lộ hết. Nội tình của nhân tộc cường đại đến mức nào? Mỗi người đều muốn biết đáp án.
có bốn chí côn thái cổ thánh yêu tộc vào tiên hư động thiên, đứng bên ngoài hư không. Người bình thường không thấy bóng dáng bọn họ, chỉ nghe thanh âm. Trong đám mây phương Bắc phát ra thanh âm ồm ồm. Nhân tộc ôn dưỡng nhiều năm rốt cuộc sắp lộ mặt. Trong tiên cung phương Nam có yêu khí dâng lên, nói. Trước kia đã xem thường nhân tộc, bỏ qua các ngươi mấy năm nay. Về sau sẽ không sơ sẩy như vậy nữa. Thanh âm vô hình khác vang lên. Lần này khiến nhiều tiểu bối kiệt xuất đi ra, không sợ bọn họ bị bóp nát từ trong trứng nước sao. Khi đó cao tầng nhân tộc các ngươi có muốn khóc cũng không kịp. Thành chủ thứ hai hỗn độn thành cười nói. Nếu thế hệ trẻ chinh chiến, bọn họ bị giết chỉ nói lên thực lực kém, không thể trách được ai. Nhưng, nếu có chí tôn thế hệ trước ra tay với bọn họ thì... Hừ, dù là thánh linh cũng phải chết. Một chí tôn thế hệ trước yêu tộc đi ra từ cung điện. Cho rằng thái cổ thánh yêu tộc chúng ta sợ hù dạo sao. Chí tôn thế hệ trước đứng trên tiên sơn bay, phát ra yêu khí khủng khiếp diễn hóa ra vũ trụ hỗn loạn quanh người. Thành chủ thứ hai hỗn độn thành chỉ cười. Sâu trong tiên hư động thiên, một luồng thánh linh khí phóng lên cao, khí thế dâng trào khiếp hồn người ập đến. Thánh linh dụng cụ. Chí tôn thế hệ trước biến sắc mặt, rút về yêu khí, vung tay áo, hừ mạnh. Chí tôn nhân tộc khác ẩn trong áng mây nói. Vậy giao cho thế hệ trẻ giải quyết đi. Mấy chí tôn nhân tộc rút về, yêu khí biến mất. Thành chủ thứ hai hỗn độn thành cũng biến mất trong không trung. Lưu ly tiên đảo. Tây môn suy tiêu ngồi bên bàn ngọc, bóc miếng đu đủ nhét vào miệng, liếc qua Phong Phi Vân. Tây môn suy tiêu cười nói. Chưa chính thức bắt đầu luận đạo đã bị mấy con rồi quấy rầy hứng thú. Hay Phong huynh ra tay đuổi ruồi bỏ đi đi. Phong Phi Vân bóc một miếng trái cổ, mỉm cười. Ta đến đây chỉ để xem náo nhiệt, đánh ruồi thì. Hơi buồn nôn. Phong Phi Vân cảm thấy Tây môn suy tiêu sâu không lường được, thiên toán thư sinh chưa từng ra tay, một khi hành động tài nghệ trấn áp bốn phương. Bọn họ toàn là tư chất kinh diễm, có cao tầng nhân tộc ra tay cho Tây môn suy tiêu, thiên toán thư sinh trước kia điệu thấp. Bây giờ nhân tộc sắp xông thái cổ thánh tộc nên không cần điệu thấp nữa. Phong Phi Vân rất muốn biết Tây môn suy tiêu, thiên toán thư sinh mạnh đến mức nào. Nhìn tu vi của hai người có thể suy đoán nội tình sau lưng nhân tộc. Tây môn suy tiêu xòe tay, bất đắc dĩ nói. Lần này không được, thiên toán, ngươi ra đi. Phong Phi Vân cười lắc đầu, nói. Ta chỉ là một thư sinh không dùng võ, dùng võ thì không phải thư sinh, mất lễ độ. Tây môn suy tiêu luôn gai mắt thiên toán thư sinh, châm trích. Lễ độ bại hoại. Tây môn suy tiêu chuyển sang nhìn Lư Sơn Nhân, cười nói. Sớm nghe nói bất tử nhân tộc ra một thiếu niên hoàng giả. Kế thừa y bát của bất tử thiên tôn, hay Lư huynh trổ tài đi. Lư Sơn Nhân nói, ta chỉ có thể chiến với một người, đấu hai người sẽ thua. Lư Sơn Nhân kiệm lời không nói nhiều, không khoe khoang, có cái gì thì nói cái đó. Hiên viên nhất nhất gai mắt Tây môn suy tiêu cứ xúi người ta đánh nhau còn mình thì xem kịch vui. Hiên viên nhất nhất lên tiếng, có thể đối kháng với một người trong số bọn họ đã là tuyệt thế vô địch thiếu niên hoàng giả. Bọn họ không phải ruồi bỏ, là đệ nhất nhân thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc, Lư huynh đối kháng được với một người đã chứng minh Lư huynh đi thái cổ thánh yêu tộc có thể quét ngang tất cả tu sĩ thế hệ trẻ trẻ của yêu tộc. Lưu Tô Tử cũng thấy Tây môn suy tiêu thiếu đạo đức, nói bóng nói gió. Có một số người nói thì nhẹ nhàng, nếu để hắn một mình so tài với ba vương giả thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc e rằng thua chắc. Đánh một trận có lẽ sẽ cụt tay gãy chân. Tây môn suy tiêu không hề xấu hổ. Dõng dạc nói. Khụ khụ, ta không nói có thể một chọi ba, ta tự biết lượng sức. Mấy người trên lưu ly tiên đảo vẻ mặt nhẹ nhàng, trò chuyện vui vẻ, không thèm để mắt Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn Hoàng Tử, Kim Ô Bá Hoàng Tử. Cảnh tượng như một đám vương giả thế hệ trẻ đang luận đạo, các anh kiệt nhân tộc đứng phía xa rất hâm mộ. Chỉ có bọn họ mới có thể biểu hiện nhẹ nhàng trước mặt ba sát thần, khi nào thì mình cũng có thể phớt lờ thái cổ thánh yêu tộc như thế. Ba vương giả thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc tức giận, bọn họ chưa từng bị ai coi thường như thế. Kim Ô Bá Hoàng Tử, Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn Hoàng Tử chuẩn bị sẵn sàng mới đến tiên hư động thiên, nhưng lại gặp một đám vương giả thế hệ trẻ nhân tộc, còn bị bọn họ trêu chọc. Phản rồi. Hai tay Hỗn Côn Hoàng Tử kết ma ấn, trong không trung sinh ra hố đen không khác gì lỗ đen trong trời sao, nuốt hết ánh sáng và nhiệt độ xung quanh.
bất cứ cái gì dính phải lỗ đen sẽ thành bột phấn. Lỗ đen trướng to ra bao phủ nguyên lưu ly tiên đảo. Lư Sơn Nhân mặc áo gián sát người mắt bắn ra hai tia sáng đỏ máu, nhe răng nanh, tóc xanh biếc, lưng mọc đôi cánh thịt đậm úa. Lư Sơn Nhân vọt lên, lao vào lỗ đen. Đây là bộ dạng lúc chiến đấu của bất tử nhân tộc. Trước kia Phong Phi Vân có nghe nói truyền thuyết về bất tử nhân tộc. Trong người bất tử nhân tộc chảy dòng máu không tinh thuần, thiên hướng âm u, có máu nhân loại, có máu thi tà. Đồn rằng ban đầu bất tử nhân tộc là đám thi tà bò ra từ ngôi mộ, sau này một vị thi tà tên là bất tử thiên tôn sáng tạo công pháp không thể tưởng tượng, khiến những thi tà thông qua hút máu sinh vật nâng cao lực lượng. Sau khi thi tà hút máu mới thì thi huyết có sức sống, giống y như máu người sống. Bất tử tộc quần không ngừng lớn mạnh, tiến hóa dần, trong người có một nửa máu người sống, giống như bán yêu, bán thú nhân. Cũng như hai chủng tộc bên trên, bất tử nhân tộc không được nhân tộc thích, bị chèn ép, số lượng rất ít ỏi. Bất tử nhân tộc chỉ có sinh tồn trong mảnh đất nhỏ hẹp Trung ương Vương triều thứ 134. Bùm! Lỗ đen bị đánh nát. Lư Sơn Nhân bay ra ngoài, giương đôi cánh thịt đỏ máu. Cánh dài hơn 30 thước, Lư Sơn Nhân biến thành cái bóng đỏ đụng vào người Hỗn Côn Hoàng tử. Hai vương giả thế hệ trẻ đánh túi bụi, huyết khí và yêu cơ si chuyển đổi đánh nát vô số hòn đảo tiên nổi. Mọi người tản ra như chim sẻ bay. Kim Ô Bá Hoàng tử, Bạch Kỳ Lân cùng biến thành bản thể, cơ thể khổng lồ như núi, một móng vuốt to cỡ lưu ly tiên đảo. Nhưng Kim Ô Bá Hoàng tử, Bạch Kỳ Lân công kích cỡ nào cũng không thể đánh nát hòn đảo tiên nổi nho nhỏ này. Ầm 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 ầm. Lửa Kim Ô như mặt trời nóng cháy hòa tan tảng đá phía xa thành dung nham, khiến tiên hư động thiên bốc cháy. Vó to của Bạch Kỳ Lân đám người lực lượng khủng khiếp, mỗi lần giáng xuống như sao va chạm. Thiên Toán Thư Sinh lật tay là mây, trở tay là mưa. Tinh vân bao phủ lưu ly tiên đảo, mặc cho Kim Ô Bá Hoàng tử, Bạch Kỳ Lân công kích cỡ nào cũng không thể đụng vào lưu ly tiên đảo. Thanh cổ kiếm bay ra từ lưu ly tiên đảo, kiếm khí như dòng sông, như sao băng xẹt qua không trung. Tiếng tiêu vang lên, sóng âm ngưng tụ 108.000 vũ hóa sát thần mặc áo giáp, cầm chiến kiếm, thân thể như ảo ảnh nhưng thật sự tồn tại, biến nguyên tiên hư động thiên thành chiến trường. Bùm 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 bùm. Vương giả thế hệ trẻ nhân tộc và yêu tộc đấu ngay mặt, lần đầu tiên từ sau thời kỳ Thái Cổ. Tiên hư động thiên bị đánh tan hoang, dung nham ngút trời, núi sông gãy đổ. Tuy tiên hư động thiên rất nguy hiểm nhưng không ai rời đi, bọn họ muốn chứng kiến giây phút lịch sử này. Có lẽ hôm nay lịch sử nhân tộc sẽ sửa lại. Đây là cuộc chiến sẽ được ghi vào sách sử, sự kiện tiêu chí nhân tộc vùng lên. Nhân vật nào chứng kiến trận chiến này đều sẽ để tên trong lịch sử, quá kích động lòng người. Phập! Một móng vuốt của Kim Ô Bá Hoàng tử bị chém xuống, cơ thể bị sóng âm xuyên thủng, toàn thân chảy máu. Đuôi Bạch Kỳ Lân bị chém đứt, phần bụng có vệt máu dài 800 thước, máu đổ như suô tí từ không trung nhuộm bầu trời, thẩm thấu đất đai. Hỗn Côn Hoàng tử và Lư Sơn Nhân đánh nhau ngang tay, người bị thương nhẹ. Hỗn Côn Hoàng tử không đấu tiếp. Kim Ô Bá Hoàng tử uống hấp thần tuyền, vết thương trên người nhanh chóng lành lại. Kim Ô Bá Hoàng tử không muốn chiến tiếp, nói. Hôm nay xem như nhân tộc các ngươi lợi hại, nhưng đừng tưởng rằng chúng ta thua. Chân thân của ta chưa đến, nếu chân thân ra tay thì một mình ta dư sức đánh bại ba vương giả thế hệ trẻ nhân tộc. Bạch Kỳ Lân mặc giáp cổ thánh linh nhưng vẫn bị Hiên Viên Nhất Nhất dùng thiên nhai thước đâm thủng, gã bị thương rất nặng. Bạch Kỳ Lân hăm dọa. Ta chưa dùng hết sức, nếu liều mình chiến đấu thì chưa biết lộc về tay ai. Hỗn Côn Hoàng tử trừng Lư Sơn Nhân, mắt độc ác nói. Giữa chúng ta chưa phân thắng thua, không phải ngươi có lực lượng đối kháng với ta. Đến hội luận đạo vạn tộc ta sẽ tự tay chém ngươi. Ba thái cổ thánh yêu tộc đe dọa nhưng không đấu tiếp. Vì bọn họ biết số lượng phe mình yếu hơn nhân tộc, có đánh tiếp chỉ tự rước nhục úc. Thái cổ thánh yêu tộc có 36 người, không ai yếu, nhân tộc muốn xông thái cổ thánh tộc tràn đầy khó khăn. 36 thái cổ thánh yêu tộc sẽ chèn ép, gánh nặng đường xa. Đám anh kiệt nhân tộc rất kích động, khoảnh khắc này viết lại lịch sử. Nhân tộc vùng lên, một tộc đối kháng bốn vương gải thái cổ thánh yêu tộc, chuyện này ghê gớm biết bao. Một chương mới trong lịch sử. Sau ngàn vạn năm mọi người sẽ nhớ kỹ hôm nay. Ngày nhân tộc mạnh mẽ trỗi dậy, dùng hành động thực tế đáp lại thái cổ thánh yêu tộc chèn ép và coi rẻ. Sôi trào. Sôi sục.
Nhiều anh kiệt nhân tộc chạy ra Tiên Hư Động Thiên, muốn báo cáo tin tức làm lòng người phấn chấn cho thiên hạ biết. Ba vương giả thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc không cam lòng, vốn bọn họ đến chèn ép, dẫm đạp tôn nghiêm nhân tộc, không ngờ bị nhân tộc xem như đá kê chân, khí diễm nhân tộc lại tăng lên. Kim Ô Bá hoàng tử cắn chặt răng, hung tợn nói. Chúng ta đi. Phong Phi Vân đứng trên lưu ly tiên đảo, cười tủm tỉm. Các ngươi cho rằng đại náo tiên hư một trận rồi đi dễ vậy sao? Phong Phi Vân nhìn chằm chằm ba vương giả thế hệ trẻ Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn hoàng tử, Kim Ô Bá hoàng tử. Kim Ô Bá hoàng tử cười khẩy nói. Hay ngươi cho rằng có thể giữ lại chúng ta? Hỗn Côn hoàng tử mỉa mai nói. Tu vi đến cảnh giới như chúng ta có lẽ sẽ thua, nhưng tu vi không đến đẳng cấp bán thánh mà muốn giết chúng ta thì đúng là mơ tưởng viễn vông. Bạch Kỳ Lân ngạo nghễ nói. Bán thánh cũng chưa chắc có thực lực giết chúng ta. Phong Phi Vân nói. Nói vậy là các ngươi không định bồi thường. Cửu Thiên Tiên Nữ hãy nói xem tiên hư bị tổn hại nghiêm trọng như thế, cần bọn họ bồi thường bao nhiêu linh thạch. Nhân tổ động thiên, thái cổ thánh Phật miếu bị bọn họ giết mấy anh kiệt xác chưa lạnh. Chẳng lẽ bọn họ đáng chết sao? Chúng ta không thể lấy lại công bằng cho bọn họ. Hỗn Côn hoàng tử cuồng cười như thể đang cười Phong Phi Vân ngây thơ. Thái cổ thánh yêu tộc chúng ta giết người còn cần bồi thường. Đừng cho rằng hôm nay các ngươi may mắn thắng một ván là giỏi. Thái cổ thánh yêu tộc được gọi là thánh tộc không phải vì chúng ta thắng mãi bất bại, đó là do chúng ta luôn hùng mạnh. Thời Hiên Viên Đế Sư thì nhân tộc cũng mạnh lên, Long tộc, Phượng tộc bị lấn át. Nhưng đó chỉ là phù du sớm nở tối tàn. Sau khi Hiên Viên Đế Sư chết, nhân tộc trở về nguyên hình, người đế gia bị giết sạch. Hiên Viên Nhất Nhất siết chặt nắm tay, nói đến chỗ đau làm mặt nàng trắng bệch. Kim Ô Bá hoàng tử nói. Bây giờ các ngươi nhảy en thó càng cao đến hội luận đạo vạn tộc té càng đau. Muốn bồi thường, các ngươi có tư cách đó sao? Phong Phi Vân bình tĩnh nói. Giết người đương nhiên phải đền mạng, đánh hỏng đồ vật phải bồi thường. Nếu các ngươi đã ngu xuẩn không nghe vậy cũng hết cách, đành trấn áp các ngươi trước, khi nào các chí tôn trưởng bối thái cổ thánh yêu tộc đến đưa tiền chuộc sẽ thả cho đi. Bạch Kỳ Lân cười mỉa. Ngươi quá cuồng vọng, bán thánh cũng không trấn áp được chúng ta. Phong Phi Vân xòe tay, tam vị chân hỏa lô bay ra. Tam vị chân hỏa lô chỉ to cỡ chén trà, nhỏ nhắn xinh xắn. Vù 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 vù. Phong Phi Vân thi triển luân hồi tật tốc biến mất tại chỗ. Xuất hiện bên trên đầu Bạch Kỳ Lân, tam vị chân hỏa lô đè xuống. Bạch Kỳ Lân biến sắc mặt, lại lấy chú dạ luân ra, muốn dùng lực lượng cổ linh khí thập thất phẩm ngăn cản tam vị chân hỏa lô. Bạch Kỳ Lân lướt ngang sang bên. Ta trấn áp. Lực lượng tam vị chân hỏa lô trở nên hùng hồn, đốt đỏ bầu trời xung quanh. Bạch Kỳ Lân, chú dạ luân bị thu vào trong lô. Tam vị chân hỏa lô thu nhỏ, lơ lửng trong lòng bàn tay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nhếch mép cười tà, tóc dài bay bay. Phong Phi Vân nhìn Hỗn Côn hoàng tử. Một người. Vù 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 vù. Phong Phi Vân biến mất khỏi mặt đất. Hỗn Côn hoàng tử ngỡ ngàng. Mạnh, quá. Hỗn Côn hoàng tử vội dương đôi cánh to, tốc độ siêu mau đụng thủng hư không định nhanh chóng bỏ chạy. Tốc độ của Hỗn Côn đệ nhất thiên hạ, tốc độ của Hỗn Côn hoàng tử không yếu hơn bán thánh bao nhiêu. Muốn trốn. Sau lưng Phong Phi Vân hiện ra một vạn thiên tài tuấn kiệt, hai tay tăng vọt đánh ra lực công kích gấp một vạn lần. Hỗn Côn hoàng tử từ hư không bị đánh trở về. Hỗn Côn hoàng tử kinh hoàng, cảm giác tốc độ của Phong Phi Vân không chậm hơn gã chút nào, lực lượng mạnh hơn gã nhiều. Khỏi tìm, ta đang trên lưng ngươi. Tam vị chân hỏa lô xoay nhanh trong lòng bàn tay Phong Phi Vân, đè xuống, định thu Hỗn Côn hoàng tử vào trong. Ngươi không thu ta được, thiên địa ảnh xạ. Hỗn Côn hoàng tử thi triển bí thuật, cơ thể nhạt dần thành ảo ảnh. Chân thân trốn vào hư không, chạy trốn ra ngàn vạn dặm. Quay về. Phong Phi Vân một đấm đánh thủng hư không, mở đường hầm trùng động xông vào. Ầm 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 ầm. Cách ngàn vạn dặm vang tiếng chiến đấu, đánh kinh thiên động địa, không gian dao động. Chiến đấu kéo dài không lâu sau Phong Phi Vân lại bay về, tam vị chân hỏa lô run bần bật trong tay hắn. Phong Phi Vân cười tà ác. Hỗn Côn hoàng tử, Bạch Kỳ Lân thành một cặp, Bá hoàng tử, người cũng vào lô đi. Quá kiêu ngạo, định trấn áp hoàng tử thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc, đây là xu hướng sắp nghịch thiên. Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn hoàng tử là thần thoại bất bại trong Kỳ Lân yêu tộc,
Hỗn Côn yêu tộc. Tương lai rất có thể Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn hoàng tử sẽ đứng đầu một tộc, thống lĩnh một thái cổ thánh yêu tộc. Bọn họ đánh khắp thiên hạ không địch thủ, là hoàng giả trẻ tương lai. Nhưng Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn hoàng tử bị một bán yêu trấn áp trong lò, nhục nhã biết mấy. Dù vùng lên cũng không cần mạnh mẽ đến thế đi. Nhiều anh kiệt nhân tộc giật mình rất cằm. Cảm thấy mình đang nhìn yêu nghiệt. Cơ thể Kim Ô Bá hoàng tử anh vũ đứng trên bầu trời, giáo màu vàng kim, áo choàng đỏ rực bay sau lưng. Cơ thể như cột cờ, áo choàng như chiến kỳ. Kim Ô Bá hoàng tử khoanh tay đứng, kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng. Ngươi có biết tại sao ta không thừa dịp ngươi trấn áp Hỗn Côn hoàng tử thì rời đi không? Phong Phi Vân nói. Nếu lúc đó ngươi đi thì có lẽ sẽ thoát khỏi. Kim Ô Bá hoàng tử hùng ồn nói. Hừ, trốn, ta là Kim Ô Bá hoàng tử, tuy chỉ là một phân thân nhưng tuyệt đối không trốn. Vương giả thật sự phải có khí thế tiến lên không quay đầu, nghị lực muôn vàn gian khó không gục ngã. Lòng e sợ thì chắc chắn sẽ thất bại. Phong Phi Vân cười châm biếm. Nếu ngươi thật sự kiêu ngạo tự hào như thế tại sao lúc trước ngoan ngoãn giao địa ngục quỷ giáp cho ta? Kim Ô Bá hoàng tử chỉ cười. Phong Phi Vân nhìn bốn phía, lòng nổi cảnh giác. Phong Phi Vân nhíu mày nói. Xem ra chân thân Kim Ô Bá hoàng tử đã đến, nếu không ngươi sẽ chẳng dám mạnh miệng như thế. Kim Ô Bá hoàng tử lạnh lùng cười. Hừ, ngươi sợ. Đáo lại Kim Ô Bá hoàng tử là một Phật thủ ấn to lớn, vân tay như sông, ngón tay như cột chống trời. Càn Khôn trưởng ấn thiên địa. Thế giới Phật Pháp ngưng tụ trong không trung. Lực lượng một kích kia quá kinh khủng, như thể nguyên tiên hư động thiên biến thành thế giới Phật Pháp. Phong Phi Vân đứng trong không trung, người lơ lửng, chân đạp đài sen 72 phẩm, vòng sáng sau lưng lấp lánh ánh sáng thần tính vô thượng. Kim Ô Bá hoàng tử biết Phong Phi Vân cường đại, không dám khinh địch. Kim Ô Bá hoàng tử biến thành bản thể, móng vuốt sắc bén xé rách hư không đối kháng với Càn Khôn trưởng ấn thiên địa. Bùm! Móng vuốt của Kim Ô Bá hoàng tử rách ba đường. Đổ máu ròng ròng. Phong Phi Vân bị đánh bay xa hơn 10 dặm. Mới bao lâu mà sao lực lượng của hắn tăng trưởng nhiều như thế? Kim Ô Bá hoàng tử rất khó tin, chỉ một chiêu gã đã bị Phong Phi Vân đánh bị thương. Lúc ở đan đỉnh quỷ thị Kim Ô Bá hoàng tử chỉ kém hơn Phong Phi Vân một bậc. Kim Ô Bá hoàng tử không biết rằng sau đan đỉnh quỷ thị, có tiêu thánh dùng tiếng tiêu giúp Phong Phi Vân ngộ đạo, lại lĩnh ngộ ấn ký ảo ảnh đạo thân hoa hậu đại thánh. Lại dùng bao nhiêu là vũ hóa huyết đán. Tu vi của Phong Phi Vân tăng mảng lớn, bây giờ dù không thể đối kháng bán thánh cũng có thể đánh vài chiêu với một số bán thánh yếu. Bán thánh chia làm bán thánh thất trọng, bát trọng. Tu vi chỉ kém một tầng nhưng sức chiến đấu cách biệt xa gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Chiến thiên thước gia, hộ thánh chiến thần của Trung ương Vương Triều thứ 6 thuộc hàng bán thánh bát trọng. Chiến thiên thước gia là đỉnh bán thánh bát trọng. Trấn áp cho ta. Lực lượng thiên kiếp, địa kiếp, tử kiếp trong người Phong Phi Vân, tia chớp đi đùng trên bầu trời, dung nham dưới lòng đất sôi trào. Thiên kiếp và địa kiếp tấn công trên dưới. Lực lượng tử kiếp trực tiếp oanh kích Kim Ô Bá hoàng tử. Điều động ba tầng kiếp lực một lúc, cảnh tượng như tận thế. Kim Ô Bá hoàng tử bị đánh bó tay. Mọi người thấy ngạc nhiên, cho rằng Phong Phi Vân dùng đại thần thông dẫn đến thiên tượng, địa tượng. Bọn họ thầm khâm phục và khuất phục. Không ai dám tưởng tượng đây đều là kiếp lực Phong Phi Vân điều động. Chỉ có thiên toán thư sinh nhìn ra chút manh mối. Mặc dù lúc Phong Phi Vân thi triển kiếp lực cố ý che giấu vài thứ nhưng không lừa được mắt thiên toán thư sinh. Bùm 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 bùm. Kim Ô Bá hoàng tử bị đánh lắc lư như cọng cỏ ngã trái ngã phải, toàn thân đầy máu. Bầu trời rực rỡ sắc vàng bị nhuộm đỏ máu. Vào trong lô đi. Phong Phi Vân dạp vai phải Kim Ô Bá hoàng tử. Răng rắc. Áo giáp vàng bị đạp bể, mảnh sắt đâm vào người Kim Ô Bá hoàng tử, máu phun ra. Tam vị chân hỏa lô đổ ập xuống, miệng lô sinh ra lực hút như vòng xoáy. Kim Ô Bá hoàng tử phát ra tiếng gầm giận dữ, nhưng thân thể không nghe lời bay vào trong lô. Đột nhiên hư không sinh ra gợn sóng, một luồng sáng chói mắt bay ra như lửa thần dương. Bốn hòn đảo tiên nổi bị đốt cháy thành bốn quả cầu lửa khổng lồ. Phong Phi Vân buộc phải bỏ qua Kim Ô Bá hoàng tử. Quay người vỗ một chưởng đánh nát bốn quả cầu lửa to lớn. Bốn pháo hoa nở rộ bi trong không trung, đốm lửa rơi như mưa. Kim Ô Bá hoàng tử thừa dịp vùng hoát tam vị chân hỏa lô ức chế trốn thật xa, vẻ mặt vui mừng. Đến,
Mắt Phong Phi Vân bắn ra ánh lửa, nghiêm túc nhìn hư không. Đã đến rồi. Người đánh nhau với Phong Phi Vân nãy giờ chỉ là phân thân của Kim Ô Bá Hoàng Tử, sức chiến đấu cỡ một nửa Bá Hoàng Tử, còn là từ 80 năm trước. Kim Ô Bá Hoàng Tử bây giờ đã ra khỏi Thiên Mộc Thần Trì, lại hấp thu Thái Cổ Thiên Mộc, lĩnh ngộ Đạo Thiên Mộc. Tu vi của Kim Ô Bá Hoàng Tử mạnh mẽ đến mức nào? Phong Phi Vân không dám vỗ ngực bảo có thể đánh bại Kim Ô Bá Hoàng Tử. Đám vương giả thế hệ trẻ nhân tộc biểu tình nghiêm túc. Kim Ô Bá Hoàng Tử được gọi là một trong bốn sinh linh đỉnh cao nhất thế hệ trẻ, ngang ngửa với Phượng Hoàng Thiên Nữ, thập tam thái tử của Long tộc. Tồn tại đẳng cấp như thế không đơn giản, nếu chân thân Kim Ô Bá Hoàng Tử đến thì bọn họ phải hết sức cẩn thận. Nếu ngươi không xuất hiện thì ta không nương tay. Phong Phi Vân lại lạc tiên nữ càn khôn trưởng ấn thiên địa đánh phân thân Bá Hoàng Tử, tam vị chân hỏa lô đè xuống. Phong Phi Vân không định thu Bá Hoàng Tử vào tam vị chân hỏa lô mà muốn đánh nát đầu gã. Bán yêu, người lộ mũi nhọn quá đáng. Một chân Bá Hoàng Tử chân thân thò ra từ hư không, giấu chân hình người, vàng chói, nóng cháy. Bàn chân dài 800 trượng. Bá Hoàng Tử chân thân lần đầu tiên công kích Phong Phi Vân, gã không ở trong Hỗn Độn Thiên Thành mà cách 3.000 vạn dặm, ra tay cách hư không bao la vô ngần. Giấu chân thò ra. Bá Hoàng Tử chân thân chưa đến Tiên Hư Động Thiên, mới chỉ vào Hỗn Độn Thiên Thành. Phong Phi Vân xòe tay bóp nát dấu chân của Kim Ô Bá Hoàng Tử, đập nát đầu Bá Hoàng Tử phân thân rồi thu vào tam vị chân hỏa lô. Bá Hoàng Tử chân thân quát to. Ngươi dám! Thanh âm tựa như thần lôi thiên phạt, hàng ngàn tia chớp trên bầu trời giáng xuống. Chỉ hai chữ, ngươi dám, phát ra lực lượng dẫn động thiên lôi thật sự. Đánh hơn 10 anh kiệt nhân tộc tu vi siêu đẳng miệng mũi chảy máu té dưới đất, ngất xỉu. Một con Kim Ô vạn trượng bay ra khỏi hư không, như mặt trời xoay quanh thành bánh xe màu vàng to lớn. Có hàng vạn thần luyện pháp tắc màu vàng bay theo Kim Ô. Một lão nhân tóc vàng lơ lửng chính giữa bánh xe, tựa như thái dương cổ thần linh. Thiên toán thư sinh đứng bật dậy, vẻ mặt bình tĩnh biến mất, nghi ngờ kêu lên. Pháp tướng tứ thánh tổ sư. Kim Ô yêu tộc từng có một thời đại cực kỳ huy hoàng, 10 Kim Ô thánh tổ xuất thế, mỗi thánh tổ có thực lực trùng kích thánh linh. Đó là 10 vị thánh tổ thật sự của Kim Ô yêu tộc, tất cả Kim Ô tôn bọn họ là thần linh, tổ sư. Đồn rằng tứ thánh tổ sư là mình người đầu chim, khi sinh ra đã biết tiếng người. Kim Ô Bá Hoàng Tử tu luyện đạo tứ thánh tổ sư, tu luyện tứ thánh thiên cơ bia, sắp đến thiên cơ quỷ thần kiếm đệ cửu trọng. Kim Ô Bá Hoàng Tử thi triển ra pháp tướng tứ thánh tổ sư, pháp tướng tương đương với lực lượng thiên đạo của tứ thánh tổ sư. Tuy tứ thánh tổ sư đã chết nhưng để đạo thánh linh mãi mãi tồn tại trong thiên địa, chờ xem ngươi có bản lĩnh mượn dùng không. Khổng tử, lão tử đều là thánh nhân, dù bọn họ chết nhưng đạo vẫn truyền thừa. Người nghiên cứu sâu về tri thức nho gia, đạo gia là có thể mượn dùng tri thức hai vị thánh nhân để lại. Đạo lý thành vũ khí phê phán thế nhân, tấn công đối thủ. Cái gọi là pháp tướng thánh linh cũng tương đương như thế, chẳng qua mượn lực lượng đạo pháp thánh linh đọng lại trong thiên địa. Tuy thánh linh chết, thân thể mục nát nhưng đạo pháp không bao giờ diệt, tán trong thiên địa, vẫn còn tồn tại hoàn chỉnh. Nhưng muốn mượn dùng lực lượng của thánh linh thi triển ra pháp tướng thánh linh rất là khó khăn. Chỉ người nghiên cứu kỹ về đạo của thánh linh này mới làm được. Kim Ô Bá Hoàng Tử từ nhỏ tu tập đạo của tứ thánh tổ sư. Nên gã ngưng tụ pháp tướng tứ thánh tổ sư, điều động lực lượng. Mặc dù chỉ là một phần ngàn, phần vạn lực lượng tứ thánh tổ sư nhưng vẫn rất tốt. Pháp tướng xuất hiện, trong Thiên Hư Động Thiên, các tu sĩ nhân loại bị trấn áp quỳ dưới đất. Như thể tứ thánh tổ sư sống lại, mọi người quỳ lạy thánh linh. Đây chính là điểm lợi hại của pháp tướng thánh linh, khá giống cách tu luyện của đạo gia. Đệ tử đạo gia câu thông thiên nhiên, mượn khí ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa. Thổ trong thiên địa. Pháp tướng thánh linh là trực tiếp mượn lực lượng của vị thánh linh nào đó, có thể là đã chết hoặc còn sống. Tại sao địa vị của đệ tử thánh linh cao? Vì miễn là thánh linh đồng ý là có thể CSO đệ tử mượn dùng một phần lực lượng của mình. Một người bình thường nếu có thánh linh đồng ý cung cấp 1% lực lượng thì người thường đó sẽ trở thành đệ nhất nhân dưới thánh linh. Đương nhiên thánh linh sẽ không tùy tiện cho mượn lực lượng. Đối với gia đình, cho mượn lực lượng là hại người đó. Với người không thân, tại sao thánh linh cho mượn lực lượng? Một số thánh linh không có tình cảm con người thì con cái ruột thịt chưa chắc có sức nặng bao nhiêu, không khác gì chúng sinh.
Phong Phi Vân đứng trên hòn đảo tiên nổi vỡ nát, vạt áo bay phần phật, mắt sáng ngời, tiến vào cảnh giới huyền diệu khó giải thích. Trong đầu Phong Phi Vân hiện ra bóng dáng nữ nhân mình người đôi rắn. Hai tay Phong Phi Vân hơ không trung như đang đánh thái cực, đứng trên đài bổ thiên trong hoa hậu miếu. Từng đợt khí thiên địa ngưng tụ trong lòng bàn tay Phong Phi Vân, tinh khí đạo pháp như các đôm sáng tụ tập lại. Phong Phi Vân mông lung như ảo mộng. Ầm 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 ầm. Đôi tay Phong Phi Vân giơ lên đầu, pháp tướng thần thánh hiện hình trong không trung, uy lâm thiên hạ. Đầu người, thân rắn, tóc dài, mỗi một chỗ đều hiện ra mỹ cảm tột cùng, vô cùng thần thánh. Pháp tướng thánh linh lơ lửng trên cao, hút hết linh khí, đạo tác trong tiên hư động thiên. Nàng là chân thần duy nhất, tồn tại tối cao vô thượng. Tay ngọc cầm thần thạch tỏa ánh sáng nhiều màu, chảy xuôi thánh tắc viễn cổ. Pháp tướng hoa hậu đại thánh. Đám người thiên toán thư sinh, hiên viên nhất nhất hết hồn, vội quỳ lạy, sự tôn kính từ tận đáy lòng. Đây không phải lạy một người mà đang vái tín ngưỡng. Phong Phi Vân nhắm mắt, như mộng như tỉnh. Phong Phi Vân chìm trong cảnh giới kỳ diệu. Cảm giác khác với lúc ở trên luyện thạch đài nhìn ảo ảnh đạo thân hoa hậu đại thánh. Bây giờ Phong Phi Vân cảm nhận rõ ràng lực lượng giải rác trong thiên địa trở nên sống động, cộng minh với pháp tướng hoa hậu đại thánh mà hắn lĩnh ngộ ra, tụ tập vào người hắn. Đây là đạo của hoa hậu đại thánh giải rác trong thiên địa giờ bị dẫn động. Phong Phi Vân tham ngộ mấy đạo thánh linh, ví dụ Thanh Liên Nữ Thánh, Tiêu Thánh, Đế Chủng, Phượng Phó. Tính về độ tham ngộ thì Phong Phi Vân tham ngộ đạo đế chủng sâu sắc nhất, tiếp theo là Tiêu Thánh, Thanh Liên Nữ Thánh, cuối cùng là Hoa Hậu Đại Thánh. Phong Phi Vân mới tham ngộ đạo của Hoa Hậu Đại Thánh có vài ngày. Đạo Thánh Linh Bác Đại Tinh Thâm, đừng nói mấy ngày, người bình thường tốn hơn một vạn năm chưa chắc lĩnh ngộ một phần ngàn đạo tắc Thánh Linh. Tại sao Phong Phi Vân không ngưng tụ pháp tướng Thánh Linh của đế chủng? Bởi vì đạo của đế chủng yếu hơn Tứ Thánh Tổ Sư một chút. Hoa hậu đại thánh thì khác, là đệ nhất nhân từ xưa đến nay, đứng đầu ba đại thánh thái cổ. Dù Tứ Thánh Tổ Sư còn sống ở trước mặt hoa hậu đại thánh cũng như con kiến. Hơn nữa hoa hậu đại thánh dùng bản thân bổ thiên đạo, nàng là một phần thiên đạo. Trước thiên đạo, chúng sinh chỉ là một ý niệm của nàng, thánh linh ở trước mặt nàng chỉ là một ý niệm lớn. Thiên đạo này là thiên đạo thật sự, không phải xưng hô của thủ lĩnh diệt thế giả vực ngoại tự đặt. Nếu trên đời có tiên, Hoa hậu đại thánh là gần với tiên nhất. Rất có thể Hoa hậu đại thánh là tiên. Phong Phi Vân không biết bản thân mình có ngưng tụ ra pháp tướng Hoa hậu đại thánh được không. Phong Phi Vân mới tham ngộ ảo ảnh đạo thân Hoa hậu đại thánh vài ngày, hắn chỉ thử cho biết. Dù thất bại, Phong Phi Vân có thể dùng lá bài cuối cùng là hóa rồng, đây là chiêu bị dồn vào đường cùng hắn mới dùng. Phong Phi Vân thành công, hắn ngưng tụ ra pháp tướng Hoa hậu đại thánh. Đời sau có biết bao nhiêu người tham ngộ đạo Hoa hậu đại thánh nhưng đều thất bại, không ai có thể ngưng tụ ra pháp tướng, mượn lực lượng Hoa hậu đại thánh. Phong Phi Vân là người thứ nhất ngưng tụ ra pháp tướng Hoa hậu đại thánh. Phong Phi Vân được ích lợi rất lớn, đạo tắc nguyên thiên địa tụ tập vào cơ thể hắn, lĩnh ngộ thánh linh không ngừng nâng cao. Trong người Phong Phi Vân liên tục vang tiếng xương di chuyển, khối xương phượng rất nhanh tăng lên 200 khối, xương cốt vẫn đang lột xác. Rốt cuộc có người ngưng tụ ra pháp tướng Hoa hậu đại thánh. Trong thiên địa toàn là đạo của Hoa hậu đại thánh, lắng động bao nhiêu ức năm giờ sống lại, như nước lặng im lìm quá lâu đột nhiên nứt ra, dòng nước tụ lại, nước lặng biến thành nước xiết. Hiện giờ Phong Phi Vân gặp phải tình huống như vậy. Đạo của Hoa hậu đại thánh Bác Đại Tinh Thâm là vương giả trong tất cả đạo thánh linh. Trước kia không ai có thể điều động, hiện tại rốt cuộc có người điều động chúng nó. Chúng nó rất hưng phấn. Thi nhau tuôn hướng Phong Phi Vân, vì hắn là truyền nhân duy nhất của Hoa hậu đại thánh, chúng nó đặc biệt thân thiết với hắn. So với thánh linh thì bây giờ Phong Phi Vân rất yếu ớt. Phong Phi Vân như một giọt nước, đạo của Hoa hậu đại thánh là đại dương. Một xi tọ nước không thể chứa nguyên biển cả, nếu cưỡng ép hấp thu thì sẽ thành tro, thành một phần của biển. Phong Phi Vân rời khỏi trạng thái này. Nếu cứ để mặc tu vi tăng vùn vụt có lẽ hắn sẽ trực tiếp đến gần đỉnh chuẩn thánh, rất gần với thánh linh. Nhưng Phong Phi Vân buộc phải cắt đứt trạng thái này, vì hắn đã bão hòa. Nếu Phong Phi Vân hấp thu tiếp, hắn sẽ tan thành tro, biến mất khỏi giới vật chất và tinh thần, biến thành các lũ đạo tắc. Phong Phi Vân mở mắt ra, con người như hổ phách, tinh khí thần tăng mảng lớn.
Bây giờ kêu Phong Phi Vân đấu với chí tôn thế hệ trước yêu tộc thì hắn cũng dám cứng rắn đấu ngay mặt. Hoa hậu đại thánh lơ lửng trên đầu Phong Phi Vân, thân hình càng rõ ràng, thần thánh hơn, như thần hoàng trên 9 tầng mây. Mớ rồi nhìn như rất lâu nhưng thật ra chỉ trong chớp mắt, chưa đến một phần ngàn giây. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Đây là lần đầu tiên ngưng tụ pháp tướng Hoa hậu, đạo của Hoa hậu thân thiết với ta, giúp ta cưỡng ép lĩnh ngộ. Chắc sau này không thể vào trạng thái như thế được nữa, mọi chuyện chỉ có thể dựa vào tự mình lĩnh ngộ. Rất nhanh Phong Phi Vân rời khỏi cảm giác lạc lõng, hắn nhìn pháp tướng tứ thánh tổ sư trên bầu trời. Hai pháp tướng thánh linh va chạm, cùng tan biến. Tiên hư động thiên bị xé một cái lỗ to, nếu không nhờ thành chủ thứ hai hỗn độn thành ra tay thì tiên hư đã bị hủy diệt. Ngang sức ngang tài. Khí thế Hoa hậu đại thánh mạnh hơn nhưng Phong Phi Vân mới lĩnh ngộ vài ngày. Dù cộng thêm lĩnh ngộ trong trạng thái huyền diệu vừa rồi vẫn rất yếu ớt. Tứ thánh tổ sư không mạnh bằng Hoa hậu đại thánh, nhưng Kim Ô Bá hoàng tử tu luyện lĩnh ngộ từ nhỏ, tham ngộ mấy trăm năm. Kim Ô Bá hoàng tử hiểu biết đạo của tứ thánh tổ sư rất sâu sắc, gã có thể điều động nhiều lực lượng tứ thánh tổ sư hơn. Phong Phi Vân lĩnh ngộ mấy ngày mà mơ thắng người ta lĩnh ngộ mấy trăm năm thì không hiện thực. Phong Phi Vân có thể đấu ngang tay Kim Ô Bá hoàng tử là do bản thân hắn có tu vi cường đại, khí thế Hoa hậu đại thánh ức chế tạo thành kết quả này. Không sử dụng pháp tướng thánh linh, chỉ tính tu vi thì Phong Phi Vân mạnh hơn Kim Ô Bá hoàng tử một bậc. Sử dụng pháp tướng thánh linh thì hai người ngang sức ngang tài. Giọng Kim Ô Bá hoàng tử hùng hồn bá đạo nói. Hôm nay nể mặt Hoa hậu đại thánh nên ta mạng cho ngươi, đến hội luận đạo vạn tộc chắc chắn sẽ giết ngươi. Hơi thở của Kim Ô Bá hoàng tử biến mất trong thiên địa. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Tin tưởng như thế chắc bá hoàng tử còn lá bài tẩy chưa lật. Mấy trăm năm đã có thể tu luyện đến một bước này, chỉ dựa vào thiên phú, tài nguyên thì tuyệt đối không làm được, còn cần vô số khí vận cộng kỳ ngộ. Phong Phi Vân không sợ Kim Ô Bá hoàng tử, người có át chủ bài, ta cũng có. Tây Môn Suy Tiêu nói. Lợi hại, Kim Ô Bá hoàng tử cũng bị Phong huynh đẩy lùi. Phong Phi Vân cầm tam vị chân hỏa lô nhỏ xinh, cười nói. Chỉ ngang tay. Tây Môn Suy Tiêu lắc đầu, nói. Kim Ô Bá hoàng tử cuồng ngạo vô cùng, Phong huynh thu phân thân của bá hoàng tử mà hắn nhịn xuống, rút lui, chứng minh Phong huynh chiếm ưu thế. Phong Phi Vân nói. Ta cho rằng bá hoàng tử thấy nhiều vương giả thế hệ trẻ nhân tộc ta có mặt, sợ qua nên mới rút đi. Vù 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 vù. Cánh cửa hư không mở ra. Một nam nhân mặc áo giáp trắng bước ra, đáp xuống Lưu Ly Tiên Đảo. Nam nhân giáp trắng khom lưng, cúi đầu với Phong Phi Vân, cười thân thiện. Ta là thống lĩnh thiên quân hỗn độn thiên thành, người là Phong Phi Vân đúng không? Mấy vị thành chủ muốn gặp người. Hỗn độn thiên thành là một trong các cổ thần thành đỉnh cao nhất nhân tộc, thống lĩnh thiên quân tại đây có địa vị ngang ngửa thiên tước gia Trung ương Vương Triều thứ 6. Địa vị hỗn độn thiên thành thì bằng chúa tể Trung ương Vương Triều. Phái một vị thống lĩnh thiên quân đến mời Phong Phi Vân chứng minh cao tầng nhân tộc chú trọng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân sớm đoán được bọn họ sẽ đến mời hắn. Đầu tiên, sau lưng Phong Phi Vân có một thánh linh nhân tộc, tuy đế chủng đã chết nhưng mọi người đinh linh lão còn sống. Thứ hai, Phong Phi Vân nói câu, trước thái cổ nhân tộc là đứng đầu vạn vật, ba đại thánh đều là nhân tộc. Câu này không thể nói lung tung, đám đại nhân vật không tìm Phong Phi Vân uống trà mới lạ. Cuối cùng, Phong Phi Vân vừa ngưng tụ ra pháp tướng Hoa hậu đại thánh tăng thêm phần chân thật những lời hắn đã nói. Cho nên các đại nhân vật sốt ruột muốn gặp mặt Phong Phi Vân. Tây Môn Suy Tiêu nói. Ha 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 ha. Phong huynh lần này sắp uy chấn thiên hạ, chờ Phong huynh gặp mấy lão già quay về đêm mai huynh đệ ta đây sẽ tổ chức tiệc mừng cho Phong huynh. Khi đó không say không về. Thiên Toán Thư Sinh cười nói. Ai đó thật là không hiểu tình thú. Tây Môn Suy Tiêu liếc Cửu Thiên Yên Vũ, cười cười. Đúng đúng, ngày vấn đỉnh thiên hạ là lúc phong hoa tuyết nguyệt. Thôi sau này chúng ta sẽ uống rượu. Cửu Thiên Yên Vũ càng xấu hổ hơn, thướt tha yểu điệu. Sau trận chiến hôm nay cái tên Phong Phi Vân sẽ truyền khắp thiên hạ. Trước kia tu sĩ nhân loại toàn nói bán yêu là sinh vật đê tiện, đêm nay qua đi bọn họ sẽ cãi lại. Họ sẽ nói bán yêu là một thành viên nhân tộc, vì trong cơ thể chảy dòng máu Phong Phi Vân. Đây chỉ là một phần nhỏ ảnh hưởng cuộc chiến đêm nay, ảnh hưởng lớn hơn đang tích lũy, sắp thổi quét thiên hạ.
Phong Phi Vân theo thống lĩnh thiên quân rời đi, đến gặp mấy thành chủ hỗn độn thiên thành. Thiên toán thư sinh, Tây Môn suy tiêu thì nặng trĩu ưu sầu, không hưng phấn như mặt ngoài. Lúc trước Phong Phi Vân nói, trước Thái Cổ thiên hạ chia cửu châu, cu ói thời kỳ Thái Cổ trời giáng đại kiếp nạn, tám châu tan vỡ. Câu này khiến bọn họ suy nghĩ rất nhiều, những chuyện khó hiểu trước kia nay rõ ràng. Suy nghĩ rõ ràng rồi Tây Môn suy tiêu, thiên toán thư sinh thấy sợ hãi. Tây Môn suy tiêu, thiên toán thư sinh vội vàng rời đi, muốn báo cáo chuyện này cho trưởng bối. Chuyện quá quan trọng, nặng nề đến nổi hai người không chịu nổi, phải tìm trưởng bối quyết định dùm. Thiên viên nhất nhất, cửu thiên yên vũ biết ít hơn thiên toán thư sinh, Tây Môn suy tiêu. Nhưng hai nàng cũng hiểu chuyện này nặng hơn trận chiến đêm nay. Thiên viên nhất nhất, cửu thiên yên vũ truyền tin về Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, cửu thiên gia tộc. Hỗn độn thiên thành có 8 vị thành chủ, địa vị ngang ngửa chúa tể một số trung ương vương triều nhỏ yếu. Phong Phi Vân gặp 7 vị thành chủ, còn trùng động, bí ẩn nhất thì không lộ mặt, đó là nhân vật chí tôn cổ xưa, 7 thành chủ khác chưa chắc gặp mặt. 7 bóng người khổng lồ đứng trên cao như 7 tượng thần trong miếu thờ, đây là phân thân của 7 thành chủ hỗn độn thành. Thành chủ thứ 6 hỗn độn thành nói. Trước Thái Cổ Bán Yêu là một thành viên nhân tộc, nhưng cuối thời kỳ Thái Cổ có một đoạn lịch sử không rõ ràng. Lịch sử đó thay đổi nhiều chuyện, từ thở ấy Bán Yêu không thể đột phá vũ hóa cảnh. Ngươi nên biết đây là thế giới cường giả, kẻ yếu sẽ bị bài trừ, địa vị của Bán Yêu thấp như ngày nay không thể trách ai. Mới bắt đầu thành chủ thứ 6 hỗn độn thành đã lôi kéo quan hệ Bán Yêu và nhân tộc. Phong Phi Vân không đến biện luận Bán Yêu có thuộc về nhân tộc hay không. Hắn chẳng muốn vòng vo với mấy lão già. Phong Phi Vân nói thẳng. Ta không biết nhiều về đoạn lịch sử chống đó, ta chỉ biết khi ấy có đại kiếp nạn, cửu châu sụp đổ chỉ còn lại Tây Ngưu Hạ Châu. Phong Phi Vân không dám nhắc đến diệt thế giả vực ngoại, ai biết 7 thành chủ hỗn độn thành trước mặt có diệt thế giả vực ngoại ẩn núp không? Phong Phi Vân phải hết sức cẩn thận. Có vài thứ nhắc đến một chút là đủ, các đại nhân vật nắm giữ tài liệu đủ liên tưởng đến nhiều thứ. Quả nhiên mấy chữ cửu châu sụp đổ làm 7 thành chủ hỗn độn thành trầm ngâm, biến sắc mặt, bọn họ nghĩ đến nhiều điều trước kia không hiểu. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành lên tiếng. Sao ngươi biết chuyện này? Ánh mắt thành chủ thứ 4 hỗn độn thành sắc bén, áp lực khiếp người công kích Phong Phi Vân, như trời sao mênh mông đổ ập xuống. Phong Phi Vân chịu đựng áp lực lớn vẫn đứng thẳng. Phong Phi Vân nói. Một vị tiền bối thánh linh nói cho ta biết. Mắt thành chủ thứ 4 hỗn độn thành lóe tia tàn nhẫn sau đó giấu đi, hỏi. Thánh linh kia ở đâu? Từ đầu đến cuối Phong Phi Vân âm thầm quan sát biểu tình 7 thành chủ hỗn độn thành, hắn muốn tìm hiểu phản ứng của bọn họ rồi phán đoán trong đó có diệt thế giả vực ngoại ẩn núp không. Mấy thành chủ hỗn độn thành khác khi nghe cửu châu sụp đổ thì trong vài giây vẻ mặt mờ mịt, trầm ngâm, sau đó giật mình. Chỉ có thành chủ thứ 4 hỗn độn thành là chẳng hề hoang mang. Như thể gã sớm biết chuyện này. Có vấn đề, ánh mắt một giây đó đã bán đứng thành chủ thứ 4 hỗn độn thành. Mấy thành chủ hỗn độn thành khác bạn suy tư, không phát hiện ánh mắt thành chủ thứ 4 hỗn độn thành khác lạ, chỉ có Phong Phi Vân là thấy, nhưng hắn nghi ngờ chứ không chắc chắn. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành không biết Phong Phi Vân đã phát hiện gã đáng ngờ. Phong Phi Vân nói, tiền bối thánh linh thần long thấy đầu không thấy đuôi, sao ta biết lão nhân gia ở đâu? Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành chợt nhận ra mình biểu hiện hơi rõ ràng, cơ mặt giãn ra, cười nói. Hội luận đạo vạn tộc sắp đến, nhân tộc sẽ xung kích Thái Cổ Thánh tộc, cần có lực lượng cường đại ủng hộ. Bất cứ tu sĩ nhân loại nào đều có nghĩa vụ góp sức. Phong Phi Vân, nếu ngươi có thể liên lạc vị tiền bối thánh linh kia thì nhớ mời tiền bối tham gia hội luận đạo vạn tộc. Phong Phi Vân khách sáo nói. Sẽ cố gắng. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành nói. Ngươi còn biết gì về lịch sử đã mất kia? Phong Phi Vân ra vẻ trầm ngâm nói. Tiền bối thánh linh chỉ nói vài câu với ta đã kể hết rồi, không che giấu điều gì. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành tin lời Phong Phi Vân. Tùy tiện nói ra chuyện quan trọng thế này, Phong Phi Vân cũng chẳng thông minh gì, hắn sẽ không giấu giếm thông tin gì khác. Thành chủ thứ 2 hỗn độn thành vuốt râu bạc nói. Lão hủ còn một việc muốn Phong Tiểu Hữu giải thích dùm. Nếu Phong Tiểu Hữu không tiện nói thì thôi. Phong Phi Vân nói. Tiền bối cứ hỏi. Thành chủ thứ 2 hỗn độn thành hỏi. Phong Tiểu Hữu làm sao lĩnh ngộ ra pháp tướng Hoa Hậu Đại Thánh?
Phong Phi Vân trả lời. Đồn rằng Hoa hậu Đại Thánh là bán yêu, ta cũng là bán yêu. Chỉ có mình ta phá vỡ nguyền rủa bán yêu hậu thời kỳ Thái Cổ, có lẽ đây là nguyên nhân ta lĩnh ngộ ra pháp tướng Hoa hậu Đại Thánh. Hiểu rồi, thành chủ thứ hai Hỗn Độn Thành khen ngợi gật gù. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 65.